tâm diệu pháp âm trân trọng giới thiệu pháp khắp mọi nơi đón chào mỗi sát na bằng chánh niệm và trí tuệ dịch từ bản tiếng anh dharma everywhere welcoming each moment with awareness plus wisdom tác giả ashin tezania biên dịch và tổng hợp tiếng anh Laura Jane Việc dịch Panyadika Tuệ nhân. Lời cảm tạ. Niềm tri ân sâu xa này, tôi xin kính dâng lên thầy của tôi, cố đại trưởng lão thiền sư Xuemin Padanta Kosala, người đã dạy giáo pháp và thái độ chân chánh cho sự phát triển tâm linh và thiền tập của tôi. Tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn đến tất cả các thiền sinh. Những câu hỏi và khó khăn của họ một lần nữa lại là nhân duyên của nhiều phần diễn giảng trong quyển sách này. Tôi thực sự hy vọng rằng quyển sách này sẽ giúp thiền sinh hiểu rõ hơn về thiền chánh niệm và giúp pháp hành của họ sâu sắc hơn. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn đến tất cả quý vị đã đóng góp vào sự hoàn thành cuốn sách này. Asin Tanzania Thư gửi độc giả Độc giả kính mến Phong cách chỉ dạy và cách nhấn mạnh của Thiền sư Tanzania luôn sinh động, không ngừng tiến triển một cách tự nhiên nhờ vào bản lĩnh kinh nghiệm riêng của bậc thầy và bằng sự trực nhận những khó khăn trong thiền tập của thiền sinh quyển sách này là nỗ lực ghi lại những lời dạy của thầy tại thời điểm hiện tại nhưng xin lưu ý thiền sư vẫn không ngừng khám phá và cập nhật những phương thức truyền đạt mới mẻ và hiệu quả hơn chúng tôi đã thu thập những thiền pháp của thiền sư tanzania từ nhiều nguồn và ngữ cảnh khác nhau để kết tập thành tư liệu này ngõ hầu cảm hóa được nhiều hành giả sơ cơ cũng như các hành giả đã có kinh nghiệm tư liệu này bao gồm nhiều tài liệu dịch từ tiếng miến điện như quyển sách nhỏ màu xanh về thái độ chân chánh đối với thiền những đoạn tuyển chọn trích từ những buổi trình pháp và những lời nhắc pháp buổi sáng tại trung tâm thiền pháp lạc Swear -min. chúng tôi kết tập lại thành từng chủ đề riêng phần nhắc pháp buổi sáng được ghi lại từ băng giảng trực tiếp bằng tiếng anh cũng như hai cuốn sách đầu tay quyển sách này ra đời nhằm đáp ứng cho các hành giả đang hành pháp tại trung tâm thiền pháp lạc spell umin cho nên một số từ và thuật ngữ trong sách này có lẽ không hoàn toàn giống với cách dùng và ngữ nghĩa thông thường ở những ngữ cảnh khác bên ngoài. Điều này sẽ giải thích thêm ở phần ghi chú về từ ngữ. Kính mong bạn đọc tìm thấy ở quyển sách này một nguồn thông tin và nguồn cảm hứng cho riêng mình. Từ thiền chánh niệm là gì đến thái độ chân chánh 101 và những đoạn trích từ những buổi trình pháp trong phần khái lược và phần pháp buổi sáng. Cũng xin quý độc giả nhớ rằng quyển sách này không nhằm thay thế sự chỉ giáo trực tiếp của thiền sư. Chúng tôi đã cố gắng chuyển dịch và chuyển đạt những thiền pháp của Ngài Tanzania một cách chính xác nhất trong khả năng của mình. Mong quý bạn đọc hay bỏ qua những lỗi trong phiên dịch và những chi tiết có thể bị lượt mất trong quá trình thực hiện quyển sách này. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để đóng góp ý kiến cho những ấn bản trong tương lai để chúng hoàn thiện hơn. Chúng tôi kính gửi niềm tri ân sâu sắc đến ngài Thiền sư Tizanija, người kiên nhẫn soi sáng con đường chánh niệm và trí tuệ và dạy chúng tôi biết thái độ chân chánh trong thiền tập. Kính mong tất cả chúng sanh đạt nhiều lợi lạc từ nỗ lực chung sức của những vị đã đóng góp cho quá trình kết tập, biên dịch biên tập này. Margaret Smith Catherine Ren, Jan Lai Phong Ho Tuck Lung, Becky Chen, Karen Rettenwald, Pahante Pahaya Ratana, Pahante Kemachara, Priti Dissana Yake, Sriya Tenakun, Sister Kema, Jong Tong Nyong, Sister Mayateri, Masen Jong, SSW Albert Lee, Suzette Dillon, Alexis Santos, Steve Armstrong, Nancy Jen, Yopi Sutejo, Kirok Ghosh, Sister Ko Joe Jo Ming O, Wan Tu, Mattes, Walter Kotli, đội ngũ in ấn và những ai mà chúng tôi vô tình quên nhắc đến tên ở đây laura jane biên dịch và tổng hợp ấn bản tiếng anh ghi chú về từ ngữ chúng tôi làm việc trong sự giới hạn của ngôn ngữ và khái niệm để mô tả hay đưa ra những đề nghị về một quá trình nhận thấy rõ ràng mà đôi khi rất khó để diễn đạt chính xác bằng ngôn từ vì vậy khi đọc sách này xin đừng chấp chặt vào những định nghĩa từ điển hay quy luật văn phạm bạn có lẽ đã để ý đến cụm từ mới được kết hợp chánh niệm và trí tuệ trên trang bìa trong phần nội dung của quyển sách đây là cách thiền sư tanzania nhấn mạnh điều quan yếu là trong thiền vipassana cần có nhiều hơn là chỉ chánh niệm thuần túy chỉ mỗi chánh niệm thì chưa đủ trí tuệ cũng phải có mặt cùng với chánh niệm trong quá trình học hỏi và hiểu biết những cấu trúc như tâm đang biết thay vì tâm biết được sử dụng trong vài ngữ cảnh mà đó dường như là cách thích hợp hơn cả để mô tả cái gì đó đang diễn ra những từ sau đây được sử dụng tương tự có thể thay thế nhau như theo dõi chánh niệm quan sát ghi nhận và khứng tâm và cuối cùng từ pháp với chữ p viết hoa đề cập đến những lời dạy của đức phật tức giáo pháp và pháp hành trong thiền còn chữ pháp với chữ p viết thường chỉ hiện tượng tự nhiên quy luật tự nhiên hay đối tượng từ vựng pali và anh ngữ được kết hợp sử dụng xuyên suốt quyển sách này. Đôi khi phần dịch tiếng Anh chỉ là sự diễn giải, định nghĩa ngắn gọn, tương đối của ý nghĩa Pali thực sự. Nhưng sự giải thích này là thích hợp cho việc tu tập thiền chánh niệm. Hãy xem thêm một thuật từ Pali chọn lọc ở cuối sách và tra cứu thêm từ điển Phật học, kinh sách để có được định nghĩa đầy đủ hơn. Hãy cố gắng cảm nhận thuật ngữ Pali mỗi khi bạn nghe thấy, hãy cố hiểu được chúng trong văn cảnh là lời khuyên từ quyển sách khác Asin Tanzania Chánh niệm thôi chưa đủ mà chúng tôi mạng phép nhắc lại ở đây. Cuối cùng, để không phải quyết định lựa chọn đại từ nhân xưng cô ấy hay anh ấy trong việc mô tả những kinh nghiệm của thiền sinh cũng như cách sử dụng chúng ta hay bạn hoặc các bạn trong giảng giải. Chúng tôi đã sử dụng tất cả các khái niệm này một cách công bằng như nhau. Laura Jen Lưu ý về bản dịch tiếng Việt Upanyadika Nhằm hỗ trợ các thiền sinh Việt Nam đang tu tập tại Trung tâm Thiền Pháp Lạc Sua Umin có thêm tư liệu về pháp hành thiền chánh niệm chúng tôi phát tâm chuyển ngữ tác phẩm này sang tiếng Việt. Mặc dù đã cố gắng chí tâm vào công việc này, chúng tôi biết vẫn không thể nào tránh khỏi một số thiếu sót lẫn sai sót. Kính mong quý vị hoan hỷ góp ý cho bản dịch được hoàn thiện hơn. Ngõ hầu giúp ích thêm nữa cho việc tham khảo của các thiền sinh. Mọi góp ý về bản dịch xin vui lòng gửi về. U Panyadika, Sư tuệ nhân email gmail com Tôi đã dịch quyển sách này trên các trang viết tay khi đang hành thiền tại trung tâm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thiền sư Tanzania. Sau nhờ cô Bảo Anh giúp đánh máy bản thảo nên chúng tôi mới có thể hoàn thành trọn vẹn công việc biên dịch này. Kính tri ân đại đức Trí Dũng đã giúp tôi có được hiểu biết về thuật từ căn bản trong thiền quán tâm và đã được chuyển dịch xuyên suốt tác phẩm này. Bản dịch này có sử dụng một số biểu tượng minh họa Phật giáo từ Thư viện Pudanet. Theo đó, các hình ảnh này không được phép sử dụng cho mục đích thương mại. Bản dịch sử dụng một tác phẩm nhấp ảnh đen trắng của họa sĩ người Pháp Dominique de Misco minh họa một số trang đầu chương. Ảnh chụp tranh của họa sĩ Nhuận Thường và một vài ảnh của tác giả không nêu tên theo sự cho phép của các tác giả trong phần hình ảnh của sách. Mọi tác quyền phần hình ảnh thuộc về các tác giả. Cuối cùng, kính mong quý vị hoan hỷ ghi nhớ, bản dịch này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào và mọi vấn đề bản quyền nội dung đều thuộc về tác giả Asin Tanzania. nguyện chúng sanh tinh tấn tu tập sớm thành tựu giải thoát. Thiền chánh niệm là gì? Hành trì pháp là công việc của tâm, tâm thiền nghĩa là tâm phải có chánh niệm nó cũng phải tự tỉnh giác và hứng thú vào quá trình nghiên cứu. Hành giả cần nhận rõ bản chất tự nhiên của càng nhiều đối tượng càng tốt. Tiến trình tâm và thân hoạt động ra sao và các mối tương quan nhân quả. Chỉ biết một khía cạnh của trải nghiệm sẽ không đưa đến bất kỳ tuệ giác nào, dự kiện vẫn còn thiếu cách giữ chánh niệm đơn giản và thư giãn nhắc nhở tâm biết gì cái gì đang diễn ra trong tâm ngay bây giờ thiền chánh niệm là gì hãy bàn một chút về thiền tại trung tâm này chúng ta thực tập thiền chánh niệm satipatthana trên bốn nền tảng của chánh niệm thân thọ tâm và pháp nhưng trước khi bắt đầu chúng ta cần có ý tưởng rõ ràng về điều chúng ta đang làm và tại sao chúng ta đang làm nó thật quan trọng để bắt đầu pháp hành này cũng như chúng ta bắt đầu bất kỳ dự án lớn nào khi hiểu về những ý tưởng và những nguyên lý ẩn chứa sâu xa sau những gì chúng ta sẽ làm chúng ta cần trang bị thông tin cơ sở chính xác những quan điểm đúng về bản chất của thiền chánh niệm để có thể thực tập thuần thục chứ chúng ta không muốn bắt đầu thực tập một cách mù mờ thiền chánh niệm là gì mục đích của chúng ta trong tu tập là gì tâm và thái độ nào nên có khi chúng ta đang hành thiền chúng ta nên thực tập như thế nào theo tôi thiền chánh niệm về cơ bản là tu tập để dần chuyển hóa tâm thức thiền là trao dồi những trạng thái tâm thiện, nuôi dưỡng hạt giống tâm pháp và phát triển những phẩm chất thiện trong tâm. Thiền chánh niệm không phải công việc tu tập bởi thân hoặc bởi các đối tượng, tức cái gì đang diễn ra, cái gì đang được quan sát, sẽ được giải thích kỹ hơn ở phần đối tượng là gì. Đối tượng không thiền chính là tâm thiền. Do vậy, thiền được xem là công việc của tâm. Và cũng vì thế nên bạn cần phải biết về tâm. Làm thế nào bạn biết có tâm? Bạn có biết mình có tâm hay không? Làm sao bạn biết rằng mình có một cái tâm? Bạn có thể thấy hay quan sát tâm qua những chức năng của nó như nhận biết, suy nghĩ, trải nghiệm, cảm nhận, mong muốn, tập trung, vân dân. Ví dụ, bây giờ bạn hãy thử chấp hai tay lại và nhìn vào hai bàn tay đang chấp lại này xem. Có phải bạn biết hai bàn tay tiếp xúc nhau không? Làm sao bạn nhận biết được cảm giác xúc chạm này? Tâm đang làm gì để bạn có thể nhận biết điều này? Bạn biết bởi vì tâm chánh niệm và tâm đang hướng đến nó ngay lúc này đây. Thế bạn có biết tâm đang hướng đến và đang nhận biết không? Liệu bạn có nhận ra hai bàn tay bạn đang tiếp xúc với nhau không nếu ngay giây phút đó tâm lại suy nghĩ về một điều gì khác câu trả lời là không đâu vì vậy bạn có thể hiểu ra rằng không chỉ bởi vì hai bàn tay bạn đang tiếp xúc nhau mà bạn biết mà do tâm đang chú ý đến trong khi chánh niệm là một phẩm chất góp một phần vào sự chú ý này nên bạn có thể nhận biết chúng đang tiếp xúc nhau kế đến bạn có thể chuyển sự chú ý từ bàn tay xuống đôi chân không bạn có thể đúng không sự chuyển hướng chú ý này thực sự là tâm đang làm việc đó chính tâm đang chú ý nếu bạn nhận biết được mình đang chú ý thì bạn đang chánh niệm tâm được rồi không cần phải đi tìm kiếm tâm bởi vì mọi người dù ít dù nhiều đều nhận biết được nó nhận biết suy nghĩ tính toán dự định tất cả đều là công việc của tâm thoạt tiên không dễ nhận ra tâm như là những đối tượng khác bởi vì ta còn thiếu hiểu biết tâm là gì kiên trì loại tinh tấn nào cần thiết khi chúng ta đang hành thiền hiện tại nhiều người chỉ biết duy nhất một loại tinh tấn đó là tinh tấn thúc ép và dùng sức thế nhưng đây là tinh tấn sai vì loại tinh tấn này do các phiền não như tham sân hay si thúc đẩy và loại tinh tấn này sẽ chỉ nuôi dưỡng thêm phiền não trong quá trình hành thiền mà thôi vậy thì chúng ta hành thiền như thế nào chúng ta cần sử dụng tinh tấn thiện chánh tinh tấn do nhẫn nại kiên trì mà có vào việc tu tập chánh niệm cần được quân bình sự tự tin vào chính mình và đức tin vào pháp hành nên được quân bình. Tinh tấn hay năng lượng cũng nên được quân bình. Những căn này cùng với sự an định tâm và trí tuệ tạo thành ngũ căn quyền phối hợp với nhau trong thiền tập. Tuệ giác không có cơ hội phát sanh khi chúng ta mãi mê trên mỗi một đối tượng mà không khám phá hay trạch pháp cái đang xảy ra. Dhamma vicaya Chúng ta không thể nói rằng mình đang tu tập thiền quán Vipassana khi mà chúng ta chỉ tập trung hoặc chú tâm bởi vì Vipassana là sự thực tập để hiểu biết về các quá trình thân và tâm. Ai đang thiền? Không phải bạn đang hành thiền, mà những dòng ý tưởng đang vận hành ở hậu cảnh, tức trong tâm, đang hành thiền. Nếu những ý tưởng lót đỡ bên dưới này sai, thì phần còn lại của sự thiền tập sẽ sai theo chỉ khi có chánh kiến thái độ chân chánh và kiểu biết đúng trong tâm đang thiền tức cái tâm đang chánh niệm hay tâm đang quán sát thì khi ấy việc thiền tập mới đúng các thông tin trong quyển sách này những bài thảo luận pháp giảng pháp và lời nhắc nhở tất cả đều nhằm cung cấp cho chúng ta những thông tin đúng chúng ta cần ứng dụng những thông tin này những điều chúng ta đã học, nghe và biết về sự tu tập đúng, cũng như cần vận dụng trí thông minh của chúng ta trong suốt quá trình tu tập, một dạng của trí tuệ để giúp cho trí tuệ phát triển. Chúng ta cần có chánh kiến và chánh tư duy. Chúng ta cũng cần có óc hiếu kỳ và trạch pháp. Đây là hiện tượng tự vấn pháp, thiền tập không phải ở những câu trả lời chúng ta nhận được mà còn là những câu hỏi do chúng ta đặt ra nữa. Lời người dịch Và tư duy quán chiếu về phương cách chúng ta đang quan sát hay đang hành thiền trong khi chúng ta đang tu tập. Cần nhấn mạnh là chánh niệm phải song hành với trí tuệ. Còn được đề cập bằng cụm từ chánh niệm cộng trí tuệ trong quyển sách này để cho trí tuệ đạt được qua trải nghiệm một cách trực tiếp sẽ có cơ hội phát sinh tâm đang thiền cái tâm đang chánh niệm hay tâm đang quan sát nên là tâm pháp một tâm thiện chúng ta hành thiền đúng cách chỉ khi nào chúng ta thực tập bằng một tâm thiện chúng ta không thể cho rằng mình đang hành thiền đúng khi mà chúng ta đang tu tập với tham sân hay si đang hoạt động trong tâm đang thiền khi chúng ta thực tập với mong muốn hay kỳ vọng chúng ta hành thiền với tâm tham. Khi chúng ta thực tập với sự khó chịu hay bất mãn, chúng ta đang hành thiền với tâm sân. Khi chúng ta thiền tập mà không có hiểu biết rõ ràng về cái chúng ta đang làm, nghĩa là chúng ta đang hành thiền với tâm si. Một phần của công việc trong thiền tập là bắt đầu nhận diện được những khuynh hướng bất thiện ngay khi chúng sanh khởi không thể nào tránh khỏi việc những động cơ này xuất hiện trong khi chúng ta đang nỗ lực hành thiền chúng ta có thể ghi nhận khi nào có những khuynh hướng sai hoặc bất thiện khi nào có những khuynh hướng đúng những khuynh hướng thiện và cả những hậu quả tương ứng của chúng điều này có nghĩa ta cần học hỏi xem cái gì là thiện và cái gì là bất thiện để làm được điều này chúng ta vận dụng thông tin lý thuyết mà chúng ta có cũng như sự thông minh và trí tuệ của chúng ta trong lúc đang thực tập để nhận ra khi nào có phiền não trong tâm chúng ta cũng cần hiểu rõ giá trị của quá trình học hỏi này đối tượng là gì chúng ta thường sử dụng từ đối tượng ý nghĩa của đối tượng là gì đối tượng là cái chúng ta trải nghiệm cái chúng ta quan sát và cái gì đó được tâm nhận biết luôn có cái gì đó đang xảy ra vì vậy không bao giờ không có đối tượng để quan sát chúng luôn đang diễn ra hay đang sanh khởi theo bản chất tự nhiên của chúng trong thiền chánh niệm chúng ta không đang khống chế những trải nghiệm của mình ta chỉ quan sát khi có cái gì xảy ra hay sanh khởi sự chú ý của tâm đã bị cuốn hút đến đối tượng và vì vậy chúng ta quan sát nó bản chất tự nhiên của một đối tượng là được tâm nhận biết đến, cảm nhận và trải nghiệm. Trong bất kỳ sát na nào cũng có vô số đối tượng sanh khởi tại sáu giác quan mà tâm có thể chánh niệm và nhận biết. Có tất cả bao nhiêu giác quan? Có sáu giác quan hay lục căn? Chúng ta đang quan sát các đối tượng ứng với các căn này như thế nào chính là tâm đang làm việc trong khi cần có hiểu biết về phía đối tượng chúng ta cũng cần nhận ra rằng thiền không phải được tu nhờ có các đối tượng thiền chính là tu tâm vì vậy để tu tập tốt việc quan trọng là phải hiểu biết tâm bao hàm các ý như tâm quan sát như thế nào tâm làm việc ra sao và những thái độ của nó ẩn hiện bên dưới nữa chúng ta đang hành thiền với trạng thái tâm gì khi chúng ta tập trung trên một đối tượng chúng ta không thể nhìn thấy các hoạt động của tâm khi quan sát những điều chúng ta muốn thấy qua đôi mắt kính đang đeo chúng ta có lẽ không nhận ra chúng ta đang đeo kính cũng như thế nếu có sự chú tâm quá mức vào đối tượng chúng ta không còn nhận thấy tâm nữa không thấy được tâm đang làm gì đang vận hành ra sao nếu chúng ta không tập trung quá mức vào một đối tượng Ít ra, chúng ta có thể nhận ra mình đang đeo kính. Đó là cách thức tâm hoạt động. Vì thế, nên tôi phải lưu ý bạn đừng tập trung nếu mục tiêu của bạn là để quan sát được toàn bộ bức tranh và để thấu hiểu bản chất của tâm và đối tượng. Bạn có hiểu ý tôi chưa? Khi bạn thực tập sự khác biệt giữa việc quan sát cái gì và quan sát như thế nào, tức hành động quan sát sẽ càng rõ ràng hơn. Nói cách khác, sự hiểu biết về đối tượng và tâm sẽ trở nên rõ ràng hơn bạn nhận ra điều này cho chính bạn ồ đây là đối tượng còn đây là tâm và nhận ra rằng bản chất của tâm và đối tượng khác nhau bạn sẽ cảm nhận điều này khi bạn không ngừng tu tập hiện giờ tôi đang giải thích điều này cho bạn nhằm giúp bạn có được các thông tin hỗ trợ cho việc bạn hành thiền hãy cân nhắc cẩn thận về điều này chỉ khi nào ngồi chú tâm vào một đối tượng thì lúc đó bạn mới đang thực hành thiền chánh niệm có phải không bạn chỉ cần chăm chú vào cái gì đó thì đó là thiền chánh niệm có phải không không phải đó chỉ đơn thuần là sự tập trung vào một đối tượng hoặc sẽ ra sao nếu bạn chỉ đang chánh niệm thôi điều gì sẽ xảy ra nếu tâm thiền ngập tràn những phẩm chất tâm bất thiện ví dụ bạn đang nhận biết đang quan sát đang chánh niệm thì đối tượng là gì và tâm là gì nói cách khác cái gì đang được quan sát và cái gì đang làm công việc quan sát bạn có nên thẩm tra điều này hay không liệu loại phẩm chất thẩm tra này có thể sanh khởi trong tâm của một thiền sinh nếu người ấy chỉ lo mãi mê chăm bẩm đến đối tượng không thôi. Và một thiền sinh biết hài lòng với những trạng thái tâm bình yên, thì anh ta có thể phát triển tuệ giác về bản chất tự nhiên của thân và tâm này hay không? Không thể nào. Thiền sinh sẽ chỉ chấp thủ vào trạng thái tâm bình yên đó, ngồi thiền để ở lâu trong trạng thái đó, nên vô phương cho trí tuệ phát sanh. Vì vậy, trong thiền chánh niệm, chúng ta không cần trao dồi hoặc thiền trên đối tượng hay những gì chúng ta quan sát. Chúng ta có thể và cần phải phát triển phương cách chúng ta quan sát. Chúng ta làm được điều này bằng cách trước tiên hãy để ý tới hay nhận ra tâm đã quan sát như thế nào. Tâm dao động hay yên tĩnh. Có loại trí tuệ nào hiện diện không? Bạn không cần cố gắng thay đổi cách tâm đang quan sát ra sao bạn thật sự chỉ cần ghi nhận tâm đang quan sát như thế nào và những hiệu quả tương ứng khi quan sát như vậy dần dần bạn sẽ lưu ý được nhiều quá trình nhân quả khác nhau khi bạn đã quan sát lặp đi lặp lại và đã thấy rõ nhiều cảnh tượng khác nhau bạn sẽ bắt đầu hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa trạng thái tâm và những suy nghĩ trong tâm ảnh hưởng ra sao đến cách thức bạn cảm nhận về đối tượng hay cái mà bạn đang quan sát đang quan sát đang quan sát đang quan sát Hãy bắt đầu với bất kỳ đối tượng nào. Hãy bắt đầu nhận biết hoặc chánh niệm bất kỳ đối tượng nào. Khi bạn duy trì chánh niệm, hãy luôn kiểm tra tâm. Tâm đang hay biết cái gì? Khi chánh niệm, tâm có thư thái hay không? Tâm có thư giãn, có thái độ gì ở trong tâm? Hãy liên tục kiểm tra và nhớ rằng bạn đừng có chăm chú vào đối tượng. Trong khi nhận biết mình đang đi, nhớ kiểm tra xem tâm nóng dội hay thư giãn. Có khó để nhận ra điều này hay không? Không, bạn chỉ phải kiểm tra tâm thôi, đúng không? Có khó để chánh niệm tâm hay không? Ở điểm này, chánh niệm nhiều hơn trên các hoạt động của tâm và những trạng thái tâm hiện rõ ràng thì rất tốt. Đừng dội đi tìm kiếm bất kỳ đối tượng gì tế nào. Tâm ra sao tâm đang cảm nhận trạng thái bình yên hay căng thẳng hay mệt mỏi bạn có thể nhận biết phải không hãy quan sát tâm cái gì đang diễn ra đây là vài câu nhắc tâm có lẽ bạn nên biết bạn đang nhận biết bằng trạng thái tâm nào tâm cảm nhận ra sao khi bạn đang chánh niệm trên đối tượng này hãy cố gắng quan sát những mối quan hệ tâm đối tượng như thế này có chánh niệm trên các mối quan hệ nhân quả và các sự liên hệ trong thiền tập là rất quan trọng sử dụng bất kỳ đối tượng nào để phát triển chánh niệm việc nào tốt hơn theo dõi hơi thở hay theo dõi phòng xẹp chẳng cái nào tốt hơn cái nào cả hai việc đều giống nhau bạn không nên thích cái này hơn cái kia nếu làm thế bạn đã dính mắt vào một đối tượng. Đối tượng hơi thở ngay dùng mũi là một đối tượng. Đối tượng phong sẹp ở bụng là một đối tượng. Âm thanh là một đối tượng. Nóng là một đối tượng. Trong thiền Vipassana, mắt là một giác quan và tai là một giác quan khác. Liệu bạn có thể nhận biết bất kỳ đối tượng nào hay không? Liệu bạn có thể bắt đầu với âm thanh? Bạn có cần phải đi tìm kiếm âm thanh? không phải chúng luôn có mặt đó sao bạn có thể nhận biết âm thanh hãy nắm bắt bất kỳ đối tượng nào sẵn có không cần thiết phải tìm kiếm những đối tượng vi tế làm chi vì pasana dùng đối tượng bất kỳ để phát triển chánh niệm định tâm và trí tuệ một thiền sinh có chánh niệm với trí tuệ sẽ dùng bất kỳ đối tượng nào để phát triển chánh niệm định tâm và trí tuệ thay vì tăng trưởng thêm tham sân si tâm sẽ vững mạnh hơn khi bạn thực tập trong chánh niệm ung dung và liên tục hãy nhớ rằng đối tượng không quan trọng tâm đang quan sát bằng thái độ chân chánh mới quan trọng hơn cả tâm phải giác tỉnh và khứng thú hành trì pháp là công việc của tâm tâm thiền nghĩa là tâm phải có chánh niệm nó cũng phải tự cảnh giác và hứng thú vào quá trình tự nghiên cứu. Nhưng bởi vì tâm đã quen với khuynh hướng chú ý đến cái đang diễn ra ở bên ngoài, nên chúng ta thường hay quên kiểm tra tâm. Thế nên, chúng ta phải luôn đặt câu hỏi và nhắc nhở tâm nhằm duy trì chánh niệm. Đa quán tính, tức chánh niệm có được nhờ thực tập từng sát na một. Chúng ta muốn có loại chánh niệm diễn ra liên tục không chút gián đoạn, để chúng ta dần dần có một đà quán tính chánh niệm tự nhiên. Nói theo cách ẩn dụ, chúng ta không muốn có ngọn lửa chỉ cháy lóe lên mà chúng ta muốn có ngọn lửa cháy lâu dài và bền bỉ, nhóm từ các nguyên liệu lâu tàn như củi than. Thời gian nào thích hợp cho thiền? Nhiều thiền sinh có ý nghĩ rằng thiền tập của họ sẽ bắt đầu ngay khi họ nghe tiếng giảng, không phải thế tiếng chuông chỉ để nhắc nhở bạn thôi thời gian thích hợp cho tu tập là từ lúc thức giấc vào buổi sáng cho đến khi lên giường vào buổi tối mỗi khi thức dậy vào buổi sáng hãy kiểm tra chính bạn tâm có tỉnh táo không tâm tư tỉnh lại chưa hay vẫn còn ngái ngủ bạn thức giấc nhưng muốn ngủ lại có khó để nhận biết không bạn có ghi nhận được tất cả những điều này hay không bạn hãy tự hỏi chính mình bạn đang tu tập để nhận biết tâm và thân. Vậy, hãy để cái gì đến, cứ đến, không có gì quan trọng. Công việc của tâm là hiểu biết và nhận thức. Việc này có thể thực hiện trong bất kỳ oai nghi hay hoạt động nào. Ngồi trên bồ đoàn, không hẳn là bạn đang tu tập. Dài thiền sinh ngồi ngủ gục, trong khi đó những người khác ngồi mơ màng. Như vậy có được xem là thiền hay không? chờ đợi và quan sát một cách thông minh trong pháp hành này chúng ta không cần phải tập trung kiểm soát nỗ lực gò ép hay can thiệp những hành động này đều do các phiền não như tham sân hay si thúc đẩy chúng ta đã quen sử dụng rất nhiều nỗ lực sai để đạt cái chúng ta muốn hoặc có khuynh hướng ra sức loại bỏ điều gì đó chúng ta cũng ngu ngu làm sai khi không biết chắc mình nên làm gì trong việc tu tập này bạn chỉ cần chờ đợi quan sát một cách thông minh bạn có thể nhận biết điều gì một cách tự nhiên trong lúc đang ngồi thiền bạn không tập trung hay nhìn vào một đối tượng đặc biệt nào bạn nhận biết và bây giờ bạn quan sát chính mình bạn có biết mình đang ngồi không cái gì đang xảy ra trong thân bạn có thể nhận biết điều gì một cách tự nhiên bụng phồng lên xẹp xuống sức nóng, âm thanh, vân dân. Bạn có biết hai lòng bàn tay đang chạm vào nhau không? Hai cánh tay bạn có mỏi không? Bạn cần bao nhiêu tinh tấn để nhận biết cái thấy, cái nghe, nóng lạnh, xúc chạm hay mệt mỏi? Bạn có cần tập trung để nhận biết bất kỳ đối tượng nào trong số này không? Việc nhận biết đó có nhàm chán hay khó khăn không? Hãy xem sự quan sát này dễ như thế nào liệu cô quá mệt mỏi để thực tập như thế này suốt cả ngày không hãy tự hỏi bản thân có chánh niệm hay không và rồi bắt đầu ngồi hay đi thiền đây là bản chất tự nhiên của tâm chọn lấy đối tượng mà nó muốn rồi nhận biết càng nhiều càng tốt phải luôn luôn kiểm tra trong khi bạn đang ngồi đang đi đang ăn hay đang làm những công việc hàng ngày tâm đã có thể biết cái nó muốn rồi phải không sự nhận biết một cách tự nhiên này sẽ dễ dàng hơn cho bạn. Ngược lại, việc cố gắng tìm đối tượng theo mong muốn của mình sẽ rất tốn công tốn sức. Chánh niệm thôi thì chưa đủ. Ở phần trên chúng ta việc thảo luận về chánh niệm và việc chờ đợi quan sát một cách khôn ngoan. Cần có trí tuệ trong chánh niệm. Chỉ chánh niệm thôi thì chưa đủ. Trí tuệ đó từ đâu mà có? Có ba loại trí tuệ. Văn tuệ, Sutamaya Panya, Tư tuệ, Chintamaya Panya, và Tu tuệ, Pavanamaya Panya. Văn tuệ là tri thức hay thông tin bạn có được nhờ đọc sách, nghe pháp và thảo luận với các bậc thầy. Tư tuệ là trí thông minh hay sự hiểu biết đạt được nhờ tư duy hay suy luận hay phân tích tri thức tu tuệ là tuệ giác hay trí tuệ thành tựu nhờ có các trải nghiệm trực tiếp tóm lại chúng ta đề cập đến chúng như là thông tin thông minh và tuệ giác trong quyển sách này chúng ta dùng từ trí tuệ khi đề cập đến bất kỳ loại tuệ nào trong số ba loại kể trên hoặc đôi khi cần cụ thể hơn thì các từ thông tin thông minh tuệ giác được sử dụng. Nếu bạn có thể làm cái gì đó nếu bạn không hề biết gì về nó, bạn chỉ có thể tiến hành khi có thông tin, kiến thức đúng. Vậy thì làm thế nào để thiền tập đúng? Trước khi bắt đầu thực tập, bạn cần có thông tin đầy đủ và chính xác để khi bạn tu tập, trí tuệ dưới hình thức thông tin và trí thông minh sẽ có mặt với chánh niệm bạn cần có thông tin đúng và thái độ chân chánh làm trí tuệ dẫn đến pháp hành đúng đức phật gọi đó là chánh niệm và tỉnh giác qua việc có thông tin đúng về thiền tập bạn sẽ không vướng mắt những khó khăn do sử dụng thông tin sai các thông tin đúng này có được từ việc lắng nghe thông hiểu kiến thức phật pháp tìm hiểu thấu đáo và thảo luận pháp tôi sẽ cho bạn các thông tin hướng dẫn và là thiền sinh, bạn hãy vận dụng các thông tin này mỗi khi tu tập cùng với sự thông minh sẵn có. Bạn cần vận dụng hai loại trí tuệ này, tức thông tin tri thức và trí thông minh vào thiền tập của mình. Trí tuệ minh sát sanh khởi khi hội đủ những điều kiện nhân duyên chính mùi. Tư duy trong khi hành pháp bạn nên hay không nên quán chiếu trong khi tu tập nên bạn nên canh chừng những loại suy nghĩ trợ giúp cho tham sân si tăng trưởng khi người ta nói rằng không nên suy nghĩ chính là họ đang đề cập đến loại suy nghĩ bị phiền não thúc đẩy dĩ nhiên bạn không thể làm gì được khi mà suy nghĩ tự nhiên sanh khởi nhưng bạn không được trợ giúp những suy nghĩ bị phiền não chi phối này khiến chúng tăng trưởng thêm nữa bạn không dừng mọi suy nghĩ lại mà nên tư duy về pháp mà bạn đã nghe thông tin bạn đọc ở đây và quán chiếu về công việc bạn đang làm cần nhắc xem mình thực tập ra sao những suy nghĩ này sẽ giúp trí tuệ phát triển những thông tin mà tôi đang cung cấp cho bạn sẽ được sử dụng trong tâm mỗi khi bạn đang thực tập và vận dụng lý thuyết này cùng với sự thông minh của riêng bạn để khéo léo tu tập trong các tình cảnh trước mắt, tận dụng những phẩm chất tâm thiện. Ở đây là chánh niệm Sati, tinh tấn, Viriya, tuệ Panya và ứng dụng tài trí là công việc cần làm của thiền chánh niệm. Hỏi Giữa đối tượng và tâm đang theo dõi hay đang quan sát, cái nào quan trọng hơn? Đáp, tâm theo dõi hay quan sát mới là cái quan trọng hơn bạn cần để ý đến tâm đang quan sát nếu bạn muốn thấu hiểu chân lý thường xuyên kiểm tra cách thức bạn đang tu tập liệu trí tuệ có sanh khởi khi có sự hiện diện của tham sân hay si trong tâm đang quan sát không tâm đang tu tập với thái độ nào hãy thường xuyên kiểm tra thái độ của tâm đừng chú tâm đến những trải nghiệm chúng sẽ sanh khởi theo bản tính tự nhiên của chúng và cũng chỉ để giúp cho tâm giữ chánh niệm. Một thiền sinh khôn ngoan sử dụng sáu đối tượng ở sáu căn để phát triển chánh niệm, an định tâm và tăng trưởng trí tuệ. Đối với ai chưa thuần thục cũng cùng các đối tượng như vậy, nhưng sẽ làm tăng thêm tham sân si. Hỏi Đối tượng nào tốt hơn? Hơi thở vô hay ra tại dùng mũi hay chuyển động phòng xẹp của bụng? Đáp, chẳng cái nào, không đối tượng nào tốt hơn đối tượng nào. Đối tượng chỉ là đối tượng. Nếu bạn cảm nhận đối tượng này tốt hơn đối tượng kia, bạn sẽ có khuynh hướng trở nên dính mắt vào đối tượng được yêu thích. Sau đó, khi bạn không thể chú ý đối tượng đặc biệt đó nữa, có lẽ bạn cảm thấy không thể nào tu tập được nữa. Tham ái chắc chắn sẽ sanh khởi nếu như lựa chọn những đối tượng này và đối tượng kia. Sân xuất hiện khi bạn không tìm thấy đối tượng yêu thích. Còn tin rằng một đối tượng nào đó tốt thì thật sự tâm si đang làm việc. Vậy, có phải trách nhiệm của bạn là phải phát triển đối tượng hay niệm căng trong thiền? Đối tượng luôn sẵn có theo bản chất tự nhiên. Công việc của bạn là phát triển chánh niệm bạn không cố thay đổi bất kỳ cái gì đang diễn ra, mà tu tập để gia tăng sức mạnh và cả thiện tâm còn yếu kém trong chánh niệm. Ngay hiện tại, trí tuệ non nớt, tinh tấn chưa dũng mãnh, đức tin hơi hợt và tâm còn loạn. Thiền là công việc trao dồi và phát triển ngũ căn quyền. Chánh niệm Sati, chánh định Samadhi, tinh tấn Viriya, tính Sada và tuệ Panya nhận biết bất kỳ điều gì đang diễn ra. Hiểu được rằng cái gì đó không lợi ích, hoàn toàn khắp giới suy nghĩ cho rằng cái gì đó không tốt, sống. Nếu tâm dán nhãn cái gì đó tốt thì đó là tham rồi. Bất kỳ đối tượng nào sanh khởi thì si đã có mặt. Si che giấu những đặc tính tự nhiên của một đối tượng nhưng không che đậy chính đối tượng mà dán nhãn cho nó là tốt hay xấu. Rồi đến lượt tham hay sân thể hiện công việc của chúng bằng cách chấp thủ hay chối bỏ. Thế thì chúng ta sẽ hành thiền như thế nào? Thiền là sự ghi nhận những trạng thái thô hay vi tế của tham, sân và si. Và tất cả họ hàng thân cận của chúng đang có mặt trong tâm ngay khi tâm đang quan sát đối tượng. Trong pháp thiền này, chúng ta tu tập để nhận biết bất cứ điều gì đang xảy ra thay vì cố làm tâm yên chúng ta chỉ nhận ra và quan sát sự dao động với thái độ chân chánh bởi vì chúng ta muốn tìm hiểu về bản chất tự nhiên của tâm và đối tượng nên chúng ta không cố làm cho tâm lắng dịu xuống hay cố loại bỏ đối tượng đi chúng ta không can thiệp hay kiểm soát mà chỉ quan sát bởi vì chúng ta muốn hiểu biết tâm và đối tượng trong trạng thái tự nhiên của chúng khi chúng đang sanh khởi đây chính là chánh kiến như thế chúng ta cũng không cố bỏ sân đi khi nó sanh khởi chúng ta không cố gắng loại bỏ sân ngay khi chúng ta cố đẩy sân đi sẽ càng sân thêm sân luôn là bất thiện có phẩm chất là ruồng bỏ cái gì đi chúng ta đang quan sát sân bởi vì chúng ta muốn biết bản chất chân thật của nó đây chính là ý nghĩ của hành thiền nghiên cứu dạng pháp xảy ra nếu mục tiêu của chúng ta là để hiểu biết chúng ta cần nhận rõ bản chất tự nhiên của càng nhiều đối tượng càng tốt tiến trình tâm và thân hoạt động ra sao và các mối tương quan nhân quả chỉ biết một khía cạnh của một trải nghiệm sẽ không đưa đến bất kỳ tuệ giác nào, dự kiện vẫn còn thiếu và trí tuệ vẫn còn non yếu. Thật quan trọng trong nghiên cứu mọi thứ xảy ra để có thể nhận biết tất cả đối tượng, vậy nên chúng ta tu tập với bất kỳ đối tượng nào sanh khởi, không cần phải kiến tạo ra bất kỳ trải nghiệm nào và không cần chú tâm chỉ trên một đối tượng đặc biệt nào cả. Chúng ta cần phải sử dụng trí tuệ, song hành với chánh niệm để học hỏi về dạng pháp đang sanh khởi trong khoảnh khắc hiện tại này. Chỉ khi ấy, chúng ta mới mở rộng quan điểm, nâng cao tầm nhận thức và phát triển trí tuệ của mình. Chúng ta cần nhiều thông tin, đôi khi được nhắc đến bằng từ dữ kiện, để điều này xảy đến. Hãy canh chừng tâm tham, nó có thể sanh khởi rất vi tế dưới hình thức dính mắt hay khó chịu với đối tượng. Hãy lùi một bước và quan sát, sử dụng ốc thẩm tra cùng với thái độ chân chánh đang làm việc ở hậu cảnh. Hãy tự hỏi những câu hỏi, cái gì đang diễn ra? Cái đang diễn ra đó tốt hay xấu? Có thực sự tốt hay xấu không? Đúng hay sai? Tại sao nó đang diễn ra? Vì chúng ta muốn hiểu cái đang xảy ra, nên ta cần phải quan sát và tự vấn pháp một cách thông minh thiên hướng muốn hiểu biết đã có sẵn trong tâm rồi tâm đang quan sát về thái độ chân chánh và những quan năng mang tính thẩm tra cũng cần có mặt vậy bây giờ chúng ta đã hiểu thêm một chút về sự khác nhau giữa sự tập trung so với việc chờ đợi theo dõi và quan sát bằng trí tuệ ngũ căn quyền indriya chánh niệm sati định tĩnh và định tâm samadhi tinh tấn hay tinh tấn trí tuệ viriya đức tin hay tự tin sada và trí tuệ panya là ngũ căn quyền cùng hoạt động trong quá trình thiền tập thiền chánh niệm là công việc trao dồi và phát triển những thiện tâm này được quân bình chánh niệm sati. Chánh niệm nghĩa là không quên, chánh niệm nghĩa là nhớ, tâm không quên cái gì, tâm không quên cái gì đúng và chân thiện. Nó cũng có nghĩa là không quên thái độ đúng và đối tượng đúng. Chánh niệm không có nghĩa là chúng ta tạo ra chánh niệm ngoài cái đã bị thất niệm trước. Sati là không quên chứ không có nghĩa là sự tập trung năng lượng. Đối tượng đúng cho tâm đang quan sát là trải nghiệm trên đối tượng thân và tâm. Chỉ có bản chất của tâm và bản chất của thân, tức hiện tượng thân và tâm như chúng đang là, lời người dịch. Tất cả chỉ có vậy. Nếu tâm không quên, tâm có chánh niệm. Nếu tâm đang biết cái gì đang xảy ra, tâm đó cũng có chánh niệm. Vì vậy, bạn làm gì để có chánh niệm? Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ phải đem chánh niệm trở lại đối tượng nào đó với ý nghĩ rằng ô chánh niệm đã mất mình phải lấy lại chánh niệm giữ chánh niệm kiểu đó thật mỏi mệt tôi sẽ chỉ bạn cách giữ chánh niệm đơn giản và thư giãn hơn nhắc nhở tâm tâm biết gì khi bạn cố lấy chánh niệm có lẽ bạn đang tập trung trên một đối tượng tâm đó đang nghĩ đến những suy nghĩ sai là bây giờ cố gắng để chánh niệm trên một đối tượng làm như thế đòi hỏi sự tập trung năng lượng khi bạn nhắc tâm tâm nghĩ ngay đến thân và tâm chánh niệm tự động có mặt ở đó rồi nếu không tin điều này bạn chỉ cần tự hỏi chính bạn cái gì đang diễn ra trong tâm ngay bây giờ và tâm sẽ ghi nhận đối tượng nào đó cái gì diễn ra trong tâm ngay giây phút này bình an dao động bực bội cái gì đang diễn ra bạn sẽ nhận thấy rằng bạn có thể trải nghiệm đối tượng đang sanh khởi trong tâm, thậm chí đối tượng thô. Bạn sẽ ghi nhận rằng nếu bạn nghĩ ngay đến tâm, chánh niệm liền chuyển hướng đến hoạt động tâm. Đây mới chính là chánh niệm. Hướng tâm vào bên trong Tâm đã quen hướng ngoại, chúng ta luôn luôn hướng tâm ra bên ngoài, chạy theo các đối tượng và đặc biệt là quà nhãn căng. Thiền chánh niệm là hướng tâm vào bên trong phản quan tự kỷ. Làm cách nào khướng tâm vào trong? Nếu bạn chỉ nghĩ khướng tâm vào trong xem cái gì đang sanh khởi tại sao giác quan, thì tâm đã khướng vào trong rồi. Đây là bản chất của tâm lấy làm đối tượng cái mà nó nghĩ đến. Ví dụ, nếu bạn nghĩ cái gì đang xảy ra trên bàn tay của bạn, không phải tâm đã khướng ngay đến bàn tay của bạn rồi sao? Nếu bạn hỏi cái gì đang xảy ra trên đầu tôi thì lập tức tầm đã ở ngay trên đầu bạn rồi vậy bạn cần bao nhiêu năng lượng tập trung để biết điều này cách khác để hướng tâm vào trong là ghi nhận tâm đang hướng đến các đối tượng bên ngoài kế đến để tâm lùi một bước nghĩ đến các đối tượng diễn ra trong thân và tâm sự ghi nhận sẽ ở ngay tại thân và tâm trước tiên thân dễ dàng ghi nhận hơn bởi vì nó rõ ràng hơn và với sự thực tập tâm cũng sẽ trở nên dễ dàng quan sát tôi hướng tâm nhiều hơn vào tâm đang làm việc hay tâm đang quan sát thiền bắt đầu ngay khi vừa thức giấc thiền bắt đầu ngay khi bạn thức giấc không chỉ khi bạn lên thiền đường hay khi bạn ngồi thiền chỉ nghĩ về chính bạn tức tâm kể từ giây phút bạn thức giấc tư duy làm thế nào bạn sẽ sống trong chánh niệm nếu tự suy nghĩ về bản thân tâm sẽ chánh niệm tâm đang cảm nhận gì tâm đang nghĩ gì tâm ở đâu tâm đang làm gì hãy sử dụng thông tin mà bây giờ bạn có về những gì bạn biết về bản chất của tâm hãy hỏi những câu hỏi này ngay từ giây phút bạn thức giấc nếu bạn có thể làm được điều này liệu bạn có thể tụ tập trong mọi hoàn cảnh hay bất cứ lúc nào chăng Tôi đã bắt đầu trong thiền tập của mình bằng cách như thế này. Định, Samadhi Samadhi, định là tâm yên ổn, định tĩnh. Samadhi không có nghĩa là tập trung. Liệu có cần thiết tập trung để đạt định hay không? Có phải chúng ta đạt được tâm yên tĩnh mỗi khi chúng ta tập trung sự chú ý của chúng ta trên một đối tượng? Nhiều thiền sinh bị chứng đau đầu và cổ cứng đơ bởi vì họ đã dùng quá nhiều sức hay tinh tấn sai để tập trung trên đối tượng. Tu tập như thế sẽ gây mệt mỏi về sự nỗ lực sử dụng năng lượng mang tính thúc ép do hệ quả của mong muốn cái gì đó hay chối bỏ cái gì đó. Định trong thiền quán, Vipassana Samadhi đến từ chánh kiến, thái độ chân chánh và chánh tư duy cùng với sự liên tục của chánh niệm. Nó đem đến cho tâm sự định tĩnh. Loại định này được gọi là chánh định Sama Samadhi. Tâm có thể bị bấn loạn ngay nếu chúng ta không đủ lý trí để suy nghĩ khi gặp những khó khăn trong đời sống. Ngược lại, tâm ở trạng thái điềm tĩnh khi chúng ta có thể thông minh nghĩ ra một tình huống nào đó. Cũng giống như thế, tâm bình tĩnh phát triển khi có chánh kiến và thái độ chân chánh samadhi không thể phát triển bằng thái độ sai từ duy sai và tà kiến hai loại định có loại định phát sinh từ sự tập trung chú tâm trên một đối tượng duy nhất và loại định sinh ra từ chánh kiến chánh tư duy có hai loại pháp hành tương ứng cho hai loại định này đó là tu tập thiền định và tu tập thiền quán tức loại pháp hành mà chúng ta đang tu tập ở đây thông qua phương pháp thiền chánh niệm. Khi biết rõ ràng sự khác biệt giữa hai loại tu tập này, bạn sẽ bắt đầu nhận ra điều mình đang làm trong sự tu tập của riêng bạn. Trong thiền định samatha, tâm chỉ hướng đến duy nhất một đối tượng, an chỉ trên đối tượng đó rất lâu. Khi tâm định trên đó rất lâu nếu hành đúng thiền sinh đạt đến trạng thái tâm bình an tuy nhiên vì sự thủ chấp trên một đối tượng quá mạnh mẽ dẫn đến quên nhận biết đến các hoạt động của thân và tâm không còn biết đến các đối tượng khác nếu không thì nó đã có thể hay biết chẳng có hiện tượng tự vấn pháp hay trạch pháp và không có trường chánh niệm mở rộng trên những tiến trình thân và tâm vì vậy khép tâm lại ngăn chặn cơ hội không cho trí tuệ phát sinh Quan điểm trong thiền quán Vipassana liên hệ đến và chánh niệm càng nhiều đối tượng càng tốt mà không cố tạo ra bất kỳ kết quả hay trải nghiệm đặc biệt nào. Bởi vì Vipassana là quá trình hiểu biết các pháp đúng như chúng đang là với mục tiêu thành tựu trí tuệ. Nó cần có chánh niệm trên bất kỳ đối tượng hay tiến trình nào đang sanh khởi. Chánh niệm thu thập dữ kiện và khi bức tranh hoàn chỉnh thì trí tuệ phát sanh Tâm mở rộng này cho phép chúng ta thấy quy luật nhân quả và những tiến trình từ nhiều góc độ khác nhau, giúp trí tuệ có cơ hội phát triển. Trong thiền minh sát Vipassana, thay vì trú tâm trên một đối tượng, chúng ta hướng tâm đến các hoạt động của tâm, chitta, đặc biệt là tâm quan sát, tâm thiền. Chúng ta kiểm tra tâm để nhận ra trí tuệ có mặt hay phiền não có mặt trong tâm chúng ta để ý xem liệu tâm thiền có đang hoạt động với tham sân si hay bất kỳ họ hàng thân sơ nào của chúng không bởi vì trí tuệ không thể sanh khởi khi có mặt những phiền não này vì vậy trong khi hành thiền có trí tuệ trong tâm đang hành thiền là rất quan trọng định tuệ bắt đầu từ trí tuệ suy xét một ví dụ của hai thiền sinh một thiền sinh bị khó chịu bởi âm thanh, trong khi đó, một thiền sinh khác lấy âm thanh làm đối tượng để nhận biết hay chỉ xem đó là hiện tượng tự nhiên. Thiền sinh nào sẽ có chánh định? Thiền sinh cảm thấy bị âm thanh quấy rầy thì tâm sẽ càng dao động, tức tâm sân càng tăng. Hễ bất cứ khi nào nghe âm thanh, tâm khó chịu càng tăng. Trong khi đó, thiền sinh không thích cũng không ghét những âm thanh này sẽ duy trì được tâm yên tĩnh và bình an trong thiền quán tâm đang học hỏi làm thế nào trở nên không bị dính mắt hay có khó chịu đối với bất kỳ đối tượng nào định tuệ sẽ bắt đầu bằng trí tuệ và sự đầu tư vào trí tuệ bởi vì có chánh kiến có thái độ chân chánh và tư duy đúng tâm không còn phản ứng bằng tham sân cũng không có sự hấp dẫn hay khó chịu đối với đối tượng. Tâm yên tĩnh, bình an và tĩnh lặng. Tâm cũng cảm thấy nhẹ nhàng, cảnh giác và tươi tỉnh. Loại định Samadhi này giống sẵn trong trí tuệ, tức định tuệ, và tạo nhiều cơ hội cho trí tuệ phát sanh. Tinh tấn Viriya bạn hiểu tinh tấn như thế nào? Viriya là một tính căn của kiên nhẫn và kiên trì. Tôi hiểu tinh tấn thuộc tâm là sự kiên trì bền bỉ, không phải nỗ lực dốc sức hay thúc ép. Xin đừng làm thân tâm bạn bị kiệt sức bằng cách nỗ lực hết mình khi hành thiền. Sự hiểu biết không thể phát triển khi tâm và thân mệt mỏi bạn có thể học hỏi điều gì đó cẩn thận hay không nếu bạn bắt đầu rồi dừng lại nhiều lần bạn sẽ bỏ lỡ mạch chuyện của một bộ phim truyền hình dài tập nếu chỉ xem dài tập tương tự như thế chỉ khi nào chánh niệm liên tục mà suốt tiến trình bạn thấy bắt đầu khoảng giữa và cuối thì bạn mới hiểu được bản chất chân thật của danh sắc điều đó đến thông qua sự tu tập miên mật từ sắc na này đến sắc na khác hãy nhẹ nhàng và an tĩnh hứng thú nên có sự tinh tấn bền bỉ chứ không phải nỗ lực dốc sức thay vì sử dụng năng lượng để tập trung chúng ta vận dụng óc thông minh và trí tuệ của chúng ta bằng cách chờ đợi và quan sát nếu trí tuệ có mặt thì tinh tấn đúng đã có mặt ở đó rồi đối với thiền chánh niệm chúng ta chấp nhận xem xét và nghiên cứu bất kỳ đối tượng nào đang diễn ra như nó đang diễn ra chúng ta không can thiệp vào tiến trình đang diễn ra chúng ta không làm cho đối tượng không thích mất đi hay dừng lại mà cũng không cố tạo ra trải nghiệm ưa thích tâm tự làm công việc của chính nó qua sự ghi nhận chánh niệm hay biết tư duy về pháp hành và hứng thú chúng ta chỉ đang thấy và nhận biết cái gì đang xảy ra cái gì đang xảy ra tại sao nó đang xảy ra nếu làm cho cái gì đó đang diễn ra mất đi hoặc làm cho cái gì đó không đang diễn ra xuất hiện là không cần thiết, bạn đang cần loại tinh tấn gì để sử dụng? Tất cả đều sẵn sàng ở đây, như nó vốn là, bạn chỉ cần mở con mắt tuệ ra, chỉ cần ghi nhận cái đang diễn ra. Nếu bạn không đang tìm kiếm cái gì đặc biệt mà chỉ ngồi đó mở mắt thì cái thấy vẫn xảy ra có cần phải nỗ lực để thấy hay nghe không? Bạn có con đang nhận biết mà không phải tập trung trên cái gì đó hay không? Thiền chánh niệm mang tính thư giãn và trầm tĩnh như thế. Thực tập một cách thư giãn nhưng không ngừng hành thiền. Chúng ta sử dụng loại tinh tấn nào trong đời sống hàng ngày? Chúng ta đương nhiên sử dụng một loại nỗ lực chủ yếu được thúc đẩy bằng phiền não tham sân hay si nó đã trở thành thói quen tinh tấn với trí tuệ nhưng cũng biết rằng thiền chánh niệm đem đến lợi ích nên chúng ta bảo tồn và biết động cơ của chúng ta đối với sự tu tập chúng ta là những vận động viên điền kinh đang chạy marathon liệu một vận động viên giỏi có dồn hết năng lượng vào ngay bước xuất phát hay không không anh ta chạy tốc độ ổn định lấy đà quán tính qua từng cây số chúng ta cũng muốn có loại đà quán tính pháp sanh khởi tự nhiên trong sự thực tập của chúng ta nó không phải loại quán tính được nỗ lực dùng sức tạo ra thực tập một cách thư giãn nhưng không dừng nghỉ tại trung tâm này chúng ta hành thiền suốt cả ngày từ sắc na tâm chúng ta thức giấc cho đến sắc na tâm chúng ta đi vào giấc ngủ nếu chúng ta đặt hết năng lượng hay nỗ lực vào việc hành thiền, liệu chúng ta có thể hành thiền như thế này suốt cả ngày không? Chắc chắn không thể. Chúng ta sẽ kiệt sức rồi đâm ra chán ngán. Niềm tin vào pháp hành sẽ rơi đi. Đó là lý do tại sao chúng ta không thúc ép. Chúng ta chỉ sử dụng sự kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta luôn đem tâm về với chúng ta, tức những hoạt động tâm càng nhiều càng tốt nhưng đừng theo kiểu tu chút rồi xả hơi. Hãy nhớ rằng pháp hành này không phải kiểu chạy việc giả nước rút 100 mét. Chúng ta cần sử dụng năng lượng và tinh tấn kiểu trí tuệ, không bằng tâm tham thúc. Vậy nên chúng ta làm điều chúng ta có thể, ổn định và chúng ta không bỏ cuộc. Hỏi, khi nào mới bắt đầu hành thiên? Đáp, từ sắc na thức đến giây phút rơi vào giấc ngủ. Pháp hành này có khó hay mệt mỏi lắm không? Không. Chỉ xin đừng quên, hãy luôn kiểm tra tâm và kiểm tra xem bạn đang sử dụng bao nhiêu năng lượng cho việc quan sát. Bạn cần nhận ra những điểm này cho chính bạn. Tính Sada Sada là một tính căn của đức tin và tự tin. Bạn cần có đức tin vào pháp hành của mình và bạn cần có niềm tin vào công việc bạn đang làm. Bạn tin vào pháp hành và tin vào chính bạn, tức bản chất tâm thiện, lời người dịch. Hãy hứng thú vào tu tập và cách bạn đang thực tập như thế nào. Quan trọng hơn, niềm tin vào điều bạn đang làm sẽ vững chắc khi bạn hiểu và thấy được lợi ích của công việc này. Sự tự tin bản lĩnh sẽ tăng trưởng qua hành thiền. Khi tu tập, bạn cảm thấy tâm bình an hay tâm căng thẳng? Tâm sẽ không bao giờ bị căng thẳng khi đã biết thực tập khéo léo với tâm thiện. Bạn có lẽ mệt mỏi hay căng thẳng do bạn chưa biết cách hoặc thực tập sai. Một khi bạn học làm thế nào tu tập giới pháp thì cả thân và tâm bình an, tâm thoát khỏi sầu khổ. Tuệ minh sát phát sanh tuệ đạo và tuệ quả sẽ phát sinh và tâm hướng đến niết bàn đó là điều đức phật tuyên dạy trong kinh tứ niệm xứ ngay bây giờ bạn đang học hỏi cách thực tập đúng bạn bắt đầu đặt niềm tin vào chính bản thân và có đức tin trong sự tu tập tính phát triển qua thái độ chân chánh và thực tập đúng với tuệ giác mới mẻ bạn sẽ tự nhiên cảm nhận đức tin này vào phật pháp gia tăng. Có phải bạn tu tập để thấu triệt chân lý hay thực tập để bạn biết cách tu tập đúng? Đừng suy nghĩ manh muốn như vậy. Theo vì kỳ vọng đắc thiền hay suy nghĩ về mục tiêu cứu cánh, hãy hứng thú vào cái bạn đang làm và cách bạn tiến hành thiền tập như thế nào? Hãy tự tin vào công việc tu tập của mình và hãy học làm thế nào có thể trở nên khéo léo hơn hãy tin tưởng chính bạn. Bạn đã đạt lợi ích từ sự tu tập như thế nào? Thông minh và trí tuệ cần thiết trong pháp hành này. Sự thông minh cần thiết cho việc tránh tinh tấn phải đến trước khi có thể có bất kỳ tuệ quán nào, tuệ đạo và tuệ quả. Liệu tuệ quán có thể xuất hiện trước khi chánh tinh tấn được đưa vào? Trước hết, hãy học làm thế nào nỗ lực đúng. Giữa thân và tâm cái nào đang nỗ lực tinh tấn chính là tâm đang tinh tấn liệu tâm có trở nên thuần thục trong thiền tập không nếu như bạn không nhận biết tâm tâm đang suy nghĩ gì tâm đang nỗ lực bao nhiêu tinh tấn những loại suy nghĩ gì đang có mặt thái độ gì đang có mặt bản chất của tâm là gì hãy hứng thú vào pháp hành hãy hứng thú vào pháp hành bạn đang tu tập nhiều thiền sinh đối diện những trải nghiệm tốt hay xấu trong sự tu tập của họ đôi khi họ tu tốt và đôi khi họ cảm thấy bất mãn với sự tu tập của mình khi tôi hỏi lý do tại sao họ đều không biết bạn có biết tại sao họ không thể nói cho tôi biết đó là bởi vì họ không để tâm nghiên cứu hay hứng thú vào công việc mà họ đang làm họ không nhận biết tâm không nhận biết họ đang làm gì và tại sao họ đang thực hiện nó. Khi bạn thấy mối quan hệ giữa cái mà tâm đang làm với cái xảy ra, thì bạn sẽ bắt đầu hiểu bản chất của quy luật nhân quả. Với hiểu biết này, đức tin và pháp hành sẽ phát triển thậm chí vững chắc hơn nữa. Tuệ, Panya Panya là trí tuệ có chánh kiến khi tu tập là rất quan trọng chỉ khi loại trí tuệ nào đó có mặt thì phiền não sẽ không thể len lỏi vào trong tâm vì vậy ít ra cũng phải có trí tuệ hiện diện trong tâm làm thông tin đây là thông tin mà bạn có được từ việc đọc sách nghe giảng phật pháp và tham dự những buổi trình pháp một loại trí tuệ khác phải có mặt trong tâm là ốc hiếu kỳ và sự hứng thú niềm khao khát trí thành để thực sự hiểu biết vì vậy khi bạn đang chánh niệm đừng chánh niệm mù quáng hay chánh niệm thông minh vận dụng óc thông minh vốn có của riêng bạn chính là tư tuệ liệu một người quản lý công ty có thể điều hành công việc thành công khi không có hiểu biết tổng quan về những khía cạnh khác nhau liên quan đến công việc của anh ta anh ta sẽ ra mọi quyết định sai lầm do không có đầy đủ thông tin cũng như thế chúng ta cần thông tin đầy đủ để cho trí tuệ phát sanh và giúp cho trí tuệ ra quyết định do vậy nên đối với thiền chánh niệm tâm cần sẵn sàng liên hệ đến bất kỳ hoặc tất cả mọi đối tượng bức tranh bị thiếu khuyết đi nếu tâm chỉ thấy một phần của toàn cảnh thái độ chân chánh những đối tượng mà bạn đang quan sát chính là thân và tâm và bản chất của thân tâm này bản chất của những cảm thọ trong tâm, bản chất tâm, các hoạt động của tâm, những mẫu phản ứng của tâm, tạp khí, và những đặc tính của tâm, tất cả chúng đang ở đó. Tâm có thái độ gì khi bạn đang quan sát những cảm thọ này? Quan sát tâm và hay thân như đối tượng? Đó là chánh kiến Samadhi. Khi mà bạn quan sát những đối tượng thân và tâm này như bản chất tự nhiên thế vì tôi hay của tôi. Khi bạn quan sát chính mình, thì tâm nhận biết thân và tâm, nhận biết hoạt động của tâm. Cái gì đang xảy ra trong thân? Có phải những cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm hay ngứa chỉ xảy ra ở mỗi mình bạn thôi? Không phải, ai cũng đều trải nghiệm qua. Những cảm thọ, vui, buồn, an vui và bất an là tự nhiên và xảy ra trong tâm làm sao bạn có thể nhìn nhận chúng thành ra chính bạn khi mà những đối tượng này được mọi người khắp nơi trải nghiệm chúng là pháp tự nhiên nguyên lý tự nhiên và là đối tượng hãy xem chúng là tự nhiên và chúng không dành riêng cho mỗi mình bạn xem nóng chỉ là nóng không phải cái mà bạn cảm thấy nóng mọi người cảm thấy nóng và lạnh và mọi người đều trải nghiệm những cảm giác này có được thái độ chân chánh là rất quan trọng bạn thực tập đúng chỉ khi nào bạn có chánh kiến và thái độ chân chánh bạn có bao giờ giận dữ chưa khi giận dữ bạn nghĩ tôi đang giận thì chuyện gì xảy ra cơn giận càng lớn mạnh sân trở nên mạnh mẽ khi bạn lấy cơn sân này làm sở hữu riêng đây là cơn sân của tôi khi mọi người buồn họ nói rằng tôi buồn tôi cảm thấy chán nản và rồi họ thật sự bị trầm cảm tại sao thế đó là bởi vì thái độ và ý niệm của họ cho rằng nỗi buồn này chính là sự buồn bã của riêng họ nếu xem nỗi buồn chỉ là một khía cạnh của bản chất tâm thì tâm sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều đó là tâm nó buồn chứ không phải tâm của tôi buồn chẳng phải tôi muốn hay tôi bất mãn đó là tâm khó chịu hay mong muốn phiên não càng khó khăn hơn để phát triển ngay trong sự có mặt của chánh kiến này cho nên trước hết ta cần phải có chánh kiến chánh niệm song hành với chánh kiến gọi là chánh niệm đúng samasati bạn cần bắt đầu thực tập với loại thông tin và hiểu biết này tâm là một khía cạnh của tự nhiên tâm là một khía cạnh của bản chất tự nhiên không phải tôi không phải tự ngã, một con người nào. Tâm là hiện tượng tự nhiên, chỉ khi bạn có hiểu biết đúng đắn này, tức chánh kiến, bạn mới thực sự chánh niệm. Bạn đang thực tập chánh niệm để tìm thấy bản chất tự nhiên này. Tất cả đều chỉ là hiện tượng tự nhiên, lời người dịch. Ban đầu nếu như chưa hiểu, chưa nhận ra chánh kiến, bạn có thể liên hệ đến mọi sự việc xảy ra theo chánh kiến này bạn cũng có thể suy nghĩ nhờ vào các thông tin mà bây giờ bạn đã có tại sao bạn đang thực tập thiền chánh niệm bởi vì bạn muốn biết chân lý sự thật của vạn pháp cho nên bạn duy trì chánh niệm đừng quên mục đích này đau và khó chịu bạn làm gì khi ngồi thiền và cảm thấy đau đau tê cứng hay mệt mỏi bạn quan sát cơn đau như thế nào nếu tâm hướng thẳng vào quan sát cơn đau, nó càng trở nên bi đát hơn. Tại sao? Có ai mà lại thích đau? Cái gì xảy ra trong tâm ngay khi nó đau? Khó chịu, bực dọc. Vì vậy, hệ có đau, tâm đừng tiếp tục quan sát cơn đau. Khi bạn đối diện ngứa, đau tê, đau nhói như kim chích, nóng, đau hay cảm giác khó chịu khác, xin đừng nhìn vào chúng, chúng có thể trở nên quá sức chịu đựng nếu bạn cứ tiếp tục quan sát với thái độ sai nên làm gì trước tiên bạn cần cho tâm có thái độ đúng chấp nhận cơn đau này là hiện tượng tự nhiên chỉ là bản chất tự nhiên chỉ với thái độ đúng như vậy bạn mới bắt đầu cảm nhận chúng ra sao bản chất cảm thọ này là gì ngay lúc đó có thái độ gì khi có sự khó chịu Hãy kiểm tra sự nhìn nhận bên trong suy nghĩ của bạn. Có thể những suy nghĩ này chánh kiến chăng? Chắc chắn, hệ có tâm khó chịu thì chẳng bao giờ có chánh kiến. Chỉ có thể là những quan điểm bất thiện, tâm nói ở khẩu cảnh. Thật tốt nếu bạn có thể thấy và học hỏi mối liên hệ giữa suy nghĩ, cảm thọ và những cảm giác khác nhau. Làm thế nào chúng quan hệ với nhau? Tâm và thần quan hệ ra sao? quy luật nhân quả liên hệ như thế nào sự thực tập của bạn là đang học hỏi những mối tương quan này chỉ cần xem và quan sát bạn không cần làm cho đối tượng mất đi và cũng chẳng quan trọng gì mấy việc đối tượng có mất đi hay không tại sao bạn đang quan sát bạn đang quan sát bởi vì bạn muốn hiểu muốn biết hãy quan sát càng nhiều càng tốt tùy theo khả năng của bạn ngồi, đi và hoạt động hàng ngày. Bạn có được phép điều chỉnh tư thế khi đang ngồi thiền hay không? Bạn có thể chuyển đổi khi tư thế nào đó không thoải mái. Nếu bạn cảm thấy cần điều chỉnh tư thế, cứ việc làm. Nếu không cần thiết, đừng chuyển đổi. Thời điểm nào thích hợp cho bạn chuyển đổi oai nghi? Như tôi đã đề cập trước đó, thiền là đang phát triển và tưới tẩm những phẩm chất tâm thiện nếu phẩm chất tâm bất thiện đang phát triển sinh sôi nảy nở do bạn đang cứ cố ép bản thân ngồi yên thì bạn có thể di chuyển để làm bản thân thoải mái hơn hãy quyết định điều gì là thích hợp dựa trên những quan sát của riêng mình khi hành thiền bạn quan sát gì hãy bắt đầu đi thiền và hỏi tâm hay biết gì chỉ cần hỏi tâm tâm hay biết gì bây giờ tâm đang chánh niệm gì bạn có thể chánh niệm đang đi, âm thanh hay chuyển động của thân. Trạng thái tâm như thế nào khi đang đi? Nếu bạn quá tập trung trên chánh niệm đang đi thì bạn có thể trở nên căng thẳng. Tâm như thế nào khi đang ngồi hay đang ăn? Cũng giống như vậy, khi bạn ở trong phòng riêng hay trong phòng tắm, hay tự hỏi xem tâm có chánh niệm hay không? Chỉ khi có chánh niệm rồi, bạn hãy khoan thai đi, đứng, nằm ngồi hay làm bất cứ việc gì cần làm trong các hoạt động hàng ngày. Công việc của thiền sinh là phải có chánh kiến, có thái độ chân chánh và tư duy đúng. Chánh niệm thông minh từ sát na này đến sát na khác. Suy nghĩ Khi bạn quan sát suy nghĩ, đừng để bị câu chuyện cuốn đi ghi nhận suy nghĩ đang diễn ra trong đầu là đủ rồi tôi không khuyên hành giả mới tu nhìn suy nghĩ quá lâu hay quá nhiều vì tâm có thể cuốn đi theo những dòng suy nghĩ khi suy nghĩ không được nhìn nhận là đối tượng để quan sát chỉ khi cần ghi nhận bất cứ thời điểm nào suy nghĩ xuất hiện và kiểm tra cảm giác trên thân rồi chuyển hướng quan sát qua lại giữa thân và tâm Đừng để tâm chê lười quá lâu trong suốt cả ngày. Giữ cho tâm luôn làm việc. Hãy chánh niệm và nhắc nhở tâm. Thực hành như vậy suốt mọi lúc. Tại sao phải hành thiền suốt thời gian? Tại sao thiền sinh được yêu cầu hành thiền suốt thời gian? Bởi vì tâm đang thu thập dữ kiện qua chánh niệm từng sát nam một. Khi dữ kiện đầy đủ, tuệ minh sát sẽ sanh khởi chỉ khi chúng ta hành thiền liên tục bền bỉ và đúng cách thì đà chánh niệm sẽ thiết lập và trí tuệ phát triển bạn đến trung tâm này để hành thiền cũng như để học làm thế nào trở nên thuần thục để rồi bạn có thể đem thiền tập này về nhà với bạn đừng can thiệp vào đối tượng hãy để cái gì đến cứ đến bởi vì việc đó chẳng hề liên quan đến tôi cả mỗi khi phiền não sanh khởi bạn hãy hành thiền với sự hứng thú và ốc hiếu kỳ một khi tư thái sẵn sàng bài học sẽ đến tuệ giác sẽ bừng khai bừng khai bừng khai bừng khai, bừng khai. Đạo Phật nói đơn giản chính là sự hiểu biết nhân và quả. Nghệ thuật trạch Pháp trong tu tập Asante Chania thường đề cập đến trạch Pháp hay hiện tượng từ dẫn Pháp Thamma Vikāya trong những buổi trình Pháp. Thamma Vikāya là yếu tố thứ hai trong bảy yếu tố giác ngộ và là một loài trí tuệ, tư tuệ mà chúng ta sử dụng trong khi tu tập. Trong bảy yếu tố giác ngộ, ba yếu tố đầu, chánh niệm, trạch pháp và tinh tấn là nhân. Các yếu tố này chúng ta có thể đưa vào hay tu tập để có được. Bốn yếu tố còn lại thuộc quả, hỷ, kinh an, định và xã chúng ta không thể sáng tạo ra hay làm cho quả xuất hiện đoạn sau đây trích từ buổi thảo luận pháp minh họa nghệ thuật trạch pháp của arsenal kichonia trong tu tập con lắc đồng hồ tôi đang ngồi thiền và lắng nghe ngài sajadao chi cố đại trưởng lão squee omin thuyết pháp gần đó bất chợt tôi thấy tâm rất yên tĩnh này chuyển sang cường độ khác. Cái tâm trước khá yên tĩnh đấy, bây giờ dao động. Điều này xảy ra như thế nào? Làm sao tâm sân thình lình xuất hiện khi mà chỉ vài khoảnh khắc trước đó tâm vốn rất bình an? Bây giờ tâm muốn biết, vì vậy nó lùi lại một chút và bắt đầu đặt câu hỏi. Cái gì đang diễn ra bên trong? Cái tâm muốn biết này và tránh tư duy. Đã thay đổi lộ trình của tâm từ cơn giận hướng sang giáo pháp nếu không có chánh tư duy này tâm có lẽ tiếp tục đi theo lộ trình tâm sân hận và ác ý nó vẫn tin rằng sự khó chịu này là một phản ứng thích hợp đối với tình cảnh lúc đó có phải tôi đã dập tắt cơn sơn này nhờ vào những phương tiện khác hay không không phải tâm muốn tìm hiểu để biết sự thật và nhờ vậy nó chỉ nhẹ nhàng tử tế quan sát cơn giận đang từ nó phát tác chỉ mỗi tâm sân từ nó sinh khởi một mình. Cái gì đang xảy ra trong tâm? Tâm đang lắng nghe âm thanh từ hai phía khác nhau. Giọng nói của Sayad Chi một bên, còn bên kia người ta đang trò chuyện. Tôi đang chánh niệm nhiều đối tượng khác nhau nên tâm dao động qua lại giữa hai bên. Tâm không tập trung chỉ trên một đối tượng. Nó ghi nhận nhiều thứ cùng một lúc và cũng nhận thấy được sự chú ý của tâm đang đặt vào đâu. Đang lúc ấy, tôi dừng thấy sự khó chịu này. Một mặt tôi muốn nghe Ngài Sayadao Chi, nhưng không thể nghe rõ. Tôi cũng ghi nhận cái tâm đang nói về tình huống này và nó đang tìm kiếm phiền toái. Làm sao mà mấy người này đến đây để nghe Pháp rồi lại ngồi nói chuyện thế này? Hãy cái tâm nói bao nhiêu thì cảm xúc tăng bấy nhiêu. Tâm đang quan sát, đã thấy mọi thứ đang diễn ra trong tâm bạn có thể hình dung ra trường quan sát trải rộng biết bao tại thời điểm này sau khi tôi thấy cái tâm dao động qua lại giữa hai bên khoảng vài giây tôi nhận thấy sự bất mãn đó là bởi vì tâm không thể đạt cái nó muốn nghe sajadal chi giảng pháp có sự trực ngộ ngay giây phút đó và trong giây phút đó tâm không còn thích đối tượng này hay đối tượng khác mà chỉ giữ ở trung đạo tâm nhận ra khổ và nó dần dần mất đi. Tôi chỉ có thể xem âm thanh là âm thanh. Ngày giây phút ấy, tôi đã chợt ngộ ra điều gì? Tâm đã xem một thứ âm thanh. Âm thanh của Ngài Sayadao Chi giảng Pháp là điều tốt, dễ chịu. Trong khi đó, nó xem âm thanh của những người khác đang trò chuyện là việc xấu, không muốn nghe. Tôi nhận ra rằng nếu có một sự tham ái tương ứng gốc 30 độ so với trục con lắc đồng hồ thì sẽ có ngay một góc đối xứng 30 độ của sự bất mãn dao động qua bên kia trục một khi nó không đạt được cái nó muốn. Không ai có thể ngăn chặn tiến trình này xảy ra. Vậy sẽ ra sao nếu đó là góc 45 độ? Nếu 90 độ thì sao? Và chuyện gì xảy ra nếu là góc 180 độ? Tôi đã nhận ra từ trước rằng thậm chí trước khi sân xuất hiện, Tâm đã bắt đầu nói nó có thích cái đó không tuy nhiên nhờ có sự chợt ngộ từ sớm và thấu hiểu rõ ràng nên tâm đã tự nhắc nhở nó trong tình huống này sự hứng thú và óc thẩm tra đây là cách mà bạn nên hành thiền với sự hứng thú và óc thẩm tra mỗi khi phiền não xanh khởi khi bạn sẵn sàng bài học sẽ đến và bạn sẽ thấu hiểu trọn vẹn điều bạn muốn có được chính là sự hiểu biết này và sự phát triển của trí tuệ Nana. Khi tôi thực sự có chánh niệm tốt và liên tục, tâm hoàn toàn chánh niệm trên đề mục. Tôi đã từng quan sát cảm thọ mãi cho đến khi chúng lắng dịu và mất đi. Dĩ nhiên tâm sẽ từ từ lắng dịu lại. Vì sao vậy? Tâm có thể dần an tịnh một cách hiệu quả nếu nó bắt ngay vào đề mục mà không kịp nghĩ đến bất kỳ cái gì khác. Tuy nhiên, không có chút trí tuệ hay hiểu biết nào có thể phát sinh trong những khoảnh khắc này. Bảy yếu tố giác ngộ Điều chúng ta cần ở đây là trạch pháp, một nhân tố trong bảy chi phần giác ngộ. Bảy yếu tố giác ngộ này bao gồm chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, kinh an, định và xạ. Ba yếu tố đầu tiên là phần nhân cho tu tập, bốn yếu tố sau là phần quả của sự tu tập đối với những quả hỷ, kinh an, định và xã, chúng ta không cần làm gì cả, chúng ta không kiến tạo ra, cũng không làm cho chúng xuất hiện. Vì chúng ta cần làm là trao dồi và bổ sung các nhân, chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn. Đây là những điều chúng ta có thể dùng công tu tập. Trong ba yếu tố này, thiền sinh thường để ý đến niệm và tấn, mà lại quên trạch pháp. Trạch pháp là hiện tượng từ vấn pháp thẩm tra cái gì đang xảy ra tại sao nó xảy ra hay chúng ta tu tập ra sao bằng những thông tin chúng ta có cùng với trí thông minh và trí tuệ trạch pháp là một dạng trí tuệ thuộc về tư tuệ yếu tố này cần thiết trong pháp hành này chúng ta cần phải thẩm vấn bằng khát khao được học hỏi để chánh niệm và để hiểu biết vai trò của chánh niệm vai trò của chánh niệm là chỉ đang thu thập dữ kiện trong lúc đang dùng công nên có mong muốn được hiểu biết chánh niệm đóng vai trò nhận biết tất cả đối tượng đang diễn ra nó biết khi nào tâm hướng vô hướng ra trạng thái cảm xúc và cái gì đang xảy ra câu trả lời sẽ đến khi hồ sơ dữ kiện hoàn thiện đầy đủ nó không thể xuất hiện khi vẫn còn thiếu một số thông tin tuy nhiên bạn có thể kích thích mức độ hứng thú và ốc hiếu kỳ cho tâm bằng cách đặt câu hỏi Đúng ngộ sẽ đến với bạn sau dần tích lũy đầy đủ dữ kiện để giải quyết vấn đề đương hiện khi chánh niệm chưa dung bồi đầy đủ nó chỉ biết đối tượng ở mức độ thô thiển ngay bây giờ có lẽ bạn có chánh niệm và định tâm nhưng bạn cũng cần đi từ những mức độ thô thiển và hời hợt dần đến mức độ sâu di tế hơn điều này nhằm tạo điều kiện cho các nhân duyên chính mùi chánh niệm nhạy bén có thể nhìn thấy những hoạt động bên trong tâm thức những nguyên nhân hiện tại cũng không thể được thấy khi chỉ có chánh niệm một phần hoặc sơ sài bạn có thể nhận thấy rằng không có sân hay tham hiện diện nhưng với chánh niệm thuần thục hơn bạn sẽ ghi nhận được bằng tâm si có mặt 24 trên 24. Đôi khi thiền sinh thuộc với tôi rằng tâm họ chẳng có chút tham hay sân nào. Nhưng đó mới chỉ là sự quan sát trên bề mặt rất cạn cợt của tâm thức họ không thực sự thấy cái gì đang ẩn sâu bên dưới sức mạnh của chánh niệm và sự vững mạnh an định của tâm là yếu tố cần thiết để nhìn thấy các thứ lớp di tế đó đó là điều tôi muốn nói đến khi tôi khuyên các bạn cần phải có khả năng giữ cho tâm vững vàng càng ngày càng lâu hơn nếu bạn có thể duy trì trạng thái tâm an định này việc này đòi hỏi phải có trí tuệ và đặt câu hỏi thì câu trả lời sẽ đến với bạn đừng để sân hận phát triển bạn cũng có thể sử dụng nhiều phương thức kỹ thuật cần thiết khác nhau trong các tình huống mà mình gặp phải ví như bạn đi làm và có khá nhiều công việc dồn tới vậy bạn sẽ làm gì riêng tôi trước đây sẽ chỉ cần dùng đến chánh niệm bởi vì tâm đã sẵn có định từ công phu tu tập nên khi ấy tâm mới có thể sử dụng được nó Tôi phải làm nhiều việc ở chợ nên rất khó có thể trạch pháp. Vì vậy, tôi chỉ quét sạch đi mọi phiền não bằng cách sử dụng các phương pháp mà tôi đã học. Thiền định Samatha hay thiền quán Vipassana. Tôi đã không muốn cơn sân xuất hiện. Khi tôi phải tất bật nhiều việc, tôi không suy nghĩ đến việc gì khác mà chỉ quan sát cơn sân này một cách trầm tĩnh nhưng liên tục. Rồi nó lắng dịu, không có tạp niệm nào xen vào giả như tôi mà có suy nghĩ trong khi cơn giận đang sanh khởi thì tâm chỉ biết nghĩ đến những điều liên quan đến cơn giận này mà thôi tôi đã không nghĩ đến bất kỳ cái gì khác ngay giây phút đó mà chỉ quan sát cơn giận này chừng vài phút thì nó lẳng lặng biến mất có phải tâm sân này giảm đến mức không hay không không phải giây phút ấy bằng vẫn chưa thoát khỏi nó đâu nó vẫn còn ở đó nhưng bạn sẽ chỉ thấy nó ở mức độ sâu và di tế như thế nào là tùy thuộc vào sức mạnh của chánh niệm và định có mặt. Nếu phiền não vẫn còn ở đó, nó sẽ trở lại diễn thâm ngay. Nhưng mà xử lý phiền não khi nó còn non yếu, dĩ nhiên là sẽ tốt hơn. Khi ngọn lửa còn lập lòe, bạn chỉ cần tưới ít nước vào để dập tắt. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nửa căn nhà đã bị táp? sẽ chỉ tốn nước, mất sức và nửa căn nhà cháy rụi. Bạn sẽ phải đổ thêm vào cái gì đó nữa mới được. Do vậy nên tôi không hề cho những phiền não này một mảy may cơ hội nào. Tôi không cho phép chúng xuất hiện. Đức Phật dạy, đừng cho phiền não cơ hội sinh khởi. Bạn sẽ không cho cái gì cơ hội. Phiền não hiện tại, phiền não tương lai, phiền não quá khứ. Phiền não ở hiện tại đã sinh khởi rồi. Thế bạn có thể chế ngự loại phiền não nào? Nếu bạn nhận ra sự có mặt phiền não ngay hiện tại, bạn vẫn chưa đạt đến giai đoạn chế ngự phiền não. Nếu phiền não đang diễn ra thì đã muộn rồi. Bạn chỉ ở giai đoạn trạch pháp thôi. Trên thực tế, nếu bạn bắt đầu hiểu thì trí tuệ sẽ chế ngự phiền não và dập tắt nó ngay. Trí tuệ đó sẽ thậm chí không cho phiền não cơ hội sanh khởi. Đó là cách bạn chế ngự phiền não làm thế nào người ta có thể chế người chúng mà không để cho chúng len lỏi vào phiền não có thể có cơ hội sinh khởi không nếu như chánh niệm định và tuệ có mặt và tuệ lại rất mạnh mẽ sẽ thế nào nếu chánh niệm vững mạnh tâm an tình ổn định nhưng trí tuệ lại non yếu sân chắc chắn sẽ xuất hiện vài người có niệm và định đôi khi vẫn có thể nóng tính như trương phi trường hợp khác là một thiền sinh có định rất mạnh chỉ định thôi không có trí tuệ có thể khiến tình huống bị phóng đại lên quá mức phiền não cũng thổi phồng tình huống kết hợp cả hai thứ lại vậy là bạn đã nhân bộ nó lên và cân giận bừng nổ bạn sẽ bắt đầu tìm cho mình lối thoát khi tâm không thể chịu đựng nó nữa một người quen sống trong bóng râm sẽ không thể chịu đựng được khi mặt trời chiếu rọi quanh anh ta. Nên người này sẽ làm mọi cách để chắc chắn việc này sẽ không tái diễn trong tương lai. Anh ta sẽ không để cơn giận xuất hiện mặc dù giận rất muốn đến. Si là u tối. Nếu chỉ có một ít chánh niệm, bạn sẽ được bao nhiêu lợi ích? Bạn có thấy tâm thêm ung dung tự tại biết bao nhiêu không? Bởi vì bạn không biết có bao nhiêu điều đang sanh khởi nên bạn không biết nó đã nhẹ rơi đi biết bao nhiêu rồi. Luôn luôn có phiền não di tế ẩn bên dưới. Sự không hiểu biết, tâm si, luôn luôn có mặt ở đó. Hễ si có mặt thì trí tuệ gián mặt. Chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi trí tuệ có mặt, si mới gián mặt. Có bao nhiêu lần cái tôi không xuất hiện, thậm chí chỉ cần nhận ra điều đó trong một khoảnh khắc mong manh thôi, thì si đã đến che lấp nó ngay lập tức rồi si là u tối. Bạn có ánh đèn pin le lói của tên trộm này. Khi bạn bật đèn lên, dĩ nhiên nó sẽ chiếu rồi để bạn có thể thấy. Bạn chỉ thấy được dùng nhỏ ngay trước mặt, nhưng có lẽ bạn đã hài lòng với điều đó. Hãy nghĩ xem, bạn cho rằng, Ồ, bây giờ tôi biết nhiều lắm rồi. Còn tất cả những điều mà bạn vẫn chưa biết thì sao? Còn vô số điều, bạn chỉ biết được những gì bạn đã thấy nhưng bạn không biết được những gì mình chưa biết. Khuấy đồng mọi thứ lên một chút. Nếu bạn có thể quan sát trí tuệ ít ỏi này khi nó đang sanh khởi, thì trí tuệ sẽ chỉ lỗi. Bạn không nhận ra những gì bạn chưa biết, bạn chỉ hiểu được phần ít ỏi này. Đó là tại sao bạn không thể chỉ hài lòng đến đó rồi ngưng tu tập. Bạn hiểu được điều đó thì vẫn chưa đủ. Bạn vẫn không biết bản chất của tâm si. Khi nào bạn mới hiểu bản chất của tâm si? bạn sẽ hiểu được khi trí tuệ có mặt. Vô minh, si, lùi lại trong khoảnh khắc trí tuệ xuất hiện. Lúc ấy, bạn sẽ biết còn bao nhiêu si có mặt. Do vậy, nên tôi không chỉ hỏi về đối tượng. Tôi hỏi bạn về cái bạn biết và về cái gì đang xảy ra trong tâm đang quan sát. Bạn phải khuấy động mọi thứ lên một chút để giúp trí tuệ phát sanh. Cái gì đang diễn ra? Còn tâm đang quan sát thì sao? hãy hỏi liên tục. Vì vậy, nên chánh niệm và sự thẩm vấn luôn đi đôi với nhau. Phải có sự thẩm tra sâu sắc song hành với chánh niệm. Khi tâm thay đổi, có sự hối thúc này muốn biết, muốn hiểu cái gì đang xảy ra. Chỉ khi ấy, tâm sẽ luôn giác định. Nếu tâm có chút ít năng lượng, tâm sẽ chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Nhưng rồi nó trở nên mờ mịt bên ngoài và bạn rơi vào hôn trầm. Khi tâm dịu xuống, tâm cũng sẽ bị hôn trầm trên thực tế khi tâm trở nên yên đó là thời khắc vàng cho bạn sử dụng hiểu biết và thông tin trước đây trước đây khi tâm còn dao động bạn không thể sử dụng chúng quá nhiều bởi vì sẽ chỉ gây nên hỗn loạn bạn nên vận dụng những kỹ năng này để dùng đến khi chánh niệm mạnh mẽ và tâm có sự an định tóm tắt câu hỏi trong phần thiền chánh niệm là gì bạn đang chánh niệm với loại tâm gì khi bạn chánh niệm đối tượng này tâm cảm nhận như thế nào bạn có biết bạn đang ngồi không đang đi đang đứng thực hiện các hoạt động hàng ngày một cách tự nhiên bạn biết gì trong khi đang làm những việc này tâm đâu nó đang làm gì nó đang cảm nhận gì nó đang suy nghĩ gì cái gì đang diễn ra tại sao nó đang diễn ra nếu không cần thiết phải khiến cái đang diễn ra mất đi hoặc cái không đang diễn ra xuất hiện bạn cần sử dụng loại năng lượng gì? Bạn có cần phải nỗ lực để thấy hay nghe không? Có phải bạn vẫn chánh niệm được mà không cần phải tập trung vào một cái gì đó hay không? Giữa đối tượng và cái tâm đang quan sát, cái nào quan trọng hơn? Đối tượng nào tốt hơn giữa hơi thở vào ra ở vùng mũi hoặc sự phòng xẹp của bụng? Điều gì đang diễn ra trong thân? Bạn nhận biết được gì? Bạn có thể tự nhiên nhận biết được điều gì ngay bây giờ điều gì đang diễn ra trong tâm có bình an không có dao động hay tức giận không cái gì đang diễn ra bạn bắt đầu thiền tập suốt cả ngày từ khi nào tâm đang suy nghĩ gì tâm đang nỗ lực tinh tấn đến mức nào thái độ tâm nào đang có mặt bạn đang hành thiền như thế nào bạn có đang thực hành đúng cách hay không bạn sẽ tiếp tục thực hành như thế nào Thái độ chân chánh trong hành thiền 101. Bất cứ điều gì bạn đang trải nghiệm trong sát na hiện tại này chính là trải nghiệm đúng. Hãy vui với tâm biết và chánh niệm hiện hữu, vì điều này tự vốn nó đã là thiền pháp. Hãy để việc gì đến cứ đến, các pháp đang diễn ra đều là bản chất tự nhiên. Thái độ chân chánh trong hành thiền 101 Thế nào là thái độ chân chánh trong hành thiền? Xin hãy kiểm tra thái độ của bạn trước khi bắt đầu tọa thiền. Bạn đang hành thiền với thái độ và ý muốn gì? Có phải bạn hành thiền chỉ muốn đạt được trạng thái tâm bình yên hay muốn học hỏi và hiểu biết thật sâu về các pháp đang vận hành? Tâm không thể êm dịu khi bạn mong muốn một số trải nghiệm cụ thể nào đó thay vì đón nhận những gì đang diễn ra ở giây phút hiện tại này tâm vốn dĩ định nên ăn tịch khi nó không phải theo đuổi hoặc tìm kiếm trải nghiệm đặc biệt nào nữa không cần phải dùng công thúc tâm để biết đối tượng bởi vì tâm vốn là sự nhận biết bản chất của tâm là hay biết đối tượng đang diễn ra kiểm tra chính tâm của mình không cần kiến tạo thêm bất cứ điều gì bạn quan sát đối tượng và những trải nghiệm đang diễn ra theo tự nhiên pháp tánh của chúng bạn chỉ việc chờ đợi và quan sát chúng một cách thông minh không trải nghiệm nào bị cho là sự phiền toái hay sự phóng vật bởi vì mọi trải nghiệm đều là pháp tự nhiên những gì diễn ra trong thân chính là pháp tự nhiên những gì diễn ra nơi tâm cũng là pháp tự nhiên không có gì thuộc về tôi hay bạn cả cảm giác nóng chỉ là cảm giác nóng là pháp tự nhiên chúng ta chỉ cảm thấy nóng hơn ngay khi nào tâm ta chiếm hữu cái nóng cho riêng mình rồi nảy sinh chán ghét ác cảm với nó dạng pháp đang sanh khởi đều do quy luật tự nhiên nhân và quả công việc của chúng ta là phải có thái độ chân chánh duy trì chánh niệm vận dụng trí thông minh và hứng thú với chánh kiến và chánh tư duy chánh niệm trở nên liên tục và có phẩm tính không phóng vật và không quên đối tượng chân chánh khi trí tuệ sẵn có trong chánh niệm đó chính là samasati. Chúng ta quan sát như thế nào? Không cần thiết phải nhọc công cố tìm kiếm đối tượng yêu thích. Trong hành thiền chúng ta để ý đến tâm thiền. Tâm đang làm việc và trao dồi những phẩm chất tâm thiền. Như thế chúng ta có thể dùng bất cứ đối tượng nào để trao dồi chánh niệm, phát triển định và đạt tuệ giác để thấu hiểu bản chất của các hiện tượng thay vì tạo ra nhiều tâm tham, sân và si do tà kiến và các ý muốn sai lầm. Vì bất cứ đối tượng nào cũng có thể phát triển chánh niệm, nên chúng ta có thể bắt đầu với bất kỳ đối tượng nào cũng được. Đừng mắc phải sai lầm vì suy nghĩ rằng đầu đó bên ngoài có đối tượng tốt hơn những gì mà bạn hiện đang trải nghiệm. Không có trải nghiệm nào tốt hơn trải nghiệm hiện tại điều quan trọng là tâm phải chánh niệm và hay biết và cách thức tâm đang nhận biết hay quan sát trải nghiệm này như thế nào cũng quan trọng không kém không cần phải loay quay kiến tạo ra hay làm việc gì cả cũng không cần cố gắng dõi theo những trải nghiệm khác biệt có phải trải nghiệm nào cũng là thiền hay bất thiền tốt hoặc xấu đều chẳng thiền hay bất thiền chẳng tốt cũng chẳng xấu trải nghiệm là trải nghiệm đối tượng là đối tượng các đối tượng luôn luôn hiện tiền. Cái biết và sự quan sát là công việc của tâm. Tâm biết mọi đối tượng hiện tiền để được biết đến. Cho nên vấn đề quan trọng hơn cần được giải đáp ở đây là tâm đang quan sát bằng các phẩm chất tâm thiện hay các phẩm chất tâm bất thiện. Tại sao chúng ta phải chánh niệm? Tại sao chúng ta chánh niệm? Chúng ta hành thiện bởi vì chúng ta muốn thật sự hiểu biết chúng ta chờ đợi quan sát và học hỏi từ những gì đang diễn ra trong thân và tâm để chúng ta có thể hiểu biết bản chất của thân và tâm này hành thiền không phải cố ý gắn làm cho tâm yên tĩnh hay cố gắng đạt được những thời khóa tòa thiền tốt chúng ta hành thiền để thấy các pháp đang vận hành như bản thể tự nhiên của chúng và có thái độ chân chánh về các pháp hiện hữu đây là sự tự nhiên không có cái tôi bản ngã nào dự phần vào Chúng ta cần nhận thấy tự nhiên vốn dĩ là tự nhiên. Nhận ra đối tượng là đối tượng và trực tiếp nhận biết những gì cần nhận biết. Ngay khi tâm khởi lên một ý nghĩ cho rằng trải nghiệm hay đối tượng này tốt đẹp cũng có nghĩa tâm tham đã hiện hữu rồi. Khi chúng ta nhận thấy đúng là đúng, hiện hữu là hiện hữu, ngay lúc đó tâm không dướng mắt tham. Tuy nhiên, khi chúng ta không biết cách hành thiện, chúng ta sẽ chỉ khiến gia tăng sự chi phối của tâm tham hãy nhớ chúng ta hành thiền là để tự giải thoát khỏi tham lam và chấp thủ hãy vui khi có chánh niệm chúng ta sẽ thấy rằng những trải nghiệm chỉ diễn ra theo bản chất tự nhiên của chúng chỉ khi ta chờ đợi và quan sát một cách khôn ngoan trong chánh niệm hay mặc mọi thứ diễn ra không cần thiết phải vui hay không vui với các pháp đang diễn ra cũng đừng thích hay không thích bất cứ trải nghiệm nào. Bất cứ điều gì bạn đang trải nghiệm trong sát na hiện tại này chính là trải nghiệm đúng. Hãy vui với tâm biết và chánh niệm hiện hữu vì điều này tự nó vốn đã là thiền pháp. Tâm không yên lặng mà luôn suy nghĩ. Ta nên hạnh phúc khi nhìn thấy chân bản chất này và có thể nhận diện được nó. Sự nhận biết tâm không yên tĩnh khi nó không yên tĩnh là chánh kiến chánh niệm suy nghĩ khi tâm có suy nghĩ chính là chánh niệm chân chánh thế nhưng không ít lần ta lại muốn suy nghĩ này dừng lại bởi vì ta cho rằng suy nghĩ này làm cho tâm phóng vật tuy vậy khi ta tham vọng cố bắt buộc tâm yên lặng việc làm này chỉ gây rắc rối và căng thẳng thêm mà thôi hãy làm mọi điều thiện bất kể điều thiện hay bất thiện đều xuất phát từ tâm nhất thiết duy tâm tạo Tại sao có thiện và bất thiện? Những phẩm chất tâm thiện hay bất thiện sanh khởi bởi vì chúng ta có thói quen phản ứng lại các đối tượng. Các pháp đều là thiện, đi đôi với thái độ chân chánh, các tâm sở thiện và như lý tác ý. Ngược lại, các pháp bất thiện khởi sanh khi không có thái độ chân chánh, những tâm sở bất thiện và phi như lý tác ý. Hãy luôn sống với những hành động thiện, lời nói nhu hòa, khéo léo và phẩm chất tâm tốt. Hãy làm tất cả điều thiện, bố thí, trì giới, tu tập thiền định và thiền quán Vipassana. Trong tất cả điều thiền kể trên, tu tập thiền Vipassana là việc thiện tối thượng. Vì vậy, xin bạn đừng quên mục tiêu cứu cánh của mình. Một người thành tựu Niết Bàn chỉ khi phẩm chất thiền viên mãn, một tâm không còn dương chút tham sân si là một tâm trọn vẹn tuệ giác trí tuệ và một tâm như thế mới có thể thấu hiểu niết bàn xin hãy đọc thêm sách chánh niệm không thôi chưa đủ của cùng tác giả asin kichernia quá thật khó khăn trở ngại khi sự hiểu biết chưa đủ chín mùi và những phẩm chất tâm bất thiền đang xen vào những kinh nghiệm thiền tập đang diễn ra chánh niệm sanh quán tính bạn muốn thư giãn tâm thiền có chân thật mở rộng và vô tư không khi tâm không còn ham muốn hay bất mãn điều gì tâm quân bình và có chánh kiến nó nhận chân bản chất của tự nhiên chánh niệm trở nên liên tục ở trạng thái này bạn không suy nghĩ tiêu cực hay nói lời tổn thương người khác giới rất trong sạch phẩm chất của định vốn có trong tuệ giác tuệ giác này nhận thức đối tượng chỉ là đối tượng nó nhận biết điều hiện hữu để được nhận biết định hiện diện bởi vì lúc này không còn tâm tham muốn mong đạt được cảm nghiệm nhất định nào đó. Cũng không còn sự bất mãn trước các pháp đang diễn ra. Giữ giới, phát triển định và tuệ là sự nghiệp tu tập giáo pháp của Đức Phật và truyền thừa mạng mạch Phật Pháp. Dạng pháp, tâm và đối tượng đều nằm trong mỗi khoảnh khắc. Ngay khi mà bạn lánh xa điều bất thiện, đồng thời làm tất cả điều thiện trong chánh niệm và trí tuệ xin mà hãy kiểm tra lại tâm thiện của mình thái độ có chân chánh hay chưa tâm có chánh niệm và tỉnh táo không hay tâm vẫn còn lờ mờ hôn trầm có hứng thú vào sự tu tập này hay không tâm có đang chánh niệm một đối tượng duy nhất hay không liệu nó có thể nhận biết nhiều đối tượng hơn không tâm có thể chánh niệm bao nhiêu đối tượng với đà quán tính chánh niệm cũng sẽ phát triển thành sức mạnh khi việc hành trì thiết lập đào quán tính chánh niệm sẽ phát triển mạnh mẽ một khi chánh niệm vững vàng hơn thì tâm quan sát cũng thoát khỏi mọi ham muốn lúc đó việc chánh niệm đồng thời nhiều đối tượng ở các căn môn khác nhau là hoàn toàn có thể chánh niệm trở thành một đầu thu tín hiệu vệ tinh cho phép ta dò thu nhiều kênh khác nhau lúc này hiện hữu đồng thời chánh niệm trên tâm đang quan sát và sự nhận ra xem thái độ có chân chánh hay không tâm nhận biết những gì đang diễn ra trong khi tất cả những điều này đang xảy ra không có gì là riêng tư cá nhân đây không phải là việc của tôi cũng chẳng phải là tôi bản ngã không có chánh niệm chỉ tâm chánh niệm thôi và tâm và đối tượng cùng sinh khởi không một ai không thực thể không cá nhân nào đứng sau điều khiển quá trình này diễn trình này hoàn toàn tự nhiên chúng ta hành thiện vì chính chúng ta cho nên xin quan hỷ tiếp tục hành trì pháp với sự hứng thú và trân quý tâm đang quan sát bằng các phẩm chất tâm thiện hay các phẩm chất tâm bất thiện chỉ yếu thiền chánh niệm chỉ khi có đức tin tinh tấn sẽ sinh khởi chỉ yếu thiền chánh niệm tâm hành thiền tự nó đã thư giãn an tịnh ta hãy học từ bỏ kiểm soát không kiến tạo quản thúc hay o ép đối với tâm tại sao lại phải chú tâm nhiều đến thế trong hành thiền có lẽ vì ta mong muốn đạt được trải nghiệm đặc biệt nào đó hoặc có thể vì ta không thích những gì đang diễn ra đừng tạo thêm điều gì hay từ chối điều gì mà cũng đừng quên phải chánh niệm mọi lúc khi pháp sanh khởi và hoài diệt tâm đang ở đâu có phải tâm đang hướng đến ghi nhận những gì đang diễn ra bên trong thân và tâm hay là tâm đang chú ý đến ngoại cảnh bao gồm những người khác xung quanh tâm thiền là tâm thanh tịnh không có tham sân sầu muộn hay bất an trong đó bạn chỉ chuốc lấy phiền não khi hành thiền với cái tâm đầy kỳ vọng ước muốn cố gắng tạo ra điều gì mới nghĩa là tham chối bỏ điều gì nghĩa là sân không nhận biết pháp đang sanh hay diệt nghĩa là si. Đừng kỳ vọng, đừng mong muốn và đừng lo lắng, bởi vì nếu những thái độ này có mặt trong tâm thì sẽ trở ngại cho pháp hành. Thường xuyên kiểm tra thái độ của tâm thiền. Chúng ta để ý và nhận thức cả hai mặt, tốt lẫn xấu. Thiền là chấp nhận bất cứ điều gì xanh khởi, dù tốt hay xấu, và quán sát nó một cách thanh thản. Khi ta vọng cầu một điều gì đó dường như tốt và khó chịu tức tối với một việc có vẻ xấu thì đó có phải là thiền không? Pháp hành sai khi chúng ta cố tạo ra những trải nghiệm theo ý muốn. Chúng ta cố gắng nhận biết và quan sát đối tượng đang diễn ra như nó là. Sẽ bất ổn và thiếu sót trong pháp hành nếu tâm mệt mỏi hay phiền não. Điều này gây trở ngại cho việc hành thiền vì tâm cảm thấy căng thẳng hay gò bỏ. Hãy kiểm tra lại xem bạn đang hành thiền như thế nào nếu cảm thấy thân, tâm mệt mỏi đã có sự hiện hữu của thái độ chân chánh khi hành thiền hay chưa tâm thiền thư giãn và bình an chỉ có thể hành thiền khi tâm thảnh thơi và nhẹ nhàng tâm đang làm gì công việc tâm đang làm là gì có bị cuốn vào những dòng suy nghĩ không có chánh niệm không đừng xét nét bắt lỗi tâm đang suy nghĩ cũng đừng cưỡng ép dừng suy nghĩ lại thay vào đó hãy ghi nhận suy nghĩ mỗi khi nó xuất hiện có phải tâm thiền, tâm đang hay biết, chỉ nhận biết hời hợt đại khái hay đang hiểu biết sâu sắc thấu đáo? Chúng ta không cố loại bỏ đối tượng, nhưng chúng ta thật sự muốn tìm hiểu phiền não nào sinh khởi theo đối tượng và hãy tiếp tục thẩm tra những phiền não này. Đối tượng không thực sự quan trọng. Cái thực sự quan trọng chính là tâm quan sát đang làm việc ở hậu cảnh cần được nhận thức. Nếu sự quan sát được kiểm tra với thái độ chân chánh thì bất kỳ đối tượng nào cũng trở nên đối tượng đúng chỉ khi có đức tin tinh tấn sẽ sinh khởi chỉ khi tinh tấn có mặt chánh niệm được liên tục chỉ khi chánh niệm liên tục định sẽ được thiết lập với định hiểu biết sẽ đến khi hiểu biết được pháp thực tại đức tin càng thêm vững mạnh duy trì chánh niệm ở sát na hiện tại đừng hồi tưởng quá khứ và cũng không ước đoán tương lai khi hiểu biết được pháp thực tại đức tin càng thêm vững mạnh 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 từ sát na niệm đến đà quán tánh có thể nào hiểu hết được cốt truyện của một bộ phim đang chiếu nếu bạn bỏ lỡ một vài tập chính sự không liên tục này khiến cho khó nắm bắt được toàn bộ bức tranh và tuệ giác không có cơ hội phát triển đó là lý do tại sao chánh niệm cần phải được dung bồi liên tục và bền bỉ chỉ khi nào tâm quan sát không tham sân si thì đối tượng mới là đối tượng pháp tự nhiên. Từ sát na niệm đến đà quán tính. Khi nghĩ về thiền, người ta sẽ hình dung một thiền sinh ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Chỉ mỗi tư thế ngồi, không nói lên được người đó đang hành thiền. Anh ta có thể ngồi rất ngay ngắn, nhưng suy nghĩ lại bấn loạn. Vậy chúng ta hành thiền vào lúc nào? Có phải việc hành thiền bắt đầu ngay khi chúng ta bước vào thiền đường? thực sự là chúng ta hành thiền ở bất cứ chỗ nào, thần đầu tâm đó. Từ lúc mở mắt thức dậy cho đến khi nhắm mắt đi ngủ. Chẳng lẽ ta không thể hành thiền lúc đi vệ sinh hay khi đi tắm? Đừng có ngồi nghỉ dơ dẫn trong toilet, mà phải nhớ giữ chánh niệm mọi lúc. Lúc ở thiền đường, khi đang đi dạo, khi đang đánh răng, tắm giặt, dọn rửa, quét nhà, đọc sách, nói chuyện, phơi quần áo, tất tần tật mọi công việc thường nhật đây mới chính là sự tu tập đích thực liên tục suốt cả ngày mà không cần dụng công một chút nào cả vô công dụng hành lưu ý tâm luôn tỉnh thức thư giãn và quân bình vì những yếu tố này giúp tuệ giác phát sinh chỉ khi nào chúng ta biết cách hành thiền hành thiền được và luôn không ngừng hành thiền thì đó mới chính là pháp đối tượng bất kỳ Bây giờ hãy quan sát thân bạn. Bạn sẽ quan sát gì nếu không đặt tâm trụ vào một vài điểm cụ thể nào như dùng mũi hay ở bụng, phòng, xẹp. Chỉ cần nhận biết được đang ngồi, đứng, đi, cảm giác nóng, nghe thấy âm thanh dần dần. Bạn thấy chỉ khi nhìn thôi sao? Bạn có thể thấy mà không cần nhìn không? Tiếng gõ từ chiếc đồng hồ treo tường, tiếng chim chóc trên nóc thiền đường, những âm thanh này bạn có thể nghe thấy mà không phải lắng tai nghe. Có nhọc công nhọc sức lắm không để nhận biết những đối tượng trên? Có mất nhiều năng lượng lắm không để nghe thấy âm thanh, nhận thấy cảnh sát? Bạn chỉ cần thực tập chánh niệm như thế này suốt cả ngày là được. Xin đừng có nghĩ rằng đối tượng này, địa điểm này tốt hơn đối tượng kia, chỗ kia, bởi vì chẳng có cái tốt hơn nào ở đây cả. Đối tượng chỉ là đối tượng, chúng sanh khởi theo quy luật vận hành tự nhiên của chúng. Do vậy yếu tố đối tượng nào khi bắt đầu quan sát không quan trọng. Cứ bắt đầu quan sát hay nhận biết bất kỳ đối tượng nào sanh khởi ở sáu căn môn mà bạn thấy thích hợp. Nhưng phải nhớ rằng, một khi khởi sự quan sát, có chánh niệm và trí tuệ mới là điều cốt yếu. Kiểm tra tâm thiện Khi mang kiến mắt màu đỏ, bạn thấy mọi thứ đều đỏ còn đeo kiến màu xanh bạn thấy mọi thứ mình nhìn đều màu xanh quan sát đối tượng với tâm tham hay tâm sân cũng giống như đang đeo kính màu vậy khi tâm quan sát nhìn bằng tâm tham đối tượng sẽ là đối tượng của tâm tham khi tâm quan sát theo dõi bằng tâm sân đối tượng sẽ trở thành đối tượng của khó chịu tâm không còn nhận thấy đối tượng là thuần đối tượng đối tượng pháp tự nhiên nữa thật khó nhìn ra tâm tham hay tâm khó chịu khi bạn mãi mê quan sát các đối tượng mà không nhìn thấy cái đang diễn ra trong tâm đang quan sát? Liệu tâm tham, tâm sân có hiện hữu không? Không phải cái diễn ra với đối tượng quan trọng mà tâm đang quan sát đối tượng như thế nào mới thật sự quan trọng. Chỉ khi nào tâm quan sát, không tham, sân si thì đối tượng mới là đối tượng pháp tự nhiên. Quan sát một cách tự nhiên lúc nào tâm cảm thấy căng thẳng hay bó buộc căng thẳng xuất hiện khi tâm mong muốn cái không phải cái đang diễn ra hoặc khi tâm chối bỏ cái đang diễn ra phiền não không bao giờ chịu để yên cho các pháp chân thật như chúng là mà chúng muốn sự kiện xuất hiện chúng muốn kết cục hoặc chúng muốn khống chế cái đang diễn ra nên chúng thúc ép chăm chăm vào kiến tạo thêm hay gò bó đối tượng để đạt cái chúng muốn Thay vì tạo thêm, tập trung hay gò bỏ, chúng ta chỉ muốn chờ đợi và quan sát. Có cần thiết phải chăm chú khi mà ta để mặc cái gì đến sẽ đến. Nếu ta không tìm kiếm đối tượng đặc biệt nào đó, thì ta đâu cần quá nhiều năng lượng. Chúng ta chỉ cần thông minh và hứng thú. Cái gì đang sinh khởi? Tâm đang ghi nhận thế nào? Nếu ta muốn quan sát cái gì đó đang diễn ra một cách tự nhiên như nó là, ta cũng phải quan sát một cách tự nhiên. Đó là lý do tại sao tôi bảo đừng khống chế hay thúc ép gì cả. Ta chỉ việc để thân làm công việc của nó, trong khi đó chúng ta hướng tâm đến những hoạt động của tâm và chánh niệm càng nhiều càng tốt liên tục suốt cả ngày. Thiền ngồi. Bạn có thể quan sát gì? Bạn có thể quan sát bất kỳ đối tượng nào sinh khởi, nếu tâm hướng đến dùng mũi, bạn có thể quan sát nó. Nếu nó chuyển hướng đến đôi bàn tay, bạn cũng có thể quan sát điều đó có phải bạn cần lái sự hướng tâm trở về dùng mũi khi nó đã xuống đến tay không cần giữ chánh niệm bằng cách hướng tâm trở lại mũi trong khi tâm đang hướng cái gì đó khác rồi quả thật rất mệt mỏi mà có gì khác nhau đâu giữa đối tượng ở mũi so với ở bàn tay không một chút sai biệt sẽ thế nào khi tâm chú ý đến âm thanh thiền sinh chúng ta sẽ chánh niệm âm thanh. Âm thanh có gây khó chịu cho bạn hay không? Chúng không gây phiền tỏa cho tâm nếu ta chỉ xem âm thanh như hiện tượng tự nhiên. Bạn chỉ cần nhận ra cái nghe thấy khi cái nghe thấy sinh khởi. Khi bạn mới khởi sự hành thiền, bạn có thể thấy tâm dao động, hôn trầm, phóng vật, chẳng sao cả. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn hoàn tất công việc chủ yếu là nhờ sử dụng nguồn năng lượng tâm năng lượng này sản sinh từ phiền não ngược lại trong thiền tập bạn được hướng dẫn hành thiền không có tham hay sân dĩ nhiên khi mới bắt đầu tâm mất đi sức mạnh và trở nên yếu dần chỉ trong một vài ngày kế tiếp khi bạn phát triển thêm ít nhiều chánh niệm an định bạn sẽ thấy tâm sáng suốt tỉnh táo hơn sẽ ra sao khi tâm tỉnh thức hơn đôi chút bạn sẽ ghi nhận nhiều rất nhiều suy nghĩ nhưng đừng lo lắng điều này tự nhiên hoàn toàn không có vấn đề gì cả suy nghĩ dường như trở thành vấn đề chỉ trong trường hợp nếu bạn có định kiến rằng chúng đang lôi mình ra khỏi sự hành thiền nên ra sức dập bỏ mọi suy nghĩ nhưng chẳng phải suy nghĩ cũng chính là tâm à nếu bạn thật sự muốn biết về tâm những suy nghĩ này đang chỉ cho bạn đấy bạn có nhận thấy không Thế thì tại sao lại có sự khó chịu đối với những suy nghĩ? Thiền sinh có những cảm giác trên thân thường ở chấn thủy như nóng, căng, nặng, hơi tức ngực và những cảm thọ thuộc tâm khó chịu, căng thẳng hay gò bỏ. Nếu vậy, các bạn nhìn nhận những cảm thọ này như thế nào? Chúng là một sự nguy hại phiền toái à? Thiền sinh, chúng ta sẽ xem nó là đối tượng. Đúng đấy, khi bạn nhận thấy những cảm thọ, cảm giác này là các đối tượng, thì sự thực tập trở thành thiền minh sát. Chớ để việc tòa thiền bị lệ thuộc vào cái đồng hồ. Nếu tự ấn định phải ngồi bao lâu, bạn sẽ xin lo lắng liệu mình có làm nổi không. Sự lo lắng này khiến tâm bất an, làm suy giảm định, định tâm thành bận tâm. Cho nên, đừng ấn định thời lượng nhất định nào cả, nhận biết những gì đang diễn ra trong sát na này là đủ rồi. Nếu khó tu tập khi ngồi thì đứng dậy đi lại cũng được. Chỉ cần nhớ phải duy trì chánh niệm theo những gì đang diễn ra trong thân và tâm. Hãy ăn trú trong giây phút hiện tại với sự bình yên nơi tâm. Giây phút hiện tại là thứ duy nhất thực sự hiện hữu, vì đây mới là cuộc sống đích thực. Thiền đi Đi thiền thì cũng giống như ngồi thiền, ở chỗ chỉ cần chánh niệm bất cứ đối tượng nào đang sinh khởi hay đang hiện hữu hay để thân bước đi một cách tự nhiên khoan thai bước đi tự nhiên với các bước chân vừa phải tự nhiên cũng đừng bước đi chậm rãi quá mức đừng o ép tâm phải quan sát các đối tượng mà chúng chỉ liên quan tới thân khi bước đi bạn sẽ thấy căng thẳng vì phải hướng tâm trụ ở đôi chân cả tiếng đồng hồ hoặc do vậy mà bạn đang thực tập hành thiền chỉ nên nhận biết cái thân này là một tổng thể nếu tâm biết mồ hôi đang tươm ra hãy nhận biết vậy thôi nếu nó hay biết hai bàn tay cũng ghi nhận vậy thôi tay bạn đang nắm chặt lại hay đang đánh đưa bạn có thể ghi nhận mọi hành vi như vậy bạn cũng có thể chánh niệm đối với những gì nhìn thấy nghe thấy nghĩ tới ngửi thấy cảm nhận và chạm phải trong khi đi thiện tâm nhận biết gì tâm là như thế nào cái gì đang diễn ra trong tâm trạng thái gì bên trong tâm nó có an tình không nếu bạn có thể ghi nhận sự tác ý dừng lại di chuyển là điều rất tốt càng tốt hơn nếu bạn có thể ghi nhận vì sao mình vẫn đang bước đi thiền ăn trạng thái tâm đào mạnh hơn khao khát muốn ăn hay khao khát muốn tu tập tham có khuynh hướng len lỏi ngay khi bữa ăn bắt đầu quan sát tâm tham trước bản năng tham ăn rất mạnh mẽ có một cảm thọ cao độ nào đó hiện diện cùng với ham muốn ăn này. Chánh niệm hoặc là yếu ớt hoặc là không hiện diện trước sự ham muốn rất mạnh mẽ này. Tâm như thế nào trong khi bạn đang ăn? Có thư thái không? Thẩm tra liên tục để chắc rằng bạn đang ăn mà không có thói tham ăn. Tính tham hiện rõ mồn một và tâm sẽ cảm thấy căng thẳng, khổ sở khi nó hiện hữu. Tâm đang toàn tính nhiều cách để ăn các món dọn ra trên dĩa mình sẽ ăn như thế nào? Sẽ ăn món gì tiếp sau khi nuốt xong miếng này? Tâm đã tính xong xuôi hết cho muỗng kế luôn rồi. Trừ phi bạn để mắt quan sát tâm đang làm gì, hoặc bạn sẽ chỉ bị cuốn theo chuỗi suy tính liên tục do thói tham ăn. Đừng quá chú ý đến thức ăn hay đĩa đựng. Thay vào đó, cứ tiếp tục quan sát tâm trong khi bạn đang ăn. Dần dần cố gắng ghi nhận tâm dần hành như thế nào khi đang thiền ăn bạn đang ăn với trạng thái tâm nào? Tâm cảm nhận như thế nào? Tâm đang thư giãn hay nó mãi mê ăn? Khi tâm thư giãn, bạn có thể quan sát các chuyển động của thân mình xem thế nào? Ví dụ, bạn có thể quan sát mình đang cầm muỗng đũa thế nào? Đưa lên miệng, mở miệng, đón thức ăn, nhai nghiền thức ăn ra sao? Bạn cũng có thể nhận biết các vị khác nhau như vị cay, mặn, dân dân bạn nhận biết một vài hoặc tất cả những điều này đều được. Lẽ nào ta không thể quan sát được mình thích gì và không thích gì sao? Cảm giác đói có giống với thèm thù muốn ăn. Cảm giác đói sanh khởi ở trong thân, còn thèm muốn ăn xảy ra ở trong tâm và là công việc của tâm. Đôi khi tâm thèm ăn và cảm giác đói của thân liên hệ với nhau. Bạn chỉ cần quan sát những điều này thì mọi thứ đang diễn ra như chúng đang là sinh hoạt hàng ngày. Thiền không phải chỉ ở quay nghi ngồi, bạn thay đổi quay nghi thiền như thế nào? Chẳng hạn từ ngồi, đứng lên, rồi đến các sinh hoạt hàng ngày. Xin mời hãy đứng lên và cất bước trong chánh niệm. Khi chuyển từ tọa thiền sang chấp tác các công việc thường nhật, chỉ cần nhớ điều này, phải chánh niệm. Cần có sự liên tục chánh niệm qua các quay nghi đi, đứng, nằm ngồi và những tiểu quay nghi khác trong sinh hoạt hàng ngày. Điều này khiến các suy nghĩ bất thiện khó mà xâm nhập vào được. Bạn có thể chánh niệm tâm đang ghi nhận những gì khi bạn đi lên, bước xuống cầu thang, tra chìa và ổ khóa, mở đóng cửa. Bạn bước vô phòng bằng chân tới trước hay đưa đầu vào trước. Bạn cần phải quan sát bản thân qua các sinh hoạt hàng ngày. Bạn làm gì khi trở về phòng? Có phải bạn cởi khăn tròn cổ rồi lại quan đại trên giường không? Cứ tiếp tục quan sát bất kỳ đối tượng nào bạn có thể khi bạn ở trong phòng. Bạn có thể học từ những gì đang diễn ra. Mỗi sát na chính là một sát na của thiền tập. Quan sát mọi hoạt động khác nhau mà bạn có thể ghi nhận được trong thiền tập hàng ngày như rửa mặt, đánh răng, chạy tóc, thay quần áo. Nỗ lực chánh niệm tất cả những điều này cho đến như hành vi nhỏ nhặt nhất. Nhận biết các hoạt động thế này của thân là việc chủ yếu lúc ban đầu nhưng điều cốt yếu là phải thường xuyên kiểm tra tâm, bởi vì tâm thiền quan trọng hơn những việc diễn ra trong thân. Hãy hứng thú vào bất kỳ cái gì đang diễn ra và bất cứ việc gì bạn đang làm. Bạn cần biết tường tận cách thân tâm đang vận hành thế nào ở đây. Cũng cần để ý xem bạn có thể chánh niệm đối tượng nào khi đi ngủ hay lúc thiếp đi. Khi thức giấc, bạn có thể ghi nhận cảm thọ, thô hay ý muốn ngủ thêm nữa đây cũng là thiền tập bạn nhận thức được gì ngay tại sát na tỉnh ngủ thân đang ngửa hay sắp điều gì đang diễn ra trong thân này điều gì đang diễn ra trong tâm này bạn đã vận dụng trí tuệ đồng thời không ngừng trao dồi trí tuệ sắc xảo cho việc tu tập bằng cách hứng thú vào quá trình của thiền tập thông qua những gì bạn đang làm và bằng cách đặt các câu hỏi như sau cái gì đây cái gì đang xảy ra, tại sao nó xảy ra? khi bạn nghĩ về pháp hành và cách mình hành thiền như thế nào, về cơ bản bạn đang tứ tẩm cho tâm bằng những thiện niệm, khiến cho các niệm bất thiện khó lòng sanh khởi. Thiền là việc gột dũa cho chánh niệm trở nên sắc bén, định tâm, an tuệ. thêm vài câu hỏi dưới đây bạn cần xem xét thường xuyên, đừng ngồi hay làm gì một hơi, cả về đồng hồ mà không nhận biết gì cả. Tôi đang làm gì? Tôi đang hành thiền như thế nào? Tôi đang có hành thiền đúng phương pháp không? Việc hành thiền của tôi diễn tiến như thế nào? Ban đầu bạn có lẽ cảm thấy hơi mệt mỏi khi đang học phương pháp hành thiền thuần thục. Một khi nắm bắt được pháp hành thiền với thái độ chân chánh, cả thân và tâm bạn sẽ thanh tịnh. Đau Tính tham hiện diện ngay khi bạn tự động đổi tư thế nhằm xoa so dịu cảm giác khó chịu. Mặt khác, khư cứ, cứ ngồi yên không động bằng mọi giá có thể là tâm sân đang hoạt động dĩ nhiên chẳng ai là thích những cảm giác đau đớn này có khi đau điến cả người đau dài cả mình hoặc các cơn ngứa ngáy dần dần tự nhiên sân sẽ xuất hiện trong tâm khi bạn quan sát cơn đau này bạn có thể bắt đầu ghi nhận những phản ứng đối phó với cơn đau đang diễn ra tránh không để rơi vào một trong hai thế cực mới nhuế đau liền lập tức thay đổi tư thế hay ngược lại dù giá nào cũng không hề ngọ ngoại. Liệu có phải là thiền tạp chăng? Nếu bạn cứ liên tục nhận thức cơn đau này bằng tâm khó chịu, thường trực trong tâm đang quan sát. Một vài ví dụ khác sẽ rõ hơn. Điều gì xảy ra khi bạn tức giận ai? Và ngay khi đó, tâm thức của bạn đã thủ chấp hình ảnh của người này như một đối tượng. Tương tự như thế, đau sẽ càng hoàng hoại thêm nếu tâm quan sát nó với sự khó chịu ngay khi cơn đau xuất hiện, ta bị cuốn hút và hướng đến đó. Điều này xảy ra không phải vì đây là trải nghiệm dễ chịu, mà bởi vì đây là một trải nghiệm trái mong muốn. Có thể làm gì để xử lý tình huống này? Cơn đào khá lớn lướt ở thời điểm này, nhưng cũng đừng chỉ nhìn vào nó thôi. Đừng nhìn thẳng vào cơn đau này khi xuất hiện sự phản ứng. Hãy kiểm tra tâm trước. Tâm bạn ghi nhận và nhìn nhận cơn đau này như thế nào? Tâm đang suy nghĩ thế nào về cơn đau này? xuất hiện các suy nghĩ liên quan tới cơn đau, tâm sẽ cảm thấy co thắt chặt lại và căng thẳng với sự hiện hữu của cơn đau này. thật khó chịu đựng cảm giác đau đớn này. cố nhận thấy những cảm giác trong thân và những cảm thọ trong tâm liên quan tới cảm giác đau này đang phối hợp diễn ra. Sau khi bạn đã chuyển hướng quan sát từ đối tượng cơn đau sang đối tượng tâm, bạn có thể đạt trạng thức buông xả. Thái độ của tâm đối với cơn đau có thể là từ nó sẽ hết nhanh hoặc sẽ đau dai dẳng một lúc thôi tôi chỉ cần quan sát trong chừng mực mình còn chịu đựng được tôi sẽ chỉ thay đổi qua nghi khi nó đau quá không thể nào tiếp tục quan sát như thế này vì thế khi cơn đau xuất hiện hãy quan sát tâm sẽ có cảm thọ hơi khó chịu trong đầu và ta cảm thấy khó mà chịu đựng được cơn đau này tâm khó chịu cường điệu tình trạng thêm bi đát khiến cơn đau như tê điếng đơ cứng và dày đặc trên thực tế, có khi không đau đến thế. Trong trường hợp tâm sân không xuất hiện, sẽ chỉ có những cảm giác di tế lăng tăng. Cơn đau không còn như tê điến, thậm chí cả ý niệm ban đầu của cơn đau cũng tàn biến mất. Tóm lại, nên có chút hiểu biết để hỗ trợ phần nào trong trường hợp dạng bớt đắc dĩ tình trạng vừa quá tập kiểm soát. Cố trốn tránh ngay khi cơn đau vừa xuất hiện là việc làm không chút khôn ngoan. Tâm tham chỉ thỏa mãn thay đổi tư thế hành thiền và tâm sân lại bất mãn vì sự thay đổi quan nghi này. Chỉ có tuệ giác mới nhận biết các pháp như chúng đang là. Vì vậy, bạn hãy tu tập sao cho chỉ khi nào không thể chịu đựng nổi cơn đau, bạn mới nhúng nhường, thả lỏng, thay đổi tư thế. Khi thay đổi, nhớ thay đổi trong chánh niệm. Đây cũng là một phần của thiền tập. Đức Phật chẳng bao giờ bảo chúng ta đừng cử động trong khi hành thiền. Nếu cảm thấy cần thiết, chuyển quay nghi, hãy làm như vậy. Và ngược lại, nếu sự chuyển đổi không cần thiết thì đừng thay đổi. Tuệ giác không hiện hữu trong việc gò ép kiên cưỡng bản thân phải chịu đựng cơn đau dữ dội trong thân. Dần dần, bạn có thể tăng thời lượng tọa thiền lên mà vẫn thấy mình có thể ngồi lâu hơn. Một khi tâm trong sáng và nhẹ nhàng, với thái độ chân chánh hiện diện, bạn có thể tùy ý quan sát bất kỳ đối tượng nào. Tâm thư giãn này khi nhìn cái mà được xem là đau trước đây sẽ không còn đau nữa. Khi ta bắt đầu hiểu điều này, tự động cơn đau sẽ được chấp nhận. Cảm thọ Hãy còn tâm thì sẽ có ba trạng thái của cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ, xả thọ. Những cảm thọ này dễ chịu, khó chịu hoặc trung tính. Thân vẫn còn thì sẽ có những đau đớn nhức nhối thể chất, đau ốm, bệnh tật. Điều gì quan trọng hơn muốn cảm thọ mất đi hay xem nó như đối tượng để học hỏi thế nào là chế người cảm thọ bạn chế người cảm thọ khi tâm không còn phản ứng với tham hay sân mà luôn duy trì chánh niệm và trí tuệ đó là khi tâm không có những cảm thọ dễ chịu hỉ hay những cảm thọ khó chịu ưu bất kể sự hiện diện của mọi diễn tiến đang xảy ra trong thân tâm sống trong trạng thái quân bình của xã và trí tuệ đó là ý nghĩa đích thực của sự chế ngự cảm thọ thậm chí khi mình chúng ta nói muốn quan sát một đối tượng để học hỏi thường thì có sự từ chối đối tượng không thích và có mong muốn nó biến mất đi chúng ta muốn làm cho cái mình không thích biến mất càng nhanh càng tốt nên ra sức kết liệu nó khi đối tượng làm ta hài lòng khởi lên chúng ta cố làm cho nó nấn ná lâu hơn đây là pháp chăng công việc của bạn là ghi nhận cảm thọ bất kỳ nào cũng chỉ là cảm thọ cảm thọ này không phải con người hay một thực thể nào và nó chẳng mảy may liên quan đến bạn cả bạn hãy hành thiền để nhận thấy dạng thức hiểu biết và trí tuệ này phát sinh khi bạn trừng nhận ra điều này không có gì liên quan đến cá thể bản ngã bạn sẽ không còn thấy có vấn đề gì về cảm thọ nữa nhưng sẽ là rắc rối lớn chỉ khi bạn đồng hóa cảm thọ này là chính bản thân mình là bạn vì vậy bạn hãy nhận diện thái độ tàn ẩn âm thầm xuất hiện khi cảm thọ sanh khởi bạn thực hành bởi vì bạn muốn có sự hiểu biết sân là sân đây chỉ là một pháp tự nhiên ngài squee omin đã từng nói cơn giận của bạn lớn đến mức nào bằng nắm đấm hay quả bóng cơn thịnh nộ của người trung quốc dữ dội hơn của người ấn độ à chẳng cơn sân nào dữ tợn hơn cơn sân nào bởi vì chúng chỉ là một sân là sân chúng ta quen với việc gắn khái niệm sân hận đang xảy ra ở người khác cân giận của họ và sân sẽ đến cho ta là sự tức giận của tôi đây là tà kiến trong khi chúng ta hành thiền để hiểu được bản chất chân thật của những phiền não này chúng ta vẫn không biết được khi nào ta sẽ lấy những phiền não này làm cái của mình tham và sân mỗi loại đều có bản chất riêng biệt của chúng sân thể hiện rất thô lỗ có tính chất đập phá vỡ hay quỷ diệt tham thì khác có bản chất dính mắt và chấp thủ tham chẳng muốn buông bỏ đó là bản chất của tâm khi có những trải nghiệm tốt đang xen trải nghiệm xấu và ngược lại trong quá trình chúng ta hành thiền với tà kiến và những tư tưởng sai lầm tham hay sân dễ thâm nhập vào nhưng với chánh kiến tuệ giác sẽ phát sinh trở ngại sanh khởi từ việc không trang bị đủ thông tin nền tảng đúng đắn và không hiểu biết về bản chất của tâm thành thử ra thật khó hành thiền khi không có hiểu biết thấu đáo về cách hành thiền khi ta thật sự hiểu biết pháp hành diễn ra thuận lợi nỗ lực bền bỉ chúng ta muốn có được loại chánh niệm phát triển tự nhiên từ nỗ lực bền bỉ qua từng sát na chúng ta không muốn có kiểu tinh tấn thúc ép mà nó sẽ tiêu hao thật nhiều năng lượng trong một lúc. Nhưng là trực tiêu biến mất khi chúng ta bỏ mệt. Lúc chúng ta hồi phục năng lượng, chúng ta có thể phục hồi từ sự rã rời và lại bắt đầu chánh niệm mới. Nhưng không thể nào có được sự liên tục chánh niệm theo cách thức vô chừng mực này. Bạn nên rèn luyện sự liên tiến trong chánh niệm. Khi có sự liên tục chánh niệm và tâm có thể thấy toàn bộ quá trình của đối tượng đến trước và đối tượng xảy ra sau không dùng sức khiên cưỡng tâm sẽ bắt đầu ghi nhận nhân quả chỉ cần tập trung chánh niệm trên đối tượng đang xảy ra và đối tượng sắp đến duy nhất mọi việc này ngoài ra không có việc nào khác với sự kiên trì bạn sẽ phát triển đức tính dũng cảm và sự tự tin nhất định trong chính bạn hãy thử xem nếu bạn chưa tin tôi bạn sẽ trải nghiệm hạnh phúc có thể nhận thấy điều này trong chính bạn hạnh phúc này do đâu mà có đây là niềm hạnh phúc bắt nguồn từ sự hiểu biết hay chánh niệm chánh niệm sanh đà quán tính khi chánh niệm gia đình yếu đi phiền não rất dữ dội trong tâm bạn sẽ không thể thấy pháp thực tại cho dù có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa không có sự liên tục của chánh niệm tâm nhận thấy một vài điều gián đoạn ghi nhận rồi lại thấy một vài điều nữa bạn có thể nào hiểu thấu đáo toàn bộ câu chuyện nếu bỏ lỡ vài tập của bộ phim trình chiếu trên tivi tính không liên tục không nhất quán gây khó khăn trong việc nắm bắt toàn cảnh của bức tranh khiến trí tuệ không có cơ hội phát triển đó là lý do tại sao tôi luôn nhấn mạnh chánh niệm phải liên tục và bền bỉ bà chỉ cần chánh niệm liên tục hơn nữa tạo điều kiện phát sinh quán tính chánh niệm khi chánh niệm đạt được sức mạnh tâm sẽ chánh niệm nhiều đối tượng hơn và chánh niệm tự động sanh quán tính chánh niệm bà không cần làm công việc chánh niệm trên nhiều đối tượng nữa. Giá trị của chánh niệm Khi bạn bắt đầu hành thiền, niệm định tuệ vốn đã vắng mặt trước đây lại thị hiện. Hãy trân quý sự hiện hữu những phẩm chất tâm thiện này trong tâm. Chánh niệm có giá trị gì? Chánh niệm giúp tiêu trừ những gì? Cái mà chánh niệm cởi bỏ và thay thế chính là thất niệm, vô minh, cái không biết. Chúng ta hành thiền bởi vì chúng ta muốn hiểu tường tận phiền não. Chúng ta muốn chánh niệm những phiền não mà chúng sanh khởi như pháp tự nhiên. Cái gì thiện thì đó là pháp tự nhiên, mà cái gì bất thiện cũng đều là pháp tự nhiên. Chúng ta hành thiền nhằm có thái độ chân chánh, để hiểu biết thực tại và dập tắt phiền não. Tham dẫn thêm thái độ của bạn là gì đúng hay sai bạn có hứng thú vào giây phút hiện tại này không bạn có mong muốn điều gì không tâm có thư thái không bạn đang tiêu hao bao nhiêu năng lượng tâm nghĩ gì về trải nghiệm hiện tại này chánh niệm có mặt không tâm cảm nhận như thế nào khi có chánh niệm khi thất niệm sự khác biệt giữa thất niệm và chánh niệm là gì nếu chánh niệm có mặt phẩm chất của chánh niệm là gì tại sao nó sắc bén hay suy yếu chánh niệm có liên tục không? Nhờ có chánh niệm ở sát na này đây, bạn hiểu được điều gì? Lợi ích khi có chánh niệm là gì? Tâm đang phản ứng lại những trải nghiệm như thế nào? Tại sao có lúc tâm đang khó chịu và phản ứng, có lúc lại không? Bạn cảm giác thế nào khi chú ý nhận biết một đối tượng? Phiền não có hay không ngay sát na hiện tại này? Tại sao nó xuất hiện? Tại sao nó biến mất? tâm đang hay biết gì tâm đang làm gì bạn nghĩ gì về sự tu tập của bản thân 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 cái lược một cách ngắn gọn thiền chánh niệm không phải cố dừng một tiến trình mà là thấu hiểu chân đế bản chất tự nhiên nội tại của tiến trình đó tuệ giác chỉ có được khi tâm quan sát rõ ràng tường tận các tính năng tâm thức đang tự vận hành tham và sân không hề lãng giảng xung quanh có bao giờ bạn ngẫm nghĩ thật sự giáo pháp là gì không khái lược phần sau đây là tập hợp những tư tưởng suy nghĩ kiến giải và một số tình huống nhỏ dành cho tham cứu được dịch từ các buổi tham vấn pháp nhắc pháp thời sáng và từ cuốn sách hướng dẫn nhỏ màu xanh của ngài Teja tezania bằng tiếng myanmar do các đoạn này được trích ra khỏi ngữ cảnh gốc nên thoạt xem các thiền sinh nào chưa quen với phương pháp của ngài sẽ cảm thấy khó hiểu hãy đón nhận những gì bạn hiểu ngay lập tức những gì chưa hiểu hãy để dành cho hôm sau và sau nữa bản chất của tâm là nhận biết mỗi chúng ta đã có sẵn bản chất chánh niệm này và chúng ta đang thực tập để nuôi dưỡng phát triển dung bồi thêm cho nó chúng ta chỉ cần hành pháp đúng nhiều hơn không thúc ép hoặc quá tập trung quán tính và sức mạnh của chánh niệm sẽ phát triển một cách tự nhiên khi chúng ta thực tập bền bỉ không ngơi nghỉ qua từng sát na đây gọi là chánh tinh tấn sama vajama có một sự khác biệt khá lớn giữa một tâm có chánh niệm và một tâm thất niệm loại chánh niệm đến từ sự chú tâm quá sức chỉ tồn tại ngắn ngủi còn loại chánh niệm phát triển tự nhiên từ sự thực tập liên tục hiện hữu lâu hơn và nó không dễ mất đi vì những nguyên nhân bên ngoài tác động nhiều hành giả đến trung tâm thiền với ý định nỗ lực hết sức tu tập nhằm thành tựu càng nhiều càng tốt trong một thời gian ngắn đó chỉ là công việc của tâm tham thiền là công việc lâu dài và khó khăn tu tập cả đời không ngừng nghỉ cho đến khi giải thoát rút ráo ta chỉ cần biết cách chạy thuần thục trong cuộc đua marathon này và biết cách nuôi dưỡng và tưới tẩm tất cả những phẩm chất tâm thiện nào mà mình có thể ở đây chúng tôi không ban tặng bạn giáo pháp chúng tôi dạy bạn cách nhuần nhuyễn trong nghệ thuật tu thiền đó là điều mà tôi quan tâm trong đời sống hàng ngày bạn không thể hành thiền bằng cách ép thúc chánh niệm hay dồn hết sức tu tập một cách khiên cưỡng không tự nhiên bạn đến đây để học pháp hành thiền điều mà bạn có thể vận dụng vào đời sống thường nhật khi bạn đang hành thiền có cái đang diễn ra tức các đối tượng và có cái đang hành thiền tức tâm nếu bạn chỉ hướng tâm đến cái đang diễn ra mà không để tâm xem tâm đang quán sát ra sau thì bạn sẽ không ghi nhận tham hay sân đang phát triển trong tâm tương ứng với cái đang diễn ra. Bạn sẽ bắt đầu hiểu biết thiền khi bạn hứng thú học hỏi thêm về hoạt động tâm thức, khi bạn luôn chú ý đến cái tâm đang quan sát. Trở nên thiện xảo trong thiền tập là một loại trí tuệ, nó quan trọng hơn cái gọi là thành tựu giáo pháp nó sẽ đến một cách tự nhiên một khi bạn học được cách hành thiền hãy suy nghĩ xem chừng nào ta còn muốn nhận thấy hay trải nghiệm đối tượng cụ thể nào đấy tâm tham vẫn còn đó chúng ta không thể cho rằng mình đang hành thiền khi mà chúng ta đang thực tập bằng tâm tham xen lẫn với tâm quan sát tâm thiền khi bạn mới bắt đầu chỉ chánh niệm thôi thì chưa đủ bạn cần tăng cường cho chánh niệm bằng nhiều phương tiện hỗ trợ khác chẳng hạn suy nghĩ cách bạn sẽ hành thiện ra sao điều gì đang diễn ra trong thân và tâm khi tâm ngập tràn những thiện niệm các bất thiện niệm khó có cơ hội xâm nhập vào tâm vì tâm không thể đồng thời suy nghĩ hai thứ một lúc nếu có suy nghĩ đúng không thể có suy nghĩ sai hay suy nghĩ bấn loạn hãy giao cho tâm công việc và kích thích nó làm việc đà quán tính tức chánh niệm hình thành nhờ có chánh niệm trường kỳ qua từng sát na chúng ta cần quán tính thúc đẩy để thành công trong tất cả mọi lãnh vực của đời sống như học tập thương mại sự nghiệp quán tính cũng cần để giúp bạn tu tập tấn tới nhưng hãy nhớ rằng đà quán tính chánh niệm này không sinh ra từ các việc đòi hỏi nhiều năng lượng nếu chúng ta dốc quá nhiều năng lượng chúng ta sẽ chỉ phí năng lượng đó vào cuối ngày chúng ta muốn có một đà quán tính đến từ sự tu tập vững chắc không ngừng nghỉ Bất cứ ai đã từng có kinh nghiệm làm vườn có thể thấy mối liên hệ này. Nếu muốn trồng hoa, bạn làm gì? Bạn có nghĩ rằng hoa này trồng chắc mất nhiều thời gian lắm đây. Rồi nhổ phăng nó lên không? Không, dĩ nhiên là bạn tưới nước cho nó, ủ nó trong một lượng phân thích hợp. Cây hoa tự nó sẽ làm phần diệt mọc lên tươi tốt. Bạn không thể ép nó lớn bạn chỉ tìm hiểu biết những điều kiện môi trường nào có thể giúp qua tăng trưởng tốt. Tương tự như thế, trong tu tập thiền, bạn tìm ra cách bổ sung và hoàn thiện những điều kiện nhân duyên mà chúng sẽ giúp sự tu tập phát triển. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu bạn phải thực tập bền bỉ và liên tục. Khi đà quán tính thiết lập, chánh niệm sẽ có mặt ở đó ngay cả khi bạn không muốn nó có mặt cho nên bạn cần phải thực tập ổn định suốt cả ngày hầu hết thiền sinh biết rằng họ nên thực tập một cách tinh cần nhưng rất ít người hiểu rõ cách tu tập tinh cần nhiều thiền sinh hành thiền chăm chỉ chuyên chú vào một đối tượng trên thực tế chúng ta đang thực hành để hiểu biết đúng những đặc tính ẩn chứa của đối tượng thay vì chỉ dùng tinh tấn để tu tập, chúng ta cũng cần sử dụng chánh niệm đi đôi với trí thông minh để tìm hiểu về các đối tượng này. Chỉ khi ấy, hiểu biết mới sanh khởi. Khi chúng ta nói cần có tinh tấn, loại tinh tấn mà chúng ta đề cập không phải chỉ chú tập năng lượng. Loại tinh tấn thật sự cần thiết chính là sự kiên trì, vận dụng hiểu biết, thái độ chân chánh và trí tuệ mới là cái cần thiết cho chánh tinh tấn. Thiền nghĩa là tu tập để nhận thức đối tượng khi chúng sanh khởi và phát triển trí tuệ trong cái tâm đang quan sát những đối tượng này. Tu tập thiền chánh niệm không phải là làm cho đối tượng biến mất chúng ta không hành thiền để loại bỏ đối tượng hay cố nhìn thấy hoặc tạo ra những trải nghiệm ngay hiện tại dựa theo định kiến sẵn có về thiền mà chúng ta thực tập để ghi nhận và hiểu biết bản chất của bất kỳ pháp nào đang sanh khởi nhận ra chỗ nào sai rất quan trọng chỉ khi nào bạn nhận ra cái gì sai thì lập tức bạn cũng bắt đầu hiểu ra cái gì đúng. Có rất nhiều điều có thể học hỏi từ cái bạn nghĩ là những điều kiện không thuận lợi cho thiền tập như đau khổ và bất hạnh. Đừng phán xét ngay chúng là điều kiện tốt hay xấu đối với thiền tập. Chẳng có cái gọi là thiền xấu ở đây cả. Trong pháp chỉ có cái đang diễn ra. Chấp nhận tình huống và nhận biết nó. Nếu bạn chánh niệm được đối tượng đang diễn ra thì tốt quá rồi. Nhưng mọi người hầu như chỉ chuyên chú vào cái đang diễn ra rồi tiếp tục lẫn quẩn xung quanh nó trong chuỗi phán xét kiểu như tốt, xấu, tồi tệ. Không cần thiết phải cố kiểm soát hay hạn chế chuyển động của mình chậm lại khi bạn đang hành thiền. Đừng đi chậm rề rề và cũng không quá nhanh chỉ nên bước đi khoan thai và tự nhiên làm mọi thứ bạn phải làm một cách tự nhiên suốt cả ngày bạn đang học hỏi và thực tập để biết làm thế nào bạn có thể chú tâm và chánh niệm tốt hơn đối với cái đang diễn ra khi so sánh thân và tâm này cái nào nhanh hơn tâm vì vậy thay vì làm chậm lại cường độ chuyển động trên các phần của thân. Hãy thực tập để làm sắc bén và mạnh mẽ ngũ căn quyền. Tính, tấn, niệm, định và tuệ để chúng trở thành tự nhiên. Chúng ta có thể thấy không cần nhìn, chúng ta có thể nghe thấy mà không cần lắng nghe. Chúng ta cũng có thể ngửi, không cần khục kịch mũi, cũng như vậy chúng ta có thể chánh niệm một cách tự nhiên không cần tập trung cao độ dùng sức kiên cường một khi có được chánh niệm tự nhiên chúng ta chỉ giữ chánh niệm và duy trì nó lâu dài hơn tâm thấy các pháp như chúng đang diễn ra chẳng phải đó là chánh niệm tốt hơn khi mà bạn có thể thấy tất cả điều này so với việc chỉ ghi nhận duy nhất một đối tượng khi tâm có nhiều si trạng thái không biết thật khó để quan sát dù chỉ một đối tượng thôi khi sự ghi nhận của tâm trở nên mạnh mẽ hơn nó có thể nhận biết nhiều đối tượng và thu được nhiều làn sóng của tâm hơn bởi vì sức mạnh và phạm vi trường chánh niệm hoạt động mở rộng ngay giây phút hiện tại này có rất nhiều sự sanh khởi tại sáu giác quan nếu bạn có thể chánh niệm hết khả năng thật nhiều đối tượng đây không phải là chánh niệm samasati hay sao vì vậy việc tâm có thể thấy nhiều đối tượng trong thiền quán vipassana đồng nghĩa rằng sati niệm đang trở nên sắc bén hơn sẽ thật khó cho tâm si moha sanh khởi khi tâm đang nhận biết với sự có mặt của một loại trí tuệ nào đó Điều này lý giải tại sao trí tuệ cần có mặt song hành với chánh niệm. Khi bạn đã trở nên điêu luyện hơn trong sự tu tập của mình, bạn phải nên hành thiền với sáu đối tượng bất kỳ đang sanh khởi từ ngưỡng với sáu căn môn. Thiền sinh kể cho tôi sự khó khăn ra sao khi thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày của họ bởi vì có quá nhiều đối tượng bên ngoài so dơi tại trung tâm này. Bạn nghĩ họ đang đề cập đến những đối tượng nào? Đúng vậy, có rất nhiều đối tượng khái niệm bên ngoài như xe hơi, con người, nhà cửa, dân dân. Đó là cái mà người ta chú tâm đến. Nhưng chỉ bởi vì họ vẫn chưa hiểu ra chân thật Pháp, sự thật tối hậu, Paramatha pháp chân đế ở đây thì cũng giống pháp chân đế bên ngoài thôi chỉ có sáu giác quan ứng với sáu đối tượng trong trung tâm thiền này và vẫn chỉ có sáu giác quan sáu đối tượng tương ứng trong đời sống hàng ngày không có gì thú vị hơn sự ứng dụng giáo pháp vào trong đời sống hàng ngày để tu tập Người ta không sử dụng giáo pháp được nhiều trong đời sống hàng ngày bởi vì họ không biết phẩm chất, giá trị và sự cao quý sẵn có của giáo pháp. Những ai thật sự tu tập ở bên ngoài sẽ biết được giá trị của sự tu tập này là báo vật không thể không có đối với họ. Bạn cần phải điều chỉnh những ý nghĩ này về thiền tập mình sẽ không trở về nhà, dân dân, mình sẽ quay lại trung tâm thiền khác. Hãy nghĩ ngôi nhà bạn như một trung tâm thực tập thiền. Ngay bây giờ bạn nhận thấy đi thiền hành ở đây khác với đi bên ngoài trong đời sống hàng ngày. Ở đây tại trung tâm của khóa tu này việc duy trì chánh niệm là ưu tiên hàng đầu đối với bạn. Rời trung tâm ra ngoài tâm có rất nhiều ham muốn hơn khi các ý nghĩ nhà cửa gia đình tổ ấm chi phối bạn vì vậy bạn cần bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về nhà mình thực tập trở nên suôn sẻ nhuần nhuyễn hơn khi quan điểm về nhà của bạn tương tự như về trung tâm thiền ngay bây giờ khi vừa trở về nhà mọi nhiệm vụ mà bạn cần làm bên ngoài đã chiếm ưu tiên hàng đầu rồi điều này chủ yếu là do thái độ thay đổi thái độ thay đổi cuộc đời bạn khi bạn trở ra ngoài hãy tiếp tục kiểm tra thái độ quan điểm các suy nghĩ nền tảng khi bạn bắt đầu nhìn nhận ngôi nhà của mình giống như cách bạn nghĩ về trung tâm thiền việc tu tập của bạn sẽ thuận lợi suôn sẻ có rất nhiều cơ hội để thực tập bố thí trong đời sống hàng ngày ví dụ bạn nhường đường cho một người nào đó muốn vượt qua bạn trong khi bạn đang lái xe đây không phải bố thí sau có phải bố thí chỉ là cho người ta tiền cho người nào đó chỗ ở thì sao bước sang bên và nhường vị trí của mình lại cũng là bố thí chúng ta đang hành hạnh bố thí mỗi khi chúng ta cho đi bất cứ thứ gì, không phải chỉ là tài vật. Khi tôi đang tu tập ngoài chợ, tôi để ý thấy rằng người ta không thật sự chú tâm vào đường đi của mình bởi vì tâm trí họ đầy những lo nghĩ hay nhẩm tính tiền nông trong khi đang bước đi. Có nhiều người đi lại với tâm trạng lo âu hoặc trong đầu chứa muôn vàng suy nghĩ họ đi mà cứ đâm bổ vào người tôi nhiều lần đến nỗi tôi bực mình tôi phải liên tục nhường đường cho họ chánh niệm có mặt khi tôi từ tốn bước sang bên nhường họ khi tôi cứ nhường đường như vậy tôi cảm thấy mình khởi vui thích nhường lối đi cho người khác khi bạn bắt đầu có chánh niệm bạn sẽ thấy được những điều này còn nụ cười cho không biếu không thì sao? Nó không khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc khi bắt gặp chăng? Điều gì ưa nhìn hơn trong mắt ta? Một gương mặt cầu có hay một gương mặt tươi cười? Vậy thì bố thí đâu chỉ có tiền bạc không thôi. Cho ai chỗ nghĩ cũng là bố thí. Bố thí cái bạn có thể theo khả năng của bạn. Dĩ nhiên, tất cả điều này tùy thuộc vào phẩm chất tâm nếu trạng thái tâm tiêu cực bạn chẳng muốn cho ai cái gì cả khi những phẩm chất tâm thiện bất cứ khi nào có người cần đến hay hỏi xin thứ gì bạn dễ dàng bố thí hơn chúng ta thực hành để phát triển chánh niệm và làm tăng trưởng những phẩm chất thiện trong tâm chúng ta trở nên chánh niệm nhiều đối tượng khi ngủ can quyền quân bình và đủ sắc bén để ghi nhận chúng chúng ta không thấy cái gì đó chỉ vì chúng ta muốn thấy nó chúng ta chỉ nhận thấy càng nhiều bằng với khả năng thấy cho phép cố ý dùng sức nhiều trong tu tập không nhất thiết làm tăng chánh niệm cố ý trồng hoa hoa ủ rũ, vô tâm tiếp liễu liễu sanh ung quả thật không sai chúng ta sẽ chỉ tổn hao năng lượng đó thôi chỉ khi trí tuệ kết hợp với chánh niệm chúng sẽ làm cho tâm thêm vững mạnh khi chúng ta hành thiền với thái độ đúng và có được chánh kiến tâm của chúng ta và các căn quyền tính tấn niệm định tuệ sẽ được cải thiện dung bồi thêm ý chí để tiếp tục tu tập ngược lại thực tập với những thái độ bị phiền não chi phối sẽ khiến cho thân tâm càng mệt mỏi chúng ta cũng cảm thấy chán ngán tu tập và dần dà sẽ mất đi ý chí tiếp tục hành thiền tại sao giáo pháp và sự tu tập không theo thiền sinh đi vào trong đời sống hàng ngày của họ tại sao thiền sinh không giữ ý chí hành thiền liên tục và miên mật đó là bởi vì nhiều thiền sinh đến trường thiền với thái độ để nghỉ ngơi khoay khỏa chứ không phải để học cho thiện xảo cách tăng trưởng sự hiểu biết một thiền sinh hành thiền với mục đích đạt sự yên tĩnh có thể sẽ hết lòng hành thiền một khi đạt được trạng thái đó ngược lại nếu một thiền sinh thực tập để hiểu biết chân lý người này sẽ không ngơi nghỉ khi hiểu tường tận nếu thiền sinh trở nên nhu nhuyễn trong việc phát triển hiểu biết họ có thể hành pháp khắp mọi nơi thật vậy khi tâm trong trạng thái yên tĩnh và ổn định chính là lúc sử dụng trạch pháp sẵn sàng thực tập giới trí thông minh và sẵn sàng nghiên cứu và học hỏi về bất kỳ đối tượng nào đang sanh khởi nếu chúng ta không nhận ra rằng đây là cách để tiến hành ngay tại thời điểm này tâm yên tĩnh thì tâm tham sẽ len lỏi vào và hưởng thụ trạng thái yên tĩnh này đây chính là điều nhiều thiền sinh mắc phải tại sao chúng ta đang hành thiền có phải chúng ta hành thiền để làm tâm lắng dịu xuống hay có phải chúng ta thực tập pháp để hiểu biết dạng pháp như chính bản chất tự nhiên sự khinh an không phải cứu cánh mà là hiệu ứng phụ trong thiền chánh niệm khi chúng ta hiểu biết bản chất pháp rất thâm sâu sự khi an xuất hiện như một phần của trí tuệ này thiền sinh có khuynh hướng nhắm mắt khi họ muốn hành thiền nhiều thiền sinh thực tập rất lâu mà vẫn còn chưa lão luyện trong hành thiền khi nhìn thấy trò chuyện vì họ không thực tập nhiều trong lãnh vực này cứ giữ đôi mắt bạn nhắm hay mở cũng được không quan trọng điều cốt yếu chính là chỗ tâm thiện hay bất thiện nhìn và thấy đều như nhau bạn có thể thấy mà không cần nhìn hay không đặt vài câu hỏi trong khi hành thiền sự hứng thú óc thẩm tra và trí hiếu kỳ có thể quyết định trường hoạt động chánh niệm hẹp rộng ra sau nếu bạn giới hạn bản thân ở những câu hỏi mà chúng ta thảo luận thì nó chỉ dẫn bạn tiến đến chừng đấy thôi trong những ngày đầu thực tập của tôi tôi đã nghe người ta nói quá nhiều về bản chất vô thường tôi tự hỏi liệu có cái gì là trường tồn không tôi thử nghiệm rồi nhìn lại tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời mặc dù nó có thể đang ở đó trong đời khi bạn chỉ chờ đợi và quan sát sẽ có nhiều chánh niệm trên nhiều đối tượng cũng như chánh niệm trên tâm đang nhận biết các đối tượng này bạn sẽ biết chắc chắn khi nào chánh niệm có mặt và bạn cũng sẽ biết chắc chắn khi nào chánh niệm vắng mặt ban đầu chánh niệm sẽ dẫn dắt sau thời gian tu tập và sau nhiều lần tuệ minh sát sanh khởi chánh niệm và trí tuệ song hành với nhau về sau nữa trí tuệ sẽ dần dắt để điều này xảy ra thật chẳng dễ dàng chúng ta cần thu thập nhiều thông tin giữ và duy trì chánh niệm liên tục khi chúng ta đang thực tập song hành chánh niệm và trí tuệ tại sao ta phải tu tập chúng ta tu tập vì phiền não rất nhiễu loạn. Chỉ cần quan sát tâm bạn thôi, bất cứ điều gì xảy đến, tham và sân đã có mặt rồi phải không? Hay đó là chánh niệm và trí tuệ? Tâm cảm thấy ra sao khi có những trạng thái tâm bất thiện? Tâm cảm nghiệm gì? Bạn cảm thấy bất mãn và thất vọng với trải nghiệm này? Hay bạn có thể chấp nhận những gì đang diễn ra một cách chân thật như nó là. Tiếp tục tu tập với thái độ sai chỉ làm tăng thêm bực dọc sân hận, làm cho bạn dần chán nản trước tình cảnh. Khi có thái độ chân chánh với trí tuệ, tâm có thể chấp nhận dạng pháp như chính dạng pháp. Nhưng hãy nhớ rằng trong khi trí tuệ chấp nhận bất cứ cái gì đang xảy ra như là đối tượng thì trí tuệ không chấp nhận những phẩm chất tâm bất thiện hiện diện trong tâm đang quan sát một thiền sinh anh ta luôn quan sát tâm của mình sẽ nhận biết được mỗi trạng thái tâm sở bất thiện sanh khởi dường như có rất nhiều trạng thái tâm này đang sanh khởi nếu thiền sinh này nhìn nhận cái đang diễn ra với thái độ sai rằng đây là những dòng tâm suy nghĩ của mình thiền sinh ấy sẽ bị khổ sở khi chánh niệm và trí tuệ phát triển trên cơ sở thái độ chân chánh hiện hữu thiền sinh này thậm chí có thể cảm thấy niềm vui thích trong việc ghi nhận những trạng thái tâm chân thật như chúng đang là đây là một minh họa tương tự nếu một cảnh sát có thể bắt được tên trộm mỗi lần y trộm đồ, anh ta có thể sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh. Ngược lại, nguy cơ bị giáng chức hạ bậc chực chờ trước mặt nếu anh ta cứ liên tục để sống tên trộm. Ở đây, tên trộm luôn trộm đồ. Có phải bạn sẽ cảm nghiệm đối tượng bằng sự phiền não bất cứ khi nào chúng sanh khởi? Hay bạn sẽ quan sát bằng trí tuệ hãy ghi nhận bằng chánh niệm và trí tuệ nếu không như thế phiền não sẽ chiếm hữu lấy sát na trải nghiệm đó khi bạn ghi nhận suy nghĩ chỉ là suy nghĩ tâm trở nên sáng suốt tâm trở nên sáng suốt nhờ có chánh niệm nếu không khi tâm không chánh niệm suy nghĩ đang diễn ra nó trở nên mơ hồ không sáng suốt suy nghĩ không gây ra vấn đề gì cả khi bạn có thể nhận ra nó là một đối tượng giống như bạn nhận ra hơi thở là một đối tượng bạn có lẽ đã nghe nhiều người bảo rằng có quá nhiều suy nghĩ sẽ không tốt làm cho tâm bạn không có định đừng phán xét hay nhận định phụ thuộc vào đối tượng điều quan trọng hơn chính là chánh niệm có mặt nếu có chánh niệm thì tốt đối tượng chẳng hề liên quan gì đến bạn. Nếu chánh niệm mạnh, suy nghĩ sẽ tự giảm dần. Thậm chí đến mức chúng ta chỉ đang thảo luận về sự giảm suy nghĩ ở mức độ thô trên bề mặt tâm thức. Những suy nghĩ liên quan đến cái đang xảy ra tại nhà hay những chuyện lạc vặt chưa làm xong là dạng suy nghĩ căn bản ở mức độ bề mặt. Khi chúng giảm dần và bạn thấy nhiều dòng suy nghĩ di tế hơn dường như có rất nhiều thứ đang diễn ra bạn để ý thấy càng có nhiều suy nghĩ đang diễn ra ở mức độ di tế những suy nghĩ này dường như sẽ gia tăng tâm đang nói chuyện từ giây phút bạn thức giấc đến khi bạn đi ngủ thỉnh thoảng nó rất ồn ào tâm nói gì ngay khi bạn thức giấc có phải là tôi muốn đi tè không? Thật ra, đây là những suy nghĩ chỉ có thể nhận thấy được khi chánh niệm Sati và định Samadhi mạnh. Tâm đang định danh nhiều thứ, đánh giá, đọc ký hiệu hay các con số, nói chuyện hay diễn dịch ý nghĩa. Khi chánh niệm yếu hơn, bạn không thể thấy tâm đang làm việc mỗi khi có sự tiếp xúc với các đối tượng. Bạn chỉ có thể thấy suy nghĩ di tế này khi chánh niệm và định mạnh. Có rất nhiều suy nghĩ và chúng sanh diệt rất nhanh. Đằng sau cuộc đối thoại của tâm thức, có vài tư tưởng đang làm việc ở đằng sau của tâm đang nói đó. Tham nói theo cách của nó và sân cũng nói theo cách của nó bạn có thể nhận ra những điều này mới bắt đầu thực tập tâm của bạn sẽ lấy câu chuyện là một đối tượng sau đó khi bạn thấy suy nghĩ chính nó là một đối tượng bạn không màng để ý đến câu chuyện tâm thấy bản chất suy nghĩ và những suy nghĩ là các đối tượng để nhận biết chúng ta không đạt cái gì đó chỉ vì chúng ta muốn có nó hay nhờ vào cái cách mà chúng ta muốn có nó chúng ta chỉ có thể nhận được nhiều nhất khi các nhân duyên hội đủ cho cái gì đó xảy đến hoặc là chúng ta bỏ hết công sức vào sự tu tập nhiều đến mức nào mà thôi tùy thuộc vào khả năng của chúng ta khi chúng ta hiểu được điều này cái ham muốn có được điều gì hay đạt được trải nghiệm nào đó sẽ dần giảm đi thay vào đó sẽ là một ước vọng thiện muốn nhờ vào sự thiền tập mà trở nên thuần thuộc trong việc gieo trồng những duyên lành nhằm hoàn thiện các nhân đối với những ai đang tìm hiểu giáo pháp có bao giờ bạn ngẫm nghĩ giáo pháp thực sự là cái gì không không dễ dàng thấy được chân tâm khi bạn đã thấy tâm không dễ để hiểu được bản chất sanh khởi phiền não thậm chí còn khó hiểu hơn nữa bạn phải luôn luôn lúc nào cũng hứng thú đến tâm và liên tục tìm hiểu về nó yếu tố quan trọng nhất ở đây là có thái độ chân chánh cái gì đang diễn ra là pháp tự nhiên một đối tượng cần phải nhận biết và quan sát một khi có chánh kiến và thái độ đúng hãy tin cần với chánh niệm từng sát na một đừng can thiệp vào đối tượng hãy để cái gì đến cứ đến bởi vì việc đó chẳng hề liên quan đến tôi cả với sức đẩy quán tính trường chánh niệm trải rộng ra và trí tuệ chắc chắn sẽ theo sau khi tâm đang quan sát phát triển thành sức mạnh và trí tuệ nó sẽ bắt đầu thấy được những biến tấu muôn hình dạng trạng của phiền não. Còn bây giờ, tất cả những ngõ ngách trong tâm đã được hoạch định sẵn bởi phiền não. Vì tâm thức của chúng ta từ vô thị đến nay đã là đất dụng võ của chúng. Trí tuệ mới nổi lên sẽ không đủ bảnh để áp chế những quỹ đạo phiền não dây quanh nó. Nhưng cũng đừng buồn nản về việc này bạn có thể nghiên cứu và học hỏi từ mỗi trải nghiệm miễn là có chánh niệm hầu hết người ta chú tâm đến khái niệm sự thật tối hậu không thể quán trạch bằng một tâm đầy vô minh chánh niệm biết đối tượng đang diễn ra hay đang sanh khởi nhưng chỉ có một trí tuệ mới xuyên thấu thực tại của dạng pháp đang sanh khởi để hiểu được những đặc tính tự nhiên của chúng hãy nghĩ về điều này nếu chúng ta hành thiền với tâm định mạnh và chấp chặt khái niệm nhưng không có chánh kiến mà không hiểu biết về phiền não để có thể khéo léo làm nó suy yếu và ít dần đi thì tâm định này có thể tạo ra bất cứ trải nghiệm nào chúng ta muốn nó có thể tạo ra bất cứ thứ gì kể cả khái niệm niết bàn nipana nếu nó tập trung cao độ cho nên tôi rất cẩn trọng đối với loại định này nó có thể tạo ra bất cứ điều gì nó muốn bạn sẽ chỉ bám chặt lấy khái niệm nếu tâm cuốn theo câu chuyện quá khứ và tương lai chỉ có trong mạch chuyện bản chất của cái đang diễn ra chính là chân tâm và hoạt động của tâm đang sanh khởi trong sát na hiện tại này. Do đó, nếu bạn biết có suy nghĩ khi có suy nghĩ, thì chánh niệm đã ở đó. Đừng dối dàng cho rằng tâm đang dao động khi bạn nhìn thấy những suy nghĩ. Có chánh niệm bởi vì tâm có mức độ tỉnh tại nào đó. Chỉ khi không có chánh niệm bạn mới có thể nói tâm không yên tĩnh nhưng miễn là tâm chánh niệm suy nghĩ thì đã có một sự an định nào ở đó rồi rất hiếm có sự thiền tập chánh niệm thực sự đức phật đã dạy chúng ta chánh niệm và tin cần vì ngài biết rõ mức độ vô biên của vô minh nếu cố thử ngưng hành thiền một lúc rồi bạn sẽ thấy sức bạo phát của phiền não đừng bao giờ bỏ cuộc tâm có thể và sẽ tạo ra rất nhiều thứ và sẽ tin những điều nó đã tạo ra. Nếu nó chưa từng thấy những mức độ rất di tế của tâm. Đến đây, tôi xin chia sẻ về cách trí tuệ và tưởng hoạt động như thế nào. Bạn nghe một âm thanh cho rằng tâm đã nhận ra âm thanh là một đối tượng vì vậy khi bà nghe âm thanh này không phải tâm đã diễn giải âm thanh này là tiếng chim hót tiếng chuông hay tiếng dế kêu hay sao tưởng suy diễn âm thanh và tạo ra ý nghĩa của nó trong khi đó trí tuệ nhận biết âm thanh chỉ là âm thanh có phải bà nghĩ điều này diễn ra tuần tự từng việc một không tất cả liên đới nhau đồng loạt diễn ra cùng một lúc khi bạn thấy những phần khác nhau của tâm đang làm việc như thế này lập tức bạn sẽ nhận thấy rất nhiều đối tượng không cần hành thiền dựa trên âm thanh và khái niệm của nó một cách riêng biệt chúng cùng diễn ra và tâm đã biết điều đó có phải chúng ta đang cố gắng loại trừ khái niệm không hãy nhớ rằng chúng ta không thực tập để loại bỏ khái niệm tưởng đi chúng ta chỉ cố gắng giảm tâm đang nhận khái niệm làm đối tượng nhưng khái niệm cũng cần có mặt ở đó không có khái niệm chúng ta thậm chí không thể đi được hay bước trên từng bậc thang khi ta bước bậc thang tưởng đã ghi nhớ khoảng cách từng bậc thang chỉ thử bước thêm xa hơn vài phân so với bước chân thường ngày mà xem chúng ta sẽ dấp té ngay những gì chúng ta đang làm là chỉ hướng tâm định pháp chân đệ tưởng làm công việc ghi nhớ ngay giây phút có sự tiếp xúc với một đối tượng khi có sự tiếp xúc với một đối tượng đã có tưởng với đối tượng đó rồi làm thế nào chúng ta có thể xóa bỏ sự diễn dịch này khi nó chỉ là một phần tự nhiên của tâm thiền sinh cố chỉ ghi nhận âm thanh chỉ là âm thanh âm thanh âm thanh và có thể làm được điều này nếu có sự tập trung thiền sinh hoàn toàn mất khái niệm về chim hót hay giấy gáy trong tiến trình và cho rằng họ đang hiện hữu trong sát na hiện tại theo cách này. Thực sự, đó không phải là sát na hiện tiền khi mà chúng ta đánh mất mọi sự ghi nhận xem đối tượng là gì và những cơ hội cho trí tuệ phát sanh trong sát na đó. Một thiền sinh tu tập bằng cách chỉ nhìn thấy, thấy nghe, nghe, đã nhận ra rằng anh không thể tiếp tục tu tập thêm phút giây nào một khi rời khỏi trung tâm thiền. Tại sao? Chúng ta cần tưởng để vận hành. Chẳng phải chúng ta không cần biết giá một sản phẩm mà mình bán hay sao? Làm thế nào bạn có thể trả lời những câu hỏi mà không cần dùng đến khái niệm hay nếu chúng ta chỉ nghe âm thanh không có suy niệm gì về ý nghĩa của những âm thanh đó đó không phải là cách giáo pháp vận hành chúng ta nhận biết tâm đang biết thức chúng ta ghi nhận nhiều tác ý chúng ta biết tâm đang cảm nhận nhưng có lẽ chúng ta không nhận ra tưởng đang hoạt động như thế nào hầu như chẳng mấy ai nhận ra hoạt động của tưởng lấy ví dụ khi gặp người nào đó lần đầu tiên bạn có nhớ ra anh ta không nếu hôm sau gặp lại làm thế nào bạn nhớ ra bạn nhớ ra là nhờ hoạt động của tưởng bạn sẽ hiểu được điều này và nhận ra nó thấu đáo nếu bạn quan sát những hoạt động của tâm dĩ nhiên nếu bạn hành thiền theo cách tập trung vào một đối tượng làm cho tâm không thể nghĩ cũng sẽ không có sự liên hệ giữa khái niệm với đối tượng nhưng làm như thế trên căn bản là đang cố gắng dừng lại một tiến trình tự nhiên và dừng tưởng đang làm việc không thể suy nghĩ thật chẳng có chút trí tuệ nào trong đó cả không có sự suy diễn ý nghĩa chỉ bởi vì tưởng đã bị đè nén nhưng cũng sẽ không có hiểu biết sâu xa hơn nữa về đối tượng hay tâm cũng như những mối liên hệ nhân quả. Dĩ nhiên, tham hay sân không thể len lỏi vào, nhưng còn tâm si thì sao? Si có mặt đầy ra đó. Vì vậy, trong quan sát, Đừng cố chia trẻ ngũ quẩn ra thành sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thay vào đó, bạn có thể thấy mỗi uẩn đang làm công việc riêng của chúng. Ví dụ, bạn dỡ mái nhà của một nhà hàng ra và nhìn kỹ từ trên xuống. Bạn sẽ thấy ông chủ ngồi tại quầy thu ngân, người hầu bàn rảo quanh, thực khách đang ăn và đầu bếp đang nấu nướng trong bếp. Có phải mỗi người chỉ bắt đầu phần gì của mình khi nào người kia làm xong phận sự của mình? Không! tất cả đều đang diễn ra nhịp nhàng cùng lúc ngũ uẩn cũng vậy tóm lại thiền chánh niệm không phải là dừng một tiến trình đang diễn ra mà là sự hiểu biết chân đế sự thật hay thực tại của tiến trình đó nhiều người cố dừng hay cắt bỏ những tiến trình khi họ thấy có quá nhiều khái niệm trí tuệ không thể phát sanh theo cách đó trí tuệ đến chỉ khi nào ta có được cái thấy thấu đáo các chức năng của tâm đang vận hành theo tính năng riêng của chúng và tham hay sân không đuổi theo cận kề phía sau chúng thực tập nhiều hơn bạn có thể nhận thấy đối tượng tâm cảm nhận như thế nào nó phản ứng ra sao và nó đang hoạt động như thế nào lúc mới bắt đầu bạn có thể ghi nhận lần lượt đối tượng rồi đến tâm, đến đối tượng, đến tâm vân vân. Cách bạn thiền tập phải nâng dần cấp độ. Bạn có đánh dần tập đọc ở phổ thông như cách bạn đánh dần tập đọc hồi tiểu học không? Bạn có vẫn đọc như thời phổ thông khi đã vào đại học? Lúc ở trường và tốt nghiệp rồi có đọc giống nhau không? Cách nhìn chữ của bạn cần phải thay đổi cũng như thế cách bản hành thiền cũng diễn tiến để tương xứng sức mạnh của trí tuệ ở trong tâm không cần thiết cứ quẩn quanh với cách ghi nhận mỗi đối tượng theo kiểu đánh dần mờ eo meo quyền mèo mà chỉ cần nhận thức được đó là mèo ngay bây giờ tôi thấy các thiền sinh lần đầu đến khóa tu và họ bắt đầu dưới một đối tượng lần sau họ đến khóa tu Họ lại bắt đầu với một đối tượng. Có thật cần thiết phải trở lại cấp độ này khi mà bạn có thể thấy đối tượng, tâm cảm thọ, tâm biết tất cả đang phối hợp hoạt động. Thiền sinh, chúng còn vẫn chưa đến cấp độ đó. Bạn có biết tại sao bạn chưa ở giai đoạn đó không? Cần có sự liên tục và đà quán tính trong chánh niệm bởi vì nếu không có sự liên tục của chánh niệm sẽ không sinh ra đà quán tính và như thế trí tuệ không thể phát triển liên tục đó là công việc của cái tâm nhận biết đối tượng là đối tượng tâm là tâm và nhận biết chúng đang vận hành ra sau khi trí tuệ lớn mạnh hơn nó không còn tu tập theo cách thức cũ nữa nó thấu hiểu ngay trong khoảnh khắc mà nó thấy thầy tôi đã từng dạy rằng chúng ta đừng gán khái niệm vào những trải nghiệm các đối tượng bằng những đặc tính mà những đặc tính trở nên rõ ràng trong tâm nếu chúng ta nghĩ về những đặc tính rồi chúng ta cuốn theo đối tượng nghĩ rằng đây là vô thường đây là khổ đây là vô ngã người ta muốn gán thuộc tính vô thường khổ vô ngã cho chút ít trải nghiệm ít ỏi của họ trên thực tế những đặc tính của sự tồn tại là những tuệ giác vô thường khổ vô ngã những tuệ giác này trở nên rất rõ ràng thấu đáo đối với tâm chỉ trong một khoảnh khắc nhận thấy tương tận rốt ráo khi mà các duyên hội đủ và chín muội và không ai có thể chối cãi trí tuệ đó những tuệ giác này không xuất hiện qua quá trình tư duy thật sự ngã hay cái tôi chỉ là một ý niệm một niềm tin bạn cần được giảng về nó nhưng phải tự mình chứng nghiệm nó khi bạn trải nghiệm nó sự hiểu biết này sẽ khai sáng bạn trước lúc đó tôi không thể nói gì nhiều về nó với bạn tôi chỉ có thể nói khi bạn đã trải nghiệm nó khi ấy thì bạn sẽ thấu đáo và nó rất rõ ràng nhưng trước lúc đó nó vẫn chỉ là dạng tri thức thiền sinh kể rằng tâm lang thang bên ngoài hoặc suy nghĩ của họ cứ hướng về gia đình nhà cửa trong khi đang ở tại trung tâm tâm dùng không có bản chất lang thang bên ngoài đến đây hay trở về nhà trên thực tế suy nghĩ và ký ức về gia đình chỉ khởi lên trong tâm rồi chúng cũng sẽ tự diệt đi bạn cần có cách quan sát tâm đúng ngay khi mới bắt đầu tu tập tâm chẳng ra ngoài cũng chẳng dạo quanh đâu đó nếu bạn có khái niệm rằng tâm lang thang hay tâm đi ra ngoài chơi lúc đó bạn cũng cần sử dụng nhiều năng lượng để mang nó trở lại. Sẽ thật mệt mỏi. Niềm tin lệch lạc ẩn tàng sâu thẳm trong bạn, cho rằng cần phải đem trở lại cái tâm đã bỏ ra ngoài. Và chính cái niềm tin này cũng đã khắc họa tâm là một thực thể trường tồn, mà dĩ nhiên là không phải. Tâm chỉ bản chất sanh khởi hay diễn ra Cách đúng để nhìn nhận tâm là nhận thấy rằng những suy nghĩ chỉ sanh khởi theo bản chất riêng của chúng. Chỉ có cách chứng nghiệm bằng chánh kiến rằng tâm chỉ sanh khởi, sanh khởi và vẫn chỉ sanh khởi thì trí tuệ sẽ bắt đầu hiểu được bản chất vô thường. Trải nghiệm sanh diệt rất khác so với hiểu biết về sanh và diệt. Một hành giả có thể trải nghiệm sanh và diệt nhiều, rất nhiều lần mới chứng nghiệm được điều này. Điều chúng ta cần là sự hiểu biết và trí tuệ. Thiền sinh có khuynh hướng theo đuổi những trải nghiệm dựa trên lời khuyên của người khác và lập tức cho rằng tôi đã thấy vô thường. Loại vọng tưởng đó bằng trí tuệ non nớt kết thúc đạo lộ ngay tại đó khiến cho những chứng nghiệm khác khó mà tiếp theo sau vậy thì có thể có được sự hiểu biết thật sự không hãy lưu ý rằng phiền não cũng có thể thấy hoại diệt ví dụ một tâm tham có thể thấy sự hoại diệt trong khi ăn và hệ quả là nó muốn ăn thậm chí còn nhiều hơn nữa liệu chúng ta có thể nói rằng đó là vô thường mỗi lần chúng ta thấy sanh diệt vừa rồi tôi đã chỉ cho bạn thấy tâm tham cũng có thể nhìn thấy hoại diệt ra sau xin đừng kết luận rằng bạn đã hiểu bản chất của pháp sanh diệt sau khi chỉ nhận thấy được chút đỉnh ít ỏi sự khẳng định tâm thức rằng mình đã hiểu ngay lập tức đóng cánh cửa nhận biết của tâm lại không thể tiến xa hơn sự hiểu biết thật sự sẽ sanh khởi khi tâm sẵn sàng sau rất nhiều rất nhiều lần trải nghiệm bạn có trách nhiệm phải trao dồi chánh niệm và chánh kiến trên thực tế trải nghiệm giống nhau không lặp đi lặp lại mỗi một trải nghiệm chỉ đến một lần trong sát na này bạn nghĩ rằng việc gì đó là một trải nghiệm cũ đang lặp lại chỉ bởi vì tâm đã chụp lấy ký ức của những trải nghiệm đã qua gắn vào trải nghiệm mới này đây đều là những khái niệm đang vận động pháp chân địa luôn luôn mới mỗi một trải nghiệm sanh khởi một lần duy nhất ngay trong sát na hiện tại này công việc của bạn là nhận biết một trải nghiệm ngay khi nào nó sanh khởi ví như bạn có thể nhẫn nại chịu đựng nếu một con mũi cắn bạn một lần hay không? Có thể. Thì nếu hai con mũi cắn bạn thì sao? Không, bạn không thể nhẫn nại chịu đựng nữa. Đó là do bây giờ bạn đang nghĩ, ôi, sao mà nhiều mũi quá vậy? Tất cả đều chỉ là khái niệm, nhiều hay lâu, cũng chỉ là khái niệm điều quan trọng hơn cả một trải nghiệm chính là sự hiểu biết về trải nghiệm đó chỉ những ai trạch pháp hoặc tìm hiểu mới có thể chứng nghiệm điều này bạn thường bắt đầu với những câu hỏi như sau đây là cái gì cái gì đang xảy ra tại sao nó xảy ra liệu có thể có sự hiểu biết mà không hề sử dụng loại tuệ quán trạch pháp này không thiền minh sát là một loại thiền chú trọng trao dồi trí thông minh và trí tuệ để phát triển thêm trí tuệ. Đối tượng là gì và tâm là gì? Bạn có biết điều này một cách thấu đáo không? Bạn cần phải nhận ra điều này trong khi bạn đang tu tập. Đây là những dạng thức pháp mà bạn muốn tham vấn, trạch pháp và nghiên cứu bằng một trạng thái tâm thật cởi mở và hiếu kỳ. Sự hiểu biết của bạn thậm chí sẽ thấu đáo hơn khi bạn thực tập trạch pháp trong điều kiện tâm yên tĩnh. Có phải bạn đang chánh niệm trên một đối tượng, bao nhiêu đối tượng bạn có thể nhận biết trong một sát na? Chẳng phải các đối tượng sanh khởi tại sáu căn môn hay sao? Hãy thử quán trạch pháp xem. Nếu bạn chỉ nhận biết những gì đang xảy ra ngay tại lỗ mũi thôi mà bỏ quên mọi đối tượng khác, bạn có thể nào nói rằng mình an trú viên mãn trong sát na hiện tại này? Bạn chỉ có thể cho rằng mình thật sự an trú trong hiện pháp khi mà bạn chánh niệm tâm và đối tượng tức danh sắc shak, trong sát na đó. Bạn có thể nào cho rằng mình chánh niệm khi tâm chỉ nắm bắt được một nhưng lại bỏ lỡ đi 99 đối tượng khác. Hãy suy nghĩ về điều này. Chỉ khi bạn trở nên chánh niệm nhiều đối tượng, nhiều diễn trình danh sắc thì bạn mới có thể nói rằng mình chánh niệm. Đa phần thiền sinh hay than rằng thật khó để duy trì chánh niệm. Thật ra thì để có hay duy trì chánh niệm không khó quá như bạn tưởng mọi người chỉ nghĩ nó khó bởi vì họ không có chánh niệm trên đối tượng họ ưa thích bạn có thể có chánh niệm với bất kỳ đối tượng nào đang sanh khởi đối tượng không quan trọng điều quan trọng hơn là phải có chánh niệm trong tâm và bạn phải biết cách làm thế nào duy trì nó vậy nên làm thế nào bạn giúp chánh niệm phát triển bạn hãy làm được điều này bằng những cách sau Trở nên thuần thuộc trong tu tập Biết cách làm thế nào để duy trì tu tập Và biết cách làm thế nào để phát triển trong thiền tập Những điều này là các dấu hiệu của trí tuệ Sẽ luôn luôn có sự tiếp xúc với những đối tượng Nhưng phiền não sẽ không có cơ hội sanh khởi nếu có chánh niệm tâm an định tuệ vững mạnh việc bạn phải làm là tin cần phát triển mạnh mẽ những phẩm chất tâm niệm định tuệ có phải bạn đang khát khao giáo pháp hay bạn muốn học cách để hành thiền? tham chỉ muốn có giáo pháp là kết quả cứu cánh ngược lại sự thuần thuộc và tu tập đúng phương pháp sẽ phát triển sự tự tin bản lĩnh và trí tuệ bạn muốn có giáo pháp nhưng lại không thấu triệt giáo pháp tại sao vậy bởi vì những gì bạn đang làm là sai việc tu tập còn khiếm khuyết hoặc bị bỏ sót no không đầy đủ cái trí tuệ hiểu được cách thức tu tập thuần thục còn non nớt khi loại trí tuệ biết pháp tu tập thuần thục này hoàn thiện thì sự thông suốt giáo pháp sẽ tự nhiên đến. Nếu bạn đang tận tâm tu tập nhưng không thấy được những thành quả tương xứng với công sức bỏ ra, hãy đặt câu hỏi, thẩm tra, tìm hiểu xem yếu tố nào đang xảy ra, thảo luận với các vị thầy thông tuệ. Những cách này sẽ giúp ta điêu luyện trong thiền tập. Dài thiền sinh thuộc cho tôi biết, định của họ biến mất khi họ ngáp nuốt nước miếng hay di chuyển đây là loại định gì không thể xem đó là sự an định của tâm nếu nó có thể dễ dàng bị quấy nhiễu đây là loại định yếu dễ lung lay nó chỉ sanh lên trong những trải nghiệm thuận lợi định liên tục bền vững và mạnh mẽ phát triển ở nơi thiền sinh có chánh niệm tự nhiên trên bất kỳ kinh nghiệm nào đang sanh khởi hay thiền sinh thấy dạng pháp là cái gì đó để chánh niệm bằng trí tuệ tâm sẽ tự động làm công việc của nó cho dù chánh niệm có mặt hay không có mặt không có chánh niệm tâm sẽ làm việc theo đơn đặt hàng của phiền não nhưng với đúng chánh niệm tâm sẽ làm công việc của trí tuệ một thiền sinh thuật lại chi tiết rằng cô ấy nghĩ cô ấy chánh niệm trong khi ăn chỉ để nhận ra sau bữa ăn cô đã đang ăn với tâm tham bàn một chút về kinh nghiệm trên làm thế nào cô ấy có thể nghĩ rằng mình có chánh niệm khi lại không có chánh niệm điều gì xảy ra trong tâm đó là bởi vì cô ấy đã không thường xuyên kiểm tra xem cái gì đang sanh khởi trong tâm mà chỉ lo chú ý đến quá trình ăn uống không thôi đó cũng là bởi vì cô ấy đã không hướng đến tâm thiền tức tâm thiền là tâm chánh niệm nhận biết những hoạt động của tâm một thiền sinh khác trình pháp khi con thấy thiền sinh khác đang ăn không có chánh niệm chút nào và ăn với tâm tham con trở nên chánh niệm nhiều hơn và chánh niệm của con tăng dần người hữu trí sẽ tận dụng kinh nghiệm để phát triển niệm định tuệ người kém trí sẽ chỉ phản ứng với tâm sân trong cùng tình huống sự hiểu biết về giáo pháp của chúng ta sẽ tăng trưởng khi chúng ta dùng chánh niệm và trí tuệ bất cứ khi nào chúng ta thấy nghe hoặc tiếp xúc với đối tượng quan trọng hơn cả là phải luôn có chánh niệm và trí tuệ phải được chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ hoàn cảnh nào trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc và phát triển tâm để có thể chứng nghiệm bản chất tự nhiên của dạng Pháp ngay đây và bây giờ, mọi lúc và mọi nơi. Bạn ngủ như thế nào? Ở đây tôi không có ý hỏi bạn từ thi nằm sắp, bên hay ngửa. Tôi muốn hỏi về tâm của bạn. Có phải bạn buông bỏ mọi thứ khi bạn ngủ hay bạn đang trằn trọc suy nghĩ? Có chánh niệm không đôi khi tôi thích hỏi thiền sinh như cách mà thầy tôi đã từng hỏi tôi con có nhận biết đối tượng cuối cùng nào trước khi rơi vào giấc ngủ không hay ngay khi thức giấc con ghi nhận đối tượng đầu tiên nào điều này chỉ cho bạn thấy bạn nên hành thiền như thế nào mãi đến sát na cuối cùng khi bạn rơi vào giấc ngủ và bắt đầu trở lại ngay khi bạn thức giấc chỉ trừ khi bạn đang ngủ còn lại mọi giây phút đều là thời gian cho việc hành thiền khi bạn thức giấc bạn có nhận ra rằng tâm tỉnh táo khi nào bạn lần đầu nhận ra tâm mình tỉnh táo bạn có thật sự biết ngay lúc đó không dĩ nhiên là thiền sinh thức giấc nhưng vẫn chưa nhận ra họ đã thức giấc nhiều người sẽ bắt đầu làm gì đó trong phòng mà không nhận ra được họ đang tỉnh táo chánh niệm vẫn chưa thức dậy vài thiền sinh có lẽ nhận ra tâm tỉnh táo nhưng lại quên nó ngay chánh niệm chỉ trở lại khi họ vào đến thiền đường vì vậy đây là sự gợi ý tu tập ngay khi bạn thức giấc đừng bắt đầu làm gì hết ngài uzhoutika khuyên ta nên chánh niệm hít vào thở ra chừng 4 đến 5 phút khi thức giấc. Tâm sẽ trở nên tươi tỉnh hơn. Không nên thở quá yếu, nếu không bạn sẽ rơi vào giấc ngủ trở lại. Rồi với chánh niệm hãy thức dậy, đi lại hay làm việc bạn cần làm. Bất cứ làm gì miễn là có chánh niệm. Chánh niệm trở nên liên tục, không giống như may mắn trúng vé số có những nguyên nhân và điều kiện hội đủ cho điều này xảy ra nếu bạn cảm thấy đà quán tính chánh niệm không còn ở đó nữa trước hết cứ chấp nhận dạng pháp là tự nhiên nó xuất hiện không phải cho bạn sau đó hãy kiểm tra nguyên nhân sau nhiều lần trải nghiệm biết tại sao đà chánh niệm tăng và giảm bạn sẽ bắt đầu thấy những điều kiện trong tâm làm cho chánh niệm liên tục hơn và những điều kiện nào sẽ làm mất đà quán tính người ta chỉ trở nên tỉnh thức và cảnh giác khi bị khổ đau hay khốn cùng họ thôi chú ý đi một khi họ ở trong điều kiện tốt bất hạnh thay chúng ta không thể chỉ bắt đầu hành thiền khi có gì đó bất an xảy ra vì vậy đức phật đã dạy chúng ta chánh niệm và tin cần đức phật đã không hối thúc chúng ta lúc nào cũng hành thiền mà chẳng để làm gì chính bởi vì ngài biết rõ về mức độ vô biên của vô minh mà ngài để lại pháp hành thiền quán này cho chúng ta chỉ thử dừng tu xem nếu cố thử ngưng hành thiền một lúc rồi bạn sẽ thấy sức bạo phát của phiền não nếu bên này trí tuệ dừng lại phía bên phiền não sẽ xuất hiện và che lấp dạng pháp. Đó là điều tôi muốn nói khi bảo rằng không thể dừng hành thiền. Đó cũng là lý do tôi nói đừng bao giờ bỏ cuộc. Hoặc đà quán tính của trí tuệ, hoặc đà quán tính của phiền não. Nếu như bạn để đà quán tính trí tuệ này mất đi, dù chỉ trong chốc lát, sẽ tốn công tốn sức rất nhiều để bắt đầu trở lại sự bắt đầu lại chẳng dễ tí nào chính vì vậy bạn không thể để nó dừng lại hãy hình dung phải làm lại tất cả từ đầu có phải bạn trải nghiệm hạnh phúc hay sự hứng thú vui thích trong khi tâm đang quan sát bằng chánh niệm và trí tuệ không nếu chúng ta đang thực hành pháp mỗi khi ta thiền tập thân và tâm đều hạnh phúc tuệ giác không thể nào phát sanh trong một tâm thiền bất như ý về thân và tâm. Một thiền sinh thật sự ấn tượng với những gì có thể nhìn thấy chỉ trong 15 phút trọn vẹn duy trì chánh niệm liên tục. Hầu hết mọi người lúc nào cũng lặng hụt hay lạc lối trong suy nghĩ dẫn dơ. Nhưng những điều chúng ta có thể khám phá chỉ trong 15 đến 20 phút của sự liên tục chánh niệm lại thật sự kỳ diệu bạn hãy tự thử mà xem bạn muốn lắng nghe pháp thoại của tôi nhưng bạn không muốn nghe những tiếng chim hót ríu rít tại thiền đường bạn nghĩ rằng ôi chúng làm gì mà ồn thế lời pháp thoại này là âm thanh và tiếng chim hót cũng là âm thanh thiền sinh có được thông tin đúng sẽ dùng bất kỳ đối tượng nào để phát triển chánh niệm chánh định và trí tuệ nhưng nếu thiền sinh khác không có thông tin đúng này âm thanh chỉ là âm thanh âm thanh là hiện tượng tự nhiên sẽ để phiền não tự tung tự tác bởi vì những tiếng ríu rít này thay vì cố gắng nghĩ xem âm thanh đến từ đâu chỉ cần ghi nhận âm thanh là đối tượng khi tâm hay biết âm thanh là đối tượng hãy chánh niệm trên cái tâm đang nhận biết âm thanh tức quán tâm niệm xứ ấy vậy chánh niệm này đang ghi nhận cái gì chánh niệm ghi nhận đối tượng bạn có thể ở một bên với chánh niệm hay thấy cùng một lúc đối tượng và tâm biết tức thấy đây chính là tâm quan sát tâm quan sát này biết đối tượng qua tâm biết nói cách khác tâm chánh niệm trên chánh niệm khi hầu hết thiền sinh đang trải nghiệm cơn đau thân đau hay tâm đau đa phần họ rên rỉ không hứng thú hay học hỏi từ nó họ chỉ muốn thoát khỏi nó nếu đau sanh khởi trong khi tọa thiền hãy quan sát cái tâm đang muốn cơn đau này giảm đi bằng cách thay đổi tư thế tại sao cái tâm này đang phản ứng như vậy khi nào sự phản ứng này mới thuyên giảm khi ấy tâm nhìn nhận đối tượng như thế nào bạn cần phải nghiên cứu cả quá trình phản ứng của tâm đối với cơn đau từ nhiều góc độ khác nhau và quan sát kỹ những phản ứng và tất cả những trạng thái biểu hiện của chúng những dòng suy nghĩ và những cảm thọ liên đới nhau ra sao hay những ý nghĩ khởi lên nằm hậu cảnh của tâm và những thái độ ẩn tàng hiển hiện qua những dòng suy nghĩ đó như thế nào và ngay cả khi có chút khó chịu di tế nhất của cảm thọ đối với đối tượng cái tâm đang nói cũng sẽ thay đổi giọng điệu của nó theo cách này hãy ghi nhận thật kỹ tâm đang nói và tâm khó chịu bạn thật sự cần nhận biết được cái tâm đang nói chuyện này nếu không cố dừng cuộc trò chuyện và dòng suy nghĩ của nó thì bạn có thể nhìn thấy các cuộc đối thoại nội tại của tâm suốt từ sáng đến tối bạn đang quan sát nhằm thấu hiểu tâm như chính nó là chứ không phải để làm bất cứ thứ gì điều gì mất đi khi tuệ giác vừa khẽ trỗi dậy phiền não liền đè bẹp nó xuống rồi. Ngay khi bạn vừa mới từ từ hiểu biết chút ít, tâm đã dội quyên thuyên. Tôi biết, tôi hiểu biết. Nếu bạn muốn thấy được sức mạnh của điều kiện quá tâm thức này, chỉ cần quan sát những kiểu thói quen phản ứng của tâm thức khi nói tôi biết, tôi hiểu biết. Khi trí tuệ vừa thấu hiểu điều gì, cách suy nghĩ tôi biết liền theo sát phía sau hay nói cách khác khi trong tâm thức vừa lóe lên hiểu biết suy nghĩ ở hậu trường tạp khí thâm căn cố đế nằm sâu trong tiềm thức tùy theo mức độ tu tập tâm bạn có dịp đụng độ với nó đã cất lên tiếng nói tôi biết ngay tiếp sau rồi vậy làm thế nào bạn có thể thực sự hữu dụng trí tuệ đó đó là lý do tại sao tôi rất cẩn trọng đừng xem thường phiền não chúng ta không biết còn bao nhiêu phiền não đang hoạt động cơ hội duy nhất của trí tuệ chỉ là cách sanh khởi liên tục đừng có suy nghĩ tự cao tự đại điều gì xảy ra thường xuyên hơn những lúc có hiểu biết và chứng ngộ hay những lúc mờ tịt chẳng có hiểu biết và giác ngộ nào cả chánh niệm không tìm ra giải pháp chỉ trí tuệ mới tìm thấy pháp giải thoát tu tập chánh niệm nhằm để biết cái gì đang xảy ra sự hay biết duy nhất này không dừng được trùng trùng phiền não chỉ có trí tuệ mới đảm đương nổi việc đó tâm si mở toan cửa và mọi phiền não ung dung ùa vào khi tâm bị mắc kẹt giữa thích và không thích một đối tượng nào đó tâm thức y không còn thấy đối tượng là chính nó hay là pháp tự nhiên khi tâm bị tham thúc đẩy thì đối tượng trở thành đối tượng của tham khi tâm bị sân hay sự khó chịu thúc đẩy đối tượng trở thành đối tượng của sân hay sự khó chịu tâm không thể quan sát hay tiếp tục chánh niệm đối tượng này như nó là cũng giống như khi đeo kính màu xanh từ đó bất kỳ đối tượng nào chúng ta nhìn thấy qua đôi kính này cũng sẽ mang màu xanh như thế chúng ta vô phương thấy những đặc tính tự nhiên của đối tượng mà chúng ta đang nhìn nên đó là lý do tại sao đầu tiên chúng ta cần kiểm tra đôi mắt kính mình đang đeo hoặc kiểm tra cách chúng ta đang quan sát ra sao bất mãn, ác ý với việc mà người khác đang làm. Một thiền sinh thắc mắc. Tại sao y lại làm như vậy? Quan trọng hơn hết là nhận ra tại sao ban đầu thiền sinh này lại đặt những câu hỏi như thế. Có thể thấu hiểu tâm sân hay ác ý là một đối tượng để quan sát. Trong Pháp Quán Niệm xứ và Tâm Quán Niệm xứ bất kỳ đối tượng nào sanh khởi đều được ghi nhận trực tiếp chẳng hạn như tâm khó chịu khi chúng ta nói rằng không nên có những phiền não trong tâm có nghĩa rằng không nên có những phiền não trong tâm đang quan sát không có cách nào chặn đứng được phiền não không còn sanh khởi trong tâm của một phàm nhân như chúng ta đây hay một người chưa từng kinh nghiệm qua bất kỳ quả dị nào của giải thoát Tuy nhiên, tâm đang quan sát có thể thiện xảo và thoát khỏi phiền não khi nó biết cách thức quan sát. Với thái độ chân chánh và không có phiền não trong tâm quan sát, tâm sẽ lắng dịu yên tĩnh, trí tuệ có cơ hội khai mở. Bạn cần hiểu sân hận thật sâu xa để làm được điều đó bạn cần xây dựng được niệm định và tuệ để quan sát và học hỏi mỗi khi tâm sân sanh khởi bạn muốn biết bản chất của sân và mọi thứ liên hệ đến hiện tượng này cái gì xảy ra trong tâm và cái gì xuất hiện trong tâm khi phiền não này sanh khởi những loại suy nghĩ nào xuất hiện bản chất của sân là gì bạn tức tâm là một quan sát viên độc lập đứng bên cạnh nghiên cứu tâm sân này khi nó đang xuất hiện với quan điểm đây tức tâm sân là một pháp tự nhiên chứ không phải theo kiểu sự sân hận của mình hay là tôi đang sân hận những đặc tính khác nhau của tâm sân là gì nó vận hành ra sau cái gì diễn ra trong tâm tâm bị sân thúc đẩy đang nghĩ gì bạn nghiên cứu và học hỏi từng lần như thế cho đến khi quan sát đến tận chi tiết di tế nhất của nó phiền não không có cách nào tăng trưởng nếu bạn quan sát mỗi khi nó xuất hiện nó không thể trỗi dậy được những mức độ thấp của sân sẽ khá thô thiển dĩ nhiên và bạn có lẽ khó có thể nhận ra những trạng thái của tâm sân di tế ở giai đoạn mới tu. Chỉ khi tâm được củng cố vững mạnh bằng các niệm, định, tuệ đã thiết lập thì bạn sẽ có thể thấy sân ngay từ đầu lúc nó vừa mới sanh khởi. Lúc này, bạn có thể cho rằng mình đã hiểu bản chất của sân khi mà bạn hiểu được toàn bộ tiến trình từ sanh khởi đến hoại diệt của sân. Chúng ta cần hiểu thấu đáo phiền não đang dày dò quỷ hoại ta khốn khổ đến thế nào chúng ta vẫn chưa học bài học này trọn vẹn chúng ta vẫn không học bài học của chúng ta lần đầu lần thứ hai và lần thứ ba vân dân. mỗi khi phiền não xuất hiện chúng ta đón chào chúng vào nhà như khách quý còn đãi trà nước bánh trái nữa có phải vậy không chỉ cần hồi cứu mọi điều chúng ta nghĩ đến khiến thổi bùng cơn giận chúng ta sẽ chỉ còn cách trông cậy trợ giúp từ những phẩm chất tâm thiện khi mà ta không thể nào chịu đựng được những phiền não này chúng ta thường thích nuôi dưỡng phiền não giúp chúng lớn mạnh hơn mỗi khi chúng sanh khởi chúng ta không muốn bị sức nóng thiêu đốt nhưng oái oăm thay tâm thức của chúng ta lại cứ châm dầu vào lửa lẽ ra chúng ta phải phun nước dập tắt đám cháy nhưng cái chúng ta có chỉ là những tia nước từ khẩu súng bắn nước dành cho trẻ con chơi trong lễ hội tạc nước mà thôi nếu không đủ trí tuệ con người thường cố gắng điều phục phiền não bằng định lực hai phương cách khiến không còn phiền não một tâm chánh niệm phiền não và nó sẽ tiêu biến hai hoặc sanh khởi sự hiểu biết về phiền não khi tâm nhận biết phiền não là một đối tượng để quan sát sức mạnh chánh niệm sẽ xua tan cơn phiền não chỉ một trong hai nếu có nhận biết về phiền não thì nó sẽ biến mất tương tự trường hợp hệ có ánh sáng thì không còn bóng tối có những dòng tư tưởng vốn dĩ nằm sâu tiềm tàng trong tâm chúng chỉ trồi lên khi tâm tiếp xúc với những trải nghiệm thiền khác nhau trong quá trình quan sát khi trực diện với kiểu trải nghiệm đó tâm bắt đầu nói tâm nói này bị những luồng tư tưởng phong nền thúc đẩy chỉ có sự hiểu biết thâm sâu mới chạm tới mức độ của những ý tưởng thâm căng cố đế đã bám lâu đời nếu những tư tưởng này thật sự đã bị thủ chấp mãnh liệt trước đây mức độ hiểu biết hiện tại và trí tuệ mới có khả năng thấu hiểu nổi hiện trạng này nhưng vẫn không đủ sức để thật sự buông xả tư tưởng đó khi đụng chuyện thì cái nào mạnh hơn phiền não hay trí tuệ. Loại phiền não đến một cách vô thức khá ma lực và thường không thể nhận diện được. Nó đã đi sâu vào trong tâm thức, một điều gì đó đã ẩn giấu bên trong lâu đến thế và đang thúc đẩy thì nó sẽ mạnh mẽ đến thế nào đây? Tôi đặt câu hỏi này cho thiền sinh tại khóa thiền ở Singapore. Bây giờ các bạn đang thảo luận về giáo pháp Vậy bạn có bao nhiêu tâm tham? Những thiền sinh đó kiểm tra tâm họ và cảm thấy rằng ngay giây phút này đây chẳng có gì mà họ muốn cả. Tôi gợi ý rằng đâu đấy có cái gì ở đó nhưng vì nó quá ma mảnh đến nỗi mà họ không thể nhận diện ra nó. Loại tham nào mà tôi đang đề cập đến? Đó là tâm tham và mong muốn mọi thứ diễn ra trôi chảy tốt đẹp ở khóa tu này và những thứ khác nữa. Có thể thấy loại tham đó chăng? Họ quá đổi ngạc nhiên. Có lẽ có quá nhiều mâu thuẫn bối rối, nên chúng tôi tạm dừng thảo luận ngay lúc đó. Loại tham thúc đẩy đã sống còn với chúng ta cả đời, nên vô cùng mạnh mẽ. Nó bị chôn vùi trong tiềm thức, và chưa bao giờ trồi lên trên bề mặt tâm thức. Được gọi là tùy miên, ngủ ngầm, tiềm tàng. Những phiền não tầm cỡ như thế chỉ xuất hiện khi hoàn cảnh thay đổi và thậm chí chỉ một mình tuệ minh sát cũng không đủ quyền năng tiếp cận mức độ sâu dày này. Chỉ có một tuệ đạo đầy năng lực mới có khả năng xử lý loại phiền não này tôi muốn nói gì khi bảo rằng bạn cần phải không ngừng thu thập dữ kiện nó có nghĩa là bạn đang quan sát cái đang diễn ra mỗi khi nó sanh khởi có nhiều phương diện khác nhau cho tâm sân thể hiện vai trò của nó nếu bạn có chánh niệm ở từng giây phút một khi hiện hữu trải nghiệm này và bạn kiên nhẫn chờ đợi quan sát thì nghĩa là bạn đang thu thập dữ kiện một phiền não như sân chẳng hạn có thể đôi khi rất mạnh nhưng lúc khác lại yếu ớt tại sao bạn sẽ không biết câu trả lời mãi đến khi nào dữ kiện được thu thập đầy đủ có phải trong đầu bạn nghĩ đến một điều gì đó thì nó phải tốt hay xấu hay bạn có hiểu biết thật sự rằng một cái gì đó tốt hay xấu suy nghĩ và thực sự hiểu biết hoàn toàn khác nhau thật sự hiểu biết phủ nhận điều mà bạn từng cho là tốt xấu nó chỉ nhìn điều đó ở thể như nó là sự hiểu biết cũng loại bỏ khái niệm sai lầm về đối tượng có rất nhiều tâm si cay không biết khi người ta đang khỏe mạnh và họ bắt đầu để tâm chú ý khi ngã bệnh làm sao cho những cơn đau tức đối tượng mất đi không quan trọng bạn cần tìm hiểu về những tiến trình thân và tâm này chung sanh khởi và hoại diệt ở ngay sự có mặt của những cơn đau này thay vì cố gắng làm hôn trầm mất đi bạn cần hiểu biết về bản chất của hôn trầm đây là hai động cơ hoàn toàn khác nhau ta có thể thấy rằng nếu tâm sân khó chịu với trạng thái hôn trầm này cơn buồn ngủ sẽ dần dần mãnh liệt hơn khiến bạn thiếp đi nhưng nếu bạn chuyên tâm vào cái đang diễn ra tức trạng thái hôn trầm thì tâm sẽ trở nên tỉnh táo trở lại ngay lập tức một số trong rất nhiều lý do có thể gây ra hôn trầm rã rượi. Một, bạn ăn quá nhiều nên buồn ngủ. Vì căng da bụng, trùng da mắt. Hai, bạn không chuyên tâm, hứng thú với việc thiền tập và thấy nó buồn chán. Ba, bạn có thói quen hãy nhắm mắt là ngủ lăn quay. Hãy hứng thú vào bất kỳ những gì đang diễn ra tâm và đối tượng. Hiền sinh hay thuộc với tôi rằng điều gì đó tốt hay xấu hoặc trong quá trình tu tập họ đến hỏi tôi việc gì đây đến với họ có phải là điều tốt? Xin đừng xem mỗi trải nghiệm là tốt hay xấu. Nó chỉ tốt nếu bạn hiểu thấu đáo hơn về bản chất pháp sanh khởi theo quy luật nhân và quả cho dù là nó thiện hay bất thiện và cũng như hiểu được giá trị của chính trải nghiệm đó. Xin hãy quán chiếu điều này. Có bất kỳ đối tượng nào tương xứng với tham hay sân không? Có phải bạn thật sự ghi nhận rằng tham, sân và si và kể cả họ hàng thân sơ của chúng nữa đều là những trạng thái tâm sở bất thiện. Bạn có thật sự hiểu rõ rằng niệm, định tuệ từ bi hỷ và xã đều là những tâm sở thiện không nếu bạn muốn hiểu xin hãy tìm hiểu tất cả những trạng thái tâm này bằng chánh niệm và trí tuệ thiện có năng lực bẻ gãy những phẩm chất bất thiện trong tâm và ngược lại đó là lý do tại sao bạn cần phải cố gắng gia công tu tập làm hết thảy tất cả thiện pháp qua thân khẩu và ý thiện nhưng hành động cao cả nhất và đầy ý nghĩa nhất là làm mọi việc bằng trí tuệ khi chánh niệm và trí tuệ có mặt trong một hành động tâm hiểu ngay làm thế nào giải quyết một cách khéo léo để cả hai bên được lợi lạc chỉ nhìn phiến diện để tôi hưởng phần này nhưng người khác thì không hay chỉ tôi thành công thôi là công việc của những phiền não thu bạo trí tuệ thì ngược lại tuy thấy cùng một thứ giống tâm si thường thấy nhưng trong ánh sáng hoàn toàn khác biệt nếu chúng ta chỉ chú ý đến đối tượng thì mới chỉ một nửa bức tranh và sự hiểu biết vẫn chưa trọn vẹn trường chánh niệm của chúng ta phải trải ra để bao hàm nhiều đối tượng cùng với tâm quan sát cảm thọ và nhiều thứ khác nữa. Trường chánh niệm được trải rộng này xảy ra từ sự chờ đợi và quan sát bằng tịnh kiên nhẫn, ốc thông minh, chứ không đến từ sự tập trung cao độ trên đối tượng, với hy vọng thấy được cái gì đó. Chính vì vậy, trường chánh niệm này rất quan trọng. Trí tuệ tránh sang bên làm một quan sát viên vô tư đối với toàn bộ diễn trình tự thân nó sanh khởi mặt khác quan sát bằng cách chú tâm khiến cho có thêm nhiều trạng thái tâm dính mắt vào đối tượng điều tất yếu là trường chánh niệm này sẽ trở nên rất hạn hẹp đó là lý do tại sao tôi hay nhắc nhở các bạn đừng dùng sức cũng đừng chú tâm chúng ta hướng tâm nhiều đến tâm đang quan sát hơn là đối tượng có phải tâm đang phản ứng bằng phiền não đối với đối tượng này hay không. Chúng ta cũng đặc biệt hướng tâm đến cái tâm đang thiền khi phiền não chính là đối tượng để quan sát. Cũng có những phiền não trong tâm thiền có phải không? Trên thế gian này chỉ hiện hữu hai điều: tâm và đối tượng. Bạn sẽ không thể nhìn thấy tâm nữa nếu cứ chú tâm quá mức Chú tâm phải dùng đến các khái niệm như khoảng cách và nơi chốn. Bạn sẽ đang tập trung vào cái gì và bạn sẽ tập trung vào đâu để thấy tâm? Bằng sự chú tâm, bạn sẽ chỉ thấy một phía của đối tượng. Bạn chỉ có thể thực sự quan sát được những hoạt động của tâm nếu biết chờ đợi và quan sát. Khi bạn mở mắt ra, cũng ghi nhận quá trình mở mắt bạn có nhận ra rằng cái thấy đang diễn ra hay không sự khác biệt giữa nhìn và thấy là gì nhìn đòi hỏi sự hướng tâm thẳng vào đối tượng bên ngoài nhưng thấy không đòi hỏi tốn hao năng lượng như thế thấy chỉ là thấy cái thấy này thiện hay bất thiện đều chẳng đúng tuy nhiên những trạng thái tâm bất thiện có nhiều cơ may len lỏi vào khi vắng mặt chánh niệm và trí tuệ trong diễn trình thấy đó thì nghĩa là trao dồi thái độ đúng và như lý tác ý phát triển niệm định tuệ trước bất kỳ sự sanh khởi nào bạn phải trở nên thuần thuộc trong thiền tập bằng cách mở mắt nếu như bạn muốn vận dụng pháp thiền quán tâm này vào đời sống hàng ngày nghĩa là trở nên thuần thuộc trong tu tập và học hiểu về bất kỳ đối tượng nào mà bạn bắt gặp trong cuộc sống tâm làm việc tương tự nhau khi nó đang nhìn hay khi nó đang lắng nghe chỉ có khác là qua hai căn môn nhãn căn và nhĩ căn khác nhau bạn có chánh niệm khi bạn đang nhìn không cái tâm mà đang nhìn thì đang nhìn cái tâm đang lắng nghe thì lắng nghe khi nhìn hay lắng nghe tâm phải hướng đến một đối tượng nào đó nếu bạn biết bạn đang nhìn tức là bạn đã có chánh niệm rồi và bạn có thể ghi nhận được tâm có vô số những khoảnh khắc trong suốt cả ngày khi bạn đang nhìn bạn ghi nhận được bao nhiêu lần trong số đấy trong suốt cả ngày nhiều phiền não khởi lên liên quan đến những cảnh sắc, mỗi khi bạn nhìn mà không có chánh niệm và trí tuệ, lửa phiền não đang đốt cháy tâm thức bạn đấy. Bạn cần phải học cách thiền tập trong khi nhìn và bạn cũng cần học cách nhìn có chánh niệm. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật hướng dẫn làm thế nào nói chuyện bằng chánh niệm và trí tuệ chúng ta phải cân nhắc xem xét những trở ngại sanh khởi do hiểu lầm khi giao tiếp với nhau để trân trọng lĩnh hội cách giao tiếp khéo léo trong khi những thiền sinh mới tu tập được yêu cầu kiệm ngôn hay tịnh khẩu thì thiền sinh tu tập lâu năm được yêu cầu tập trò chuyện có chánh niệm và trí tuệ chúng ta đang phát triển kỹ năng này để ứng dụng bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là nơi tu tập tại nhà sở làm việc, văn phòng, trong giao thương. Không ai sẽ dành suốt cuộc đời để hành thiền mãi tại một trung tâm thiền. Nhưng nhờ học được cách làm thế nào thực tập bên ngoài xã hội, cả hai mục tiêu công việc sự nghiệp và thiền tập cho mục tiêu giải thoát có thể hòa hợp cùng nhau tiến triển. Khi nói chuyện, bắt đầu với chánh niệm trên bất kỳ đối tượng nào cũng được thực tập cao hơn bạn sẽ chỉ nên chánh niệm cái đang diễn ra trong tâm cũng như trong thân tâm đang làm công việc riêng nói chuyện của nó và bạn chỉ để nó diễn ra tự nhiên chánh niệm có thể thấy tâm đang làm việc như thế nào nó đang suy nghĩ gì nó cảm nhận điều gì nó đang hướng đến đối tượng nào ghi nhận được loại tâm nào mà bạn dùng để nói chuyện là việc tối quan trọng những rắc rối và phiền muộn chắc chắn sẽ có trong ngôn từ bị phiền não chi phối trong khi đó những sự tình diễn ra thuận lợi nếu như có trí tuệ hiện hữu vì vậy chẳng phải ta nên thực tập để có chánh niệm và trí tuệ trong lúc nói chuyện hay sao ai đang nói có người thuyết trình ở đó không bạn có thể ghi nhận diễn trình nói là một quá trình của thân tâm. Bạn từ thiền đường trở về phòng. Khi nào bạn có tác ý mở cửa ra? Dài thiền sinh cầm chìa khóa sẵn trong tay họ trên đường đi. Trong khi các thiền sinh khác lấy chìa khóa ra lúc lên cầu thang. Bạn có biết bạn đang đi lên cầu thang không? Khi bạn mở cửa, bạn có thể nhận biết bao nhiêu tiến trình mở cửa tâm đang nghe cái gì? Liệu bạn có thể ghi nhận những gì bạn đang nghe hay không? Nếu sự hướng tâm chỉ tập trung ở hành động đang mở cửa. Bạn đã hiểu gì sao tôi khuyên cần phải có trường chánh niệm thoáng rộng như thế này? Có những thiền sinh tốn công sức cho việc ngồi thiền của họ, rồi chỉ để mọi thứ gồm cả chánh niệm mất đi ngay khi họ đứng dậy đà chánh niệm tiêu tan ngay tại đó không có một gián đoạn nghĩa là sau đây là phần quan trọng nhất của sự thực tập thiền chánh niệm bạn chánh niệm được bao nhiêu khi bạn đứng dậy khi nào tác ý tức ý muốn đứng dậy xuất hiện bạn còn nhận biết gì nữa có ghi nhận được thân bạn đang xoay chuyển công bạn cử động đổi tư thế rướng người đứng dậy rồi sao nữa bạn có liếc quanh nhìn những người khác trong thiền đường không xin hãy hành thiền để hiểu biết giá trị một trạng thái tâm viên mãn chánh niệm và trí tuệ trạng thái tâm có chánh niệm và trí tuệ này ra sao trạng thái tâm tỉnh táo và tỉnh thức là gì bạn có thể phân biệt những trạng thái tâm khác nhau không một thiền sinh tường thuật con đã liên tục quan sát cảm giác đau này hơn một giờ đồng hồ bây giờ cơn đau gia tăng nhưng thiền tập của con không mấy cải thiện chẳng khác nào giả tràng xe cát biển đông ngay bấy giờ thiền sinh này đang chú ý đến khoảng thời gian một tiếng nếu cô ấy hoàn toàn chánh niệm về cái tâm đang chú ý đến một giờ đồng hồ đó thì có phải thiền sinh này đã hình thành chánh niệm và chánh định trong khoảng thời gian đó hay không? Trong trường hợp này, tâm tham tìm kiếm mong muốn một kết quả cụ thể, tức là muốn cảm giác cơn đau này biến mất. Khi những điều không giống như cô ta hy vọng hay mong muốn, thiền sinh này nghĩ rằng cô ấy không có tiến bộ trong thiền tập có thể nào đức tin và sự tự tin sẽ tăng trưởng bằng cách nghĩ như thế này không? hay sẽ có sự thất vọng, lỗi suy nghĩ sai lệch này được xem là thái độ không chơn chánh, định hướng tư duy sai lầm, tác ý sai lệch, chính là bị phiền não chi phối bằng những ẩn ý sâu kín. còn nếu như thiền sinh này nhìn ra được trong một tiếng đồng hồ đó, niệm, định, tuệ đang tinh tấn, thì điều đó trở thành thái độ chân chánh, định hướng tư duy đúng, tác ý đúng. Đây là cách mà sự tự tin và đức tin tăng trưởng qua tu tập. Hãy suy nghĩ những lời thiền sinh này nói. Làm thế nào chúng ta có thể đánh giá sự tiến bộ trong tu tập? sự phát triển niệm định tuệ sự tăng trưởng những phẩm chất tâm thiện sự giảm bớt phiền não chính là sự tiến bộ trong giáo pháp một thiền sinh đề cập việc ngồi thiền của anh đang tiến bộ từng ngày nên anh muốn ngồi thường xuyên và lâu hơn tại sao thiền sinh này có ý nghĩ như thế thay vì chỉ muốn ngồi lâu hơn thiền sinh nên muốn hành thiền liên tục, không gián đoạn trong bất kỳ oai nghi nào, đây mới thật sự là thái độ nên có. Nhưng thiền sinh này lại dính mắc sự hành thiền hiệu quả vào việc ngồi thiền, nên càng chú ý hơn đến oai nghi tư thế. Thật khó để nhận ra tâm đang làm việc khi quá chú trọng đến đối tượng và những thứ đang diễn ra những tư tưởng sai lầm liên quan đến thiền tập là do không thể nhận thấy sự dẫn hành của tâm đang quan sát chúng ta có lẽ cũng không nhận ra rằng những cảm thọ dễ chịu hay cái chúng ta cho là các thời ngồi thiền tốt đều là hiệu quả có được từ những nhân quả của chính chúng mà chúng ta không nhận thấy được chỉ có loại trí tuệ có tầm nhìn thoáng rộng bao quát như đôi mắt của con chim đối với tâm và những đối tượng đang cùng nhau sanh khởi và cả những tiến trình của chúng thì mới có thể thấu hiểu được các mối liên hệ nhân quả trí tuệ thiết lập thâm sâu và sáng suốt hơn qua từng hiểu biết mới mẻ là điều giúp hoàn thiện bức tranh ở đâu có nhân thì ở đấy có quả thầy của tôi sẽ luôn hỏi về những nguyên nhân ngài luôn muốn biết nguyên nhân tôi sẽ đến trình với ngài biết về việc nhìn thấy sự khởi đầu giai đoạn giữa và cuối của chuyển động phòng và xẹp và phòng lên và xẹp xuống ngài sẽ hỏi tại sao nó phòng tại sao nó xẹp tôi đã không biết tôi biết có sự phòng xẹp nhưng tôi không biết tại sao Cái gì đang sanh khởi Cho nên làm thế nào tôi có thể tin nó Ngài chỉ hỏi đơn giản Tại sao nó xảy ra Không ai trả lời được Mọi người ai cũng chỉ mong cầu thấy sự sanh diệt này và hài lòng với mức độ chỉ nhìn thấy sanh diệt này. Đạo Phật nói đơn giản chính là sự hiểu biết nhân và quả. Chúng ta phải biết khi nào chánh niệm có mặt và biết khi nào chánh niệm vắng mặt chúng ta cần phải biết những nguyên nhân giúp cho chánh niệm sanh khởi và làm thế nào chánh niệm tăng trưởng tương tự như thế chúng ta cần phải biết khi nào định có mặt và biết khi nào định vắng mặt chúng ta cũng phải biết những nguyên nhân nào dẫn đến sự tăng trưởng định tôi sẽ nhắc thêm một điều nữa Chúng ta cũng cần phải biết tại sao chúng ta đánh mất định. Đối với phiền não cũng như vậy, chúng ta phải biết khi nào phiền não có mặt, khi nào chúng vắng mặt, khi nào chúng đến hay khi nào thì tăng giảm cường độ, tại sao chúng giảm cường độ. Qua một khoảng thời gian tương đối, bạn đã quan sát thân và tâm này. Đến nay bạn đã hiểu biết thêm được bao nhiêu sự hiểu biết này sâu sắc thấu đáo đến đâu một thiền sinh đồng tu quan sát đối tượng tôi cũng quan sát đối tượng liệu những mức độ hiểu biết về những trải nghiệm này giống nhau chăng một thiền sinh vừa mới bắt đầu thực tập có thể nào đạt đến mức hiểu biết ngang bằng với người đã thực tập lâu năm theo đúng phương pháp hay không sự tu tập khựng lại nếu mức độ hiểu biết hiện nay chẳng khác gì so với hiểu biết trước đây chánh niệm và trí tuệ không dậm chân tại chỗ mà luôn luôn dựng tiếng sự hay biết và hiểu biết tăng tiếng bao nhiêu thì sự thuần thuộc trong thiền tập cũng tăng trưởng bấy nhiêu điều này có nghĩa là hành thiền đang tiến bộ khi bạn thấy có những suy nghĩ vọng tưởng kiểu này ồ sao tôi tu hoài mà không thấy tiến bộ vậy xin hãy kiểm tra thái độ trong tâm những suy nghĩ này có thể xuất hiện nếu như trong quá trình tu tập bạn đã đang chú ý nhiều đến những gì diễn ra với đối tượng mà không nhận ra những tâm móng mong muốn và kỳ vọng đang hoạt động ở hậu cảnh hãy xem xét có phải bởi vì bạn không đạt được điều bạn kỳ vọng có phải bởi vì bạn không có được cái bạn muốn bạn có nhận thấy mình đạt được nhiều tương xứng với mức độ thực tập của mình hay không không mấy ai có thể nhận ra rằng khi họ thư giãn cái tâm bị gò bó tù túng thì đấy cũng là một phần quan trọng của thiền tập bạn có đang hành thiền ở một nơi chốn nhất định nào đó vì nghĩ rằng điều đó tốt cho việc tu tập hay không? Hay bạn đang hành thiền bởi vì bạn nhận ra đây là thiện, bởi vì bạn hiểu được giá trị của sự thực tập này? Xin hãy hành thiền để trân quý cái chân thiện và giá trị hoàng mỹ nội hàm trong sự tu tập cao cả này trước đi đã bạn biết thêm bao nhiêu về những tiến trình và đối tượng mà tâm đã quan sát trong suốt mấy năm trời tu tập cho đến nay bạn hiểu biết bao nhiêu về đối tượng sự hiểu biết này thật quan trọng cần có óc hiếu kỳ thiện chí để khám phá học hỏi và hiểu biết bạn phải thưởng nếm mùi vị thức ăn ngay trong từng bữa ăn vậy đến nay bạn đã thật sự hiểu bao nhiêu về mùi vị hãy quán chiếu những điều này khi bạn tu tập hàng ngày thấy nghe nếm ngửi tiếp xúc đụng chạm và suy nghĩ đều là những trải nghiệm và tâm bạn biết khi nào tâm vui khi nào tâm buồn và bạn hiểu thêm bao nhiêu về những trạng thái tâm bây giờ so với trước đây nếu so sánh mức độ phiền não hiện giờ khác nhau như thế nào khi tâm tiếp xúc với nhiều đối tượng khi bạn quán chiếu về giáo pháp hãy quán chiếu về những điều liên quan đến pháp hành của bạn bạn sẽ cần chánh niệm để biết cái gì đang sanh khởi và bạn cũng an trú trong giây phút hiện tại nhiều hơn thay vì lạc lối trong vọng tưởng thất niệm bạn không thể miễn cưỡng Pháp đến với mình. Bạn cần kiên nhẫn, nhưng không bao giờ quên tu tập. Đó là ý nghĩa của việc hộ trì giáo Pháp của Đức Phật. Trí tuệ không có sự thiên dị giữa đối tượng này và đối tượng kia. Tượng kia. Tượng kia. buổi sáng Bất kỳ loại công việc gì bị phiền não chi phối sẽ có một ngày nó trở nên bế tắc. Ngược lại, công việc của sự hiểu biết không bao giờ vô dị hay đơn điệu mà luôn mới mẻ và tinh khôi. Pháp buổi sáng 1 Hai bản dịch sau đây từ những lời nhắc nhở hành pháp của Ngài Thiền Sư Tizania vào thời khóa sáng tại trung tâm thiền Omin. Những bài pháp đã được biên soạn thành những phần liên quan. Ngày 1. Tâm thiền Giữ tâm bạn càng yên tĩnh, càng thư giãn, càng tốt. Không quá căng thẳng, không quá dễ vui. Đừng quá bận tâm về pháp hành của bạn Tùy trường hợp khi cần, tâm có thể tùy nghi điều chỉnh thung dung ở giữa, không thái quá cũng không giải đãi hay không quá háo hức mà cũng nên thiếu hứng thú. Tâm khôn ngoan tự biết điều chỉnh, khi cần thiết trong quá trình tu tập. Đôi khi, ngay cả khi có sự điều chỉnh tốt đẹp này, đầu đấy vẫn còn có sự len lỏi của tâm tham. Bạn có lẽ cũng thấy rằng bạn đang cảm nhận hôn trầm, cho dù tâm vẫn có sự tự tin và đầy đủ đức tin. Tâm có lẽ vẫn còn yếu do phiền não hay có lẽ có nhiều mong muốn và kỳ vọng trong tâm. Cho nên, hãy nhẹ nhàng buông thư. Thay vì nghĩ ngợi, tôi đang hành thiền, tôi đang tinh tấn nỗ lực. Hãy hài lòng khi nhận biết mọi sự đang diễn ra. Tôi hành thiền chỉ để hiểu biết bạn có thể biết gì? Rất đơn giản, bạn chỉ có thể biết nhiều hết mức mà quán tính hay chánh niệm cho phép bạn. Tâm đang hành thiền nên thư giãn, yên tĩnh và tự nhiên. Không cần giúp sức nỗ lực quá nhiều hay chú tâm vào một đối tượng. Hãy có cái nhìn đúng về dạng pháp sanh khởi trong tâm và thân theo bản chất tự nhiên. Đây đều là bản chất pháp tự nhiên đang hoạt động ốc hiếu kỳ và khứng thú. Nên có ý tưởng rằng bạn sẽ không mong ước những trải nghiệm tốt, cũng gồm cả không muốn việc gì đó diễn ra, bạn chỉ làm cái cần làm, còn việc gì đến cứ đến. Tuy nhiên, nếu không có thiện chí tu tập sẽ không có gì xảy ra, và nếu có quá nhiều ham muốn đối với điều gì cũng không được. Vậy phải nên làm sao? thế nào là quá nhiều và thế nào là quá ít tâm chỉ cần hứng thú tò mò chú ý và thích thú rất quan trọng bạn không thể khiến đối tượng mất đi hay sanh khởi bằng tham hay sân cho nên hãy chánh niệm bất cứ thứ gì đang xảy ra cố gắng không quên cái gì đang xảy ra nên nhớ rằng kỳ vọng là dấu hiệu cho biết tham đang có mặt trong tâm hãy ghi nhận tất cả sanh khởi và mọi sự hoại diệt hãy thiền tập đơn giản nhắc nhở tâm chánh niệm nếu bạn thấy chỉ ghi nhận đang thấy thế đủ rồi hãy để việc gì đến cứ đến các pháp đang diễn ra đều là bản chất tự nhiên hãy tự nhắc mình rằng chúng không can hệ gì đến tôi cả những ai thấu hiểu các quy luật tự nhiên sẽ hiểu được nguyên lý vận hành của chúng hiểu rõ quy luật tự nhiên của giảng pháp chính là trí tuệ ai hiểu những quy luật này sẽ hiểu bản chất tự nhiên bạn có muốn biết không bạn hãy tự mình kiểm nghiệm xem việc bạn đến đây tu tập cho thấy bạn rất muốn biết bạn đang hành thiền ở đây bởi vì bạn ước muốn biết chân lý khám phá ra sự thật lý do chính bạn có mặt tại trung tâm thiền này là dành thời gian học cách trở nên chánh niệm về thân và tâm này, nhận biết mối tương quan liên hệ mật thiết giữa thân và tâm này và tạo thói quen thường trực ghi nhận những mối tương quan này là điều mà bạn đến đây để tu tập. Tâm được bồi dưỡng nhờ thiện chí, khát cao học hỏi và hiểu biết. Cứ đơn giản đi, thật tốt nếu có cái biết đang diễn ra và thật không hay nếu không có sự nhận biết nào có một câu châm ngôn miếng điện thế này không hiểu biết còn tệ hại hơn có chút để biết nhưng còn tệ hơn cả vô minh tức không hiểu biết chính là không muốn hiểu biết chờ đợi và quan sát điều gì đang diễn ra trong thân có sáu căn môn ngũ căn bao gồm mắt tai mũi lưỡi và thân căn thứ sáu là ý vì vậy có sáu đối tượng đồng thời ứng khởi lên tại sáu căn môn khác nhau cảnh sắc là những đối tượng của cái biết và cảnh thinh cũng là những đối tượng của cái biết thấy và nghe không diễn ra ở bên ngoài chúng đang diễn ra bên trong đối tượng chỉ là đối tượng chúng không tốt cũng không xấu tự nhiên chỉ là tự nhiên đối tượng là cái gì đó do tâm nhận biết âm thanh là một đối tượng im lặng cũng là đối tượng tâm ghi nhận đối tượng là do đã biết được bản chất của nó suy nghĩ là đối tượng được nhận biết không suy nghĩ cũng là đối tượng được nhận biết có gì khác nhau có nhiều suy nghĩ tốt hay xấu không phóng tâm không suy nghĩ thì tốt hay xấu có nhiều vọng tưởng hay hầu như không có suy nghĩ nào cả đều không tốt cũng chẳng xấu đối tượng chỉ là đối tượng. Nếu bạn xem chúng là tích cực hay tiêu cực, thì lập tức tiếp sau đó là thích hay không thích. Khi ấy bạn trở nên quan mang trong việc tu tập. Bạn không cần tìm kiếm hay chạy theo đối tượng, chỉ việc chờ đợi và quan sát sẽ hữu hiệu hơn. Tâm nhìn thấy bất kỳ hiện tượng nào sanh khởi. Khi bạn thấy, bạn thấy. Khi bạn biết, bạn biết một thiền sinh hành thiền bằng cách chạy theo đối tượng thường tự hỏi phải ghi nhận gì tiếp theo đây thiền sinh này có lẽ sẽ hỏi con nên tìm kiếm thêm điều gì nữa ngược lại một thiền sinh thực tập bằng cách chờ đợi và quan sát sẽ không đuổi theo đối tượng thiền sinh biết chờ đợi và quan sát để vận dụng trí thông minh sự thiền tập của bạn đòi hỏi thái độ chân chánh có sự tinh tấn quân bình hiện diện mỗi khi tâm đối duyên xuất cảnh. Nếu thái độ chưa chân chánh, phải thay đổi thái độ trước là điều cần thiết. Bạn quan sát đối tượng như thế nào? Nhìn thấy mọi thứ đang xảy ra đều là pháp tự nhiên và giảng pháp đều theo quy luật tự nhiên. Cảnh sắc và cảnh thinh luôn luôn đang diễn ra do tâm và đối tượng tự nhiên sanh khởi theo bản chất tự nhiên của chúng cảnh sắc và âm thanh diễn ra bạn không nghe thấy điều gì đó là bởi vì bạn muốn nghe thấy bạn không nhìn thấy cái gì đó là bởi vì bạn muốn nhìn thấy đừng nghĩ rằng những cảm nghiệm đang diễn ra là bởi vì bạn mong muốn chúng như thế chẳng có gì xảy ra theo ý muốn của bạn cả dạng pháp sanh khởi do nhân quả hãy quan sát tâm và các đối tượng tương tác ra sao bạn chỉ chánh niệm trên đối tượng mà bạn muốn hay trên những gì đang xảy ra ngay đây và bây giờ? Có phải bạn chỉ quan sát đối tượng nào cuốn hút được tâm? Các pháp diễn ra theo bản chất tự nhiên của chúng. Chánh niệm chỉ việc chờ đợi và quan sát. Bạn sẽ thấy các đối tượng là chính nó nếu không có tham, sân và si trong tâm. Tham, lupa luôn tìm kiếm thứ gì đó để thích có thật tồn tại điều gì đó để phải yêu thích trong nội tại đối tượng đó chăng? Hoặc phải chăng bản chất của sự ưa thích mong muốn đối tượng này? Bản chất của tham là yêu thích, bám chặt và chấp thủ. Bạn nghĩ rằng mình thích đối tượng này chỉ bởi vì bản chất tham ưa thích của Lopa và bản chất si hay che giấu những đặc tính chân thật của đối tượng. Dù mình càng làm cho tâm thức ngu dại chìm trong tham đắm đối tượng nhiều hơn nữa. Mãi mãi đau khổ chìm đắm trong luân hồi. Chẳng có gì để phải yêu thích ở một đối tượng cả. Và cũng chẳng có gì bạn có thể đạt được chỉ bởi bạn thích nó. Bạn chỉ có được thứ gì đó khi những điều kiện nhân duyên chính mùi giúp bạn đạt được chúng. Bất cứ cái gì đang sanh khởi đều do quy luật tự nhiên. Chỉ cần nhẫn nại quan sát tiến trình này một cách khách quan nếu tham ái vắng mặt, tâm bạn sẽ chỉ thấy cái được thấy. Chẳng có gì hấp dẫn ở cái đang xảy ra, chỉ cần cái biết đang hiện hữu. Tham Lopa dính như keo Tham luôn hiện hữu, bản chất tham là mong muốn hay tham ái, và bản chất của nó là cường điệu mọi thứ. Nó dính chặt như keo, nó không biết xả bỏ hay cho đi, nó chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn hay hài lòng bởi vì nó nghĩ luôn quá ít ỏi chẳng bao giờ đủ cả là một thiền sinh bạn có thể hình dung ra tâm tham len lỏi vào và tạo ra phiền toái cho pháp hành biết bao cố gắng để ý duy nhất điều này ngay khi bạn mơ hồ không rõ đường đi nước bước của tâm tham và những mưu mô sẵn quyệt của nó bạn sẽ bị nó nắm đầu tham ái, lột ba, ham muốn mãnh liệt, nó luôn luôn muốn thêm nữa. Khi bạn chú ý đến tham, phải hết sức chăm chú nghiên cứu nó. Làm thế nào bạn có thể hành thiền trong khi đang bị tâm tham tác động? Tâm tham nghĩ ra sao? Bạn không thể hiểu trọn vẹn tâm tham qua kiến thức học hỏi Phật Pháp. Chỉ qua kinh nghiệm của chính bạn về tâm tham hiểu rõ mọi kích thức hoạt động, mọi khía cạnh của nó. Khi ấy bạn sẽ thực sự hiểu tâm tham. Tri túc là thiện, không tri túc tức đa dục, chính là tham. Nếu bạn bằng lòng với những kết quả của việc thiền tập, khi bạn hiểu ra rằng kết quả bạn đạt được tương xứng với những nỗ lực tu tập của mình, thì lúc ấy bạn đã có định rồi. Chính tâm tham mới bất mãn với những kết quả tu tập đó. Bạn đang thực tập càng nhiều càng tốt, và sẽ gặt hái kết quả tương xứng. Biết đủ và vui với nó. Rồi từ đó bạn càng nỗ lực hết sức và sẽ hài lòng với những gì mình đạt được. Thấu triệt khổ đế Đức Định trong thiền quán Vipassana Samadhi hình thành và phát triển từ sự ghi nhận liên tục, chánh niệm liên tục cùng với chánh kiến và thái độ chân chánh định phát sanh và tâm có trạng thái bình yên khi có sự chánh niệm liên tục bằng thái độ chân chánh và chánh kiến điều này có gì đặc biệt có nên mong ước có được trạng thái tâm bình an có nên khó chịu bực dọc đối với sự phóng tâm dao động của tâm thức hễ có nhân tức có quả bởi vì có những điều kiện hệ duyên cho xúc sanh khởi cho nên có xúc nếu như có tham ái đối với hạnh phúc và an lành cũng sẽ có sự bực dọc khó chịu phản ứng đối với khổ đau và bất hạnh hạnh phúc hay khổ đau chỉ là những cảm xúc trải nghiệm chỉ để trải nghiệm đối tượng chỉ là đối tượng dù tốt hay xấu vui hay buồn cảm xúc chỉ là cảm xúc không hơn không kém tuệ giác ghi nhận điều này và buông xả sự chấp giữ chính mắt cái mà luôn khao khát những trải nghiệm tốt đẹp chỉ khi chân tâm không cảm thụ những trải nghiệm như sự vui thích khi ấy nó sẽ hiểu sự thật về khổ dukkha ngay khi tâm thức cảm nhận trải nghiệm là sự thỏa thích hay dễ chịu chân lý về khổ sẽ mãi xa vời vì không được chứng nghiệm người ta nghĩ rằng họ sẽ thấy khổ đế kha, chỉ khi họ trải nghiệm những cảm giác đau khổ thường thuộc về thân nếu như thế làm thế nào họ có thể hiểu được rằng thậm chí đang trải nghiệm trạng thái tâm yên tĩnh những giây phút an lạc hay khỉ lạc hay trạng thái kinh an cũng là khổ bao lâu mà tâm si có mặt và xem bất cứ trải nghiệm nào kể trên là sự thỏa thích khổ đế không thể nào được thống triệt bởi vì người ta thường lắng nghe trong phiền não khi họ nghe nói về chân lý khổ, họ nghĩ rằng chân lý khổ là sự trải nghiệm khổ đau thuộc về thân hay tâm. Trên thực tế, đó chính là tâm sân đang hoạt động. Bất cứ cái gì tức hiện tượng thuộc về thân và tâm đang diễn ra là khổ, dukkha. Đừng nhìn vào cái đang diễn ra bằng tâm khó chịu, nếu không bạn sẽ trở nên khổ quá khổ đế được chứng nghiệm bởi trạng thái tâm tuệ giác và hoàn toàn trái ngược với loại khổ quá mà người ta cảm nhận sự hiểu biết về chân lý khổ là trí tuệ tâm mạnh mẽ đầy sinh khí tự do buông xả khi có sự hiểu biết này chân tâm dấn bóng tham và phiền não trong khi đó trải nghiệm về khổ sẽ dần mòn mỏi kiệt sức mà sự chứng ngộ chân thật về khổ hoàn toàn không dính mắt tham ái và phiền não trí tuệ không có sự thiên dị. Khi bạn tiếp tục hành thiền, hãy quan sát khi nào chánh niệm có mặt và không có mặt. Quan sát khi nào trí tuệ có mặt và vắng mặt. Trí tuệ tự nhiên sẽ hiểu cái gì lợi ích và không lợi ích. Bạn đang tu tập để học quan sát thân và tâm này, tức danh sách. Tuệ giác sẽ tăng theo sự hiểu biết của bạn và những gì bạn có thể biết cái nào lợi lạc hơn chánh niệm hay thất niệm phát triển trí tuệ hay không phát triển trí tuệ bạn cần phải trạch pháp và phân tích điều này cho chính bạn bất kể bạn gian sinh như thế nào cho người mù nhìn thấy được anh ta vẫn vô phương không thể nhìn thấy được cũng như vậy cho dù chúng ta yêu cầu một người bao nhiêu lần đi nữa hãy nhìn thấy chân đế tức sự thật cứu cánh anh ta vẫn chẳng hiểu về nguyên lý của nó nếu không có trí tuệ chỉ có bậc trí tầm phân biệt có thể chứng nghiệm bản chất của sự thật tối hậu trí tuệ không có sự thêm dị giữa đối tượng này và đối tượng kia không mong được thấy những điều khác biệt những gì mà bạn phải làm là hãy mở rộng đôi mắt bạn ra và bạn có thể nghi nhận rất rõ ràng bạn biết rằng bạn đang thấy hay chỉ có cái thấy đang sanh khởi mong muốn để thấy được những đối tượng hay trải nghiệm đặc biệt nào đó bắt nguồn từ tâm tham khi tham hiện hữu trong tâm trí tuệ không thể phát sanh khi chân tâm bị lấp đầy bởi tham muốn sẽ có càng nhiều tham sanh khởi trí tuệ ghi nhận khi mà tham đã sanh khởi trong tâm trí tuệ minh sát không thể hiểu đơn giản qua tư duy lý tính tâm thức bình thường không thể làm cho phát sanh tuệ giác qua tư duy. Tuệ minh sát không phải cái gì đó mà có thể thi thiết, khái niệm hóa qua hình ảnh. Ngược lại, tuệ minh sát là sự hiểu biết tường tận mới mẻ và uyên nguyên, cái sáng suốt về những nguyên lý hay bản chất tự nhiên. Thiện chính là những trạng thái tâm thiện được phát sinh liên tục bằng những trạng thái tâm tịnh hảo Định không thể thiết lập nếu những trạng thái tâm thiện được theo sau bởi tâm bất thiện. Định Samadhi được thiết lập khi sắc ta tâm trước nó là thiện. Nếu tâm hiện tại là thiện được theo sau bằng nhiều tâm sở thiện, thì sẽ có sự liên tục trong chánh niệm. Sự vắng mặt của niệm, định và tuệ là cơ hội cho phiền não phát sanh. Bất kỳ loại công việc gì bị phiền não chi phối sẽ có một ngày nó trở nên bế tắc. Ngược lại, công việc của sự hiểu biết không bao giờ nhàm chán. Nhận biết bằng trí tuệ, nhận biết sự thật, những điều này không hề vô dị hay đơn điệu, mà luôn mới mẻ và tinh khôi. Tâm không cảm thấy mệt mỏi với sự nhận biết này, vì sự nhận biết không có điểm dừng. Nó không bao giờ trở nên nhàm chán, cần phải vui với pháp hành đang được tu tập, tìm hứng thú trong pháp hành đó đây là công việc dành cho cả cuộc đời khi tâm nhìn thấy lần nữa cái đã quen thuộc trong quá trình ghi nhận sự hiểu biết trở nên rõ ràng hơn trí tuệ càng uyên thâm sâu sắc và bạn trở nên tràn đầy sự nhạy cảm và tinh tế hơn tràn đầy sinh khí hơn sự hiểu biết và trường tỉnh thức của bạn sinh sôi nảy nở không có sự chấm dứt đối với cái biết vì nó chẳng bao giờ viên mãn không nên có những tư tưởng kiểu như tôi biết tôi biết khởi lên trong quá trình thiền tập của bạn bởi vì chẳng bao giờ đủ cả tâm bắt đầu thấy những đối tượng từ nhiều góc độ khác nhau cả hai chiều cả hai phương diện thế giới tục đế và chân đế tâm và đối tượng nhân và quả pháp hành này cho mãi mãi đừng nghĩ rằng hành thiền chỉ có ngồi không thôi và không phải lúc ngồi thiền bạn mới có chánh niệm. Chánh niệm hiện tiền mọi lúc mọi nơi và trong tất cả hoạt động sống, tức sống thiền. Một khi bạn có thái độ chân chánh về sự tinh tấn quân bình mà không có sự mong cầu, tức tinh tấn trong thiền quán không phải dùng sức mà dùng thế, tức tinh tấn ở tâm. Hãy cố gắng chánh niệm liên tục. Chỉ khi ấy đà chánh niệm sẽ phát triển tự nhiên. Học cách giữ chánh niệm liên tục càng lúc càng lâu hơn là rất quan trọng, để rồi bạn có thể sử dụng đà quán tính này ở ngoài đời. Tâm không quá dốc sức hoặc mong mỏi điều gì đó, cả thân lẫn tâm sẽ không mệt mỏi. Không cần tập trung, hãy hành thiền với sự quân bình, yên tĩnh và liên tục. Khí cạnh quan trọng nhất của thiền chính là tâm thiền, chánh niệm phải luôn luôn có mặt quan sát xem tâm có làm việc hay không, liên tục kiểm tra tâm để biết chánh niệm có mặt hay không, tâm đang nhận biết gì. Điều cốt yếu là hãy hành thiền với sự cẩn thận, kính trọng và thích thú, và công phu tu tập bao nhiêu tùy khả năng của bạn. Bạn đã tiến xa đến trình độ hiện nay và sẽ tiếp tục đạt được tương xứng với những nỗ lực đã bỏ ra. Hài lòng với chánh niệm và sát na định mà chúng đang được vun bồi phát triển. Và hãy khắc cốt ghi tâm thực tập bền bỉ suốt cả ngày, mọi lúc với trạng thái tâm quân bình và chánh tinh tấn. Nên luôn có sự tinh tấn bền bỉ mạnh mẽ nhất có thể, không dùng sức thúc và cũng không tạo ra sự căng thẳng. Bất cứ cái gì đang diễn ra là khổ, đứt kha. Chỉ khi tâm thấu hiểu đứt kha ngay giây phút đó, tâm hướng đến niết bàn. Nếu con muốn, nó sẽ đến, nếu con không muốn, nó sẽ không đến. Hòa thượng Sueumin. Ngày 2. Tâm thiền phải là tâm thấm nhuần giáo pháp, hãy thanh thản, thoải mái và thư giãn với sự bình yên đức tin và trí thông minh. Đó là cách bạn nên hành thiền. Trí tuệ hiện hữu khi có chánh niệm đúng. Nhưng nếu chánh niệm này quá tập trung thì sẽ không có cơ hội cho trí tuệ phát sanh. Chính vì vậy, tâm không nên quá cố sức, tập trung, kiểm soát hay gò bó. Đừng cố gắng làm cho đối tượng nào đó mất đi. Tâm chỉ ghi nhận mọi sanh khởi và hoại diệt, không có một chút mong cầu hay bất mãn nào cả đừng quên hãy chánh niệm giữ tâm nhận biết đó trong tâm và phải thường xuyên kiểm tra phẩm chất tâm tâm đang làm gì có chánh niệm không có hay biết không nó nhận biết gì và biết đến mức nào cần có sự cảnh giác đối với những đối tượng đang nhận biết đó là sự hay biết khi cái nghe xảy ra khi tiếp xúc xảy ra tâm cảnh giác khi tâm nhận biết các đối tượng tại thời điểm tiếp xúc xảy ra có giáo pháp Dhamma cần phải am tường, cũng có pháp thực tại cần phải biết đến. Khi đề cập đến giáo pháp cần phải am tường, nghĩa là nói đến ngũ căn quyền, gồm niệm Sati, định Samadhi, tấn Viriya, tính Saddha và tuệ Panya. Pháp thực tại chúng ta phải biết chính là cái đàn sanh khởi ngay sát na hiện tại ở trong thân và trong tâm. Thiền là sự tu tập trao dồi và phát triển những hiểu biết Phật Pháp mà chúng ta chưa có. Để tiến đến nhận biết những gì chúng ta đã không biết. Đó là sự vận hành theo quy luật tự nhiên nhân quả của dạng Pháp, tâm và đối tượng. Trao dồi những phẩm chất thiện. Chúng ta hành thiền để phát triển chánh niệm, định, tinh tấn, đức tin và trí tuệ vẫn chưa có mặt trong tâm. Ngũ căn quyền này càng mạnh phiền não càng yếu. Khi chánh niệm có mặt, phiền não trở nên yếu. Khi chánh định có mặt, phiền não trở nên yếu. Khi tinh tấn có mặt, phiền não trở nên yếu. Khi đức tin có mặt, phiền não trở nên yếu. Khi trí tuệ có mặt, phiền não trở nên yếu. Điều quan trọng khi chúng ta hành thiền là để nuôi dưỡng và trao dồi những phẩm chất tâm thiện còn đang yếu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thiền chánh niệm không phải đi tìm kiếm những kinh nghiệm lạ đặc biệt. Trí tuệ không mong ước những kinh nghiệm lạ này xảy ra. Đức tin và tinh tấn, Sada và Veriya có thiện chí duy trì sự thực tập Tinh tấn là ước muốn thực tập liên tục với sự kiên trì. Đức tin muốn tiếp tục hành thiền bởi vì nó biết giá trị của pháp hành này. Chỉ chú tâm trên kết quả là công việc của tâm tham nếu bạn hài lòng với việc nhận thấy đối tượng mà bạn muốn thấy để là tham đang hoạt động khó chịu khi thấy đối tượng mà bạn không muốn thấy là sân cả hai đều là phiền não tất cả đều là pháp tự nhiên tất cả đối tượng đều là pháp tự nhiên là hiện tượng pháp bạn không thể nắm lấy bất kỳ đối tượng nào bằng tâm tham đừng cảm nhận bất kỳ đối tượng hay trải nghiệm nào cho là tốt hay xấu vì không có một đối tượng hay trải nghiệm nào tốt hơn bất kỳ đối tượng hay trải nghiệm khác đối tượng chỉ là đối tượng chúng cần được ghi nhận trực tiếp chỉ có thế thôi đừng tìm kiếm đối tượng hay những trải nghiệm mà bạn đã có ý niệm tốt về chúng sự tìm kiếm những trải nghiệm tốt đẹp chính là đang lao vào sự điều khiển của tâm tham bạn công hành thiền để đạt những trải nghiệm tốt đẹp. Nếu có suy nghĩ ngay giây phút này hay bạn đang cảm thấy nóng trong thân, chỉ cần nhận biết cái đang diễn ra. Những điều đó là gì? Tất cả chỉ là hiện tượng và đối tượng. Pháp hành thiền quán không phải để phát triển đối tượng đang diễn ra qua những nguyên nhân của chúng. Hành thiền là phát triển ngũ căn quyền của chánh niệm, định, tinh tấn đức tin và trí tuệ. Vui hành pháp Sảng khoái khi có thời ngồi thiền tốt hay khi có chánh niệm, cái nào tốt hơn? Sự tu tập không phải là sự vui thích với những kết quả mà vui thú tận hưởng chính sự thực tập đó. Bạn sẽ tự mình tiếp tục hành thiền một khi bạn đã hứng thú và vui với pháp hành. Khi cảm thấy đầy sảng khoái do công việc mà bạn đang làm, chỉ khi bạn thấy và hiểu những kết quả của sự tu tập bạn sẽ muốn để tâm làm thế nào trở nên khéo léo thuần thục trong việc hoàn thiện các điều kiện nhân duyên nếu nhân tốt thì quả cũng sẽ tốt hãy để việc gì đang diễn ra diễn ra nhưng cũng đừng quên cái biết trên hiện tượng xảy ra đó hãy trạch pháp và học hỏi pháp vị cứ theo tự nhiên hãy có những trạng thái tâm thiện bình yên sẽ theo sau. Điều quan trọng là tâm thiền phải là một tâm sở thiện hay đang hành thiền hướng đến chân thiện. Niệm, định, tinh tấn, đức tin và trí tuệ, tất cả ngũ căn quyền này là thiện. Trong số những thiện nghiệp chúng ta đang gieo trồng, gồm bố thí, trì giới, tu định hay tu tuệ, sự trao dồi những phẩm chất tâm thiện qua thiền quán là một công phu tu tập cao thượng nhất đa số con người ta trên trần thế này thích hưởng những hương vị dục lạc tức khoái cảm hay cảm giác cao độ trong số tất cả hương vị vị tuyệt hảo nhất chính là pháp vị hương vị của giáo pháp không chỉ là sự bình yên nội tâm đó còn là hương vị cao thượng của sự nhận biết và chứng nghiệm bạn cần thưởng thức đầy đủ các hương vị giáo pháp tức sự nhận biết giánh niệm và hiểu biết 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 Pháp buổi sáng 2. Phần tiếp theo được ghi lại từ tuyển chọn những bài nhắc Pháp thời sáng bằng tiếng Anh của Ashin Tanzania. Các bài Pháp này được ghi âm trong vòng 6 tháng hơn, từ tháng 10 2009 đến tháng 3 2010. Chúng tôi đã cố gắng giữ đúng nhịp điệu và phong cách trò chuyện của Ashin Tanzania trong quá trình biên soạn những bài nhắc Pháp này thành những chủ đề chặt chẽ lược bỏ những phần lặp lại. Thiền chánh niệm là một quá trình học hỏi. Thiền chỉ là công việc trao dồi những phẩm chất thiện của tâm. Chúng ta chỉ cố gắng phát triển chúng ở từng sắc na, rất đơn giản. Đừng quên cái gì đang diễn ra trong thân và tâm này. Nếu chánh niệm hiện tiền, trí tuệ cũng có mặt, thì tâm được tự do giải thoát giải thoát khỏi tà kiến và hệ lụy khổ đau. Thiền chánh niệm là một quá trình học hỏi nhận biết, không phải một quá trình sáng tạo. Vì vậy, chúng ta không cố gắng làm bất cứ gì, chỉ chờ đợi và quan sát cái đang diễn ra như nó là, không mong muốn kỳ vọng, chỉ cần thực tập đơn giản và liên tục như thế. Chúng ta không cố làm cho cái gì xảy ra, không kháng cự, cũng không cố làm cho nó mất đi. Đừng cố tạo ra cái gì, hãy an trú trong giây phút hiện tại với tâm đầy tỉnh thức, nhận biết và chánh niệm. Kiểm tra thái độ Ta hãy kiểm tra thái độ trước khi hành thiền. Thái độ, động cơ nào nằm đằng sau tâm thiền? Tâm muốn gì? Tâm trong mong gì? Tại sao tâm đang hành thiền? Tại sao tâm chánh niệm? chúng ta muốn hiểu biết, vậy nên tâm đang quan sát và học hỏi, ta không cố kiểm soát bất cứ hiện tượng gì, không cố tạo ra điều gì, chỉ việc sống trong sát na hiện tại, tỉnh thức, cảnh giác và chánh niệm. Hãy kiểm tra trạng thái tâm, kiểm tra xem phẩm chất chánh niệm trong tâm đang quan sát căng thẳng hay buông thư, thái độ đang có là thái độ nào, chân chánh hay không. Hãy thường xuyên kiểm tra thái độ khi bạn đang kiểm tra tâm chánh niệm đã có mặt đó rồi chỉ cần nhắc tâm và kiểm tra tâm là đủ và hãy kiểm tra tinh tấn năng lượng cần dùng và phẩm chất tâm bạn cảm nhận như thế nào khi tâm chánh niệm cứ chờ đợi và quan sát rất đơn giản bằng thái độ chân chánh đừng muốn kiểm soát trải nghiệm đừng muốn thay đổi đối tượng hay trải nghiệm bất cứ hiện tượng thuộc thân hay tâm đang diễn ra đều không phải trách nhiệm của bạn. Việc bạn phải làm là kiểm tra xem thái độ chân chánh và chánh niệm có mặt hay không và liên tục từ sát na này đến sát na khác kiểm tra, học hỏi và có hứng thú. Hứng thú với hoạt động của tâm Nếu tâm không muốn gì, tâm đã bình yên và thư giãn. Hãy nghĩ nó là nó cố gắng đặt niềm vui vào các hoạt động của tâm tâm đang hay biết tâm đang hướng đến và tâm đang cảm nhận đối tượng không quan trọng lắm đừng tìm kiếm nó quan tâm đến chất lượng của tâm kiểm tra chất lượng của tâm thái độ nào chánh hay tà kiến về những trạng thái đang hiện hữu khi bạn hành thiền chăm sóc chánh niệm và nuôi dưỡng chánh niệm lớn mạnh không dính mắt và phản ứng với bất kỳ đối tượng nào làm sao bạn làm được điều này nếu bạn không có thái độ chân chánh hay chánh kiến tâm sẽ luôn dính mắt vào một đối tượng nào đó hay phản kháng lại đối tượng nào đó tâm mãi không yên nếu bạn không có trí tuệ bạn không thể đi trên con đường trung đạo khi bạn sử dụng trí tuệ thái độ đúng chánh kiến và chánh tư duy tâm theo con đường trung đạo khi bản chất an tịnh và hiểu biết hiện hữu chân thật sẽ không có rắc rối nào cả ngay giây phút đó tâm càng hiểu biết sâu sắc hơn đừng quên phải có cách nghĩ đúng tiếp nhận đúng thông tin tư duy đúng và có thái độ đúng bạn đang làm gì bây giờ tâm đang làm gì đối tượng nào đang xảy ra trong tâm bất cứ cái gì đến mọi thứ đều ok không vấn đề gì cả hãy để tự nhiên cứ an trú trong chánh niệm trong sắc na hiện tại mà chúng ta đang cố gắng chánh niệm tỉnh táo và thích thú chúng ta không cố để tâm chạy đi đâu cả không cố đặt cái này cái kia chúng ta chỉ cần có chánh kiến chánh niệm và hứng thú trải nghiệm luôn đang diễn ra về những đối tượng luôn đang diễn ra bất cứ đối tượng gì đang xảy ra đều không phải trách nhiệm của chúng ta đối tượng là cái mà nó đang là trách nhiệm của chúng ta là luôn cân nhắc tư duy đúng có thái độ đúng và chánh niệm liên tục chánh tư duy rất quan trọng thái độ chân chánh chánh tư duy nghĩa là ghi nhận mọi đối tượng đúng bản chất hiện tượng đối tượng là đối tượng mỗi đối tượng là hiện tượng tự nhiên chẳng có gì rắc rối chúng ta muốn biết và chúng ta muốn hiểu bản chất tự nhiên mà nó đang là Hãy kiểm tra năng lượng. Bạn đang sử dụng bao nhiêu năng lượng? Nếu bạn tiêu hao nhiều năng lượng, tâm trở nên căng thẳng. Bạn có chắc chánh niệm đang có mặt không? Nếu bạn có thể thấy chánh niệm, chắc chắn chánh niệm có mặt. Chúng ta không cố đạt hay chứng đắc gì cả. Thiền là sự trao dồi chánh niệm ngay trong từng sát na hiện tiền. Không cần thiết sử dụng quá nhiều năng lượng. Không phải chú tâm, thẩm thấu hay tập trung. Chỉ cần nhớ về phút hiện tại này, nếu bạn không muốn bất cứ điều gì, tâm rất bình an. Bạn không thể đạt bất cứ điều gì chỉ vì bạn muốn nó. Bất cứ cái gì bạn có được là do điều kiện nhân duyên. Do nhân đầy đủ nên quả đến, không phải bởi vì bạn muốn nó. Bạn cần quan tâm đến chánh niệm, để ý đến tâm thiền. Ngay tại sắc na hiện tại này, chánh niệm có hay không có? Đừng chạy theo đối tượng, đối tượng không quan trọng, tâm quan trọng hơn. Hãy ở với tâm chánh niệm. Bạn cần phải kiểm tra trạng thái tâm thế nào, thái độ ra sao khi đang hành thiền. Hãy kiểm tra năng lượng bản thân đã sử dụng bao nhiêu, tâm thư giãn hay căng thẳng. Bạn không cần nỗ lực kê gớm để nhận biết đối tượng. Tâm tự nhiên sẵn biết đối tượng rồi. Trách nhiệm của bạn là chăm sóc chánh niệm của mình ngay đây và bây giờ. Nó có mặt hay không có mặt? chúng ta không cố gắng để tâm hướng đến bất cứ cảnh giới nào chúng ta không kỳ vọng gì cả và chúng ta không cố tạo ra bất cứ điều gì tâm ung dung chánh niệm từng sát nam một tâm đang thiền phải đơn giản trong thư thái chờ đợi chúng ta chờ đợi và quan sát nó như nó là suy nghĩ về bản chất tự nhiên là bản chất tự nhiên bản chất tự nhiên này không phải sở hữu của chúng ta không phải của người nào khác không của ai cả về bản chất tự nhiên không có một con người không một ai cả chân thật pháp là hiện tượng tự nhiên tức tâm và đối tượng tất cả đều là quá trình tự nhiên vì có nhân và điều kiện nên có quả quá trình nhân quả và điều kiện hóa của tâm thức đều là tự nhiên pháp hữu vi là do nhân duyên sanh hay cái này có thì cái kia cũng có mặt tất cả chỉ là tiến trình nhân và quả tâm đang chánh niệm tâm đang cảm nhận tâm đang hướng tâm và tâm đang ghi nhận dạng pháp là tâm tâm đang làm việc tâm đang diễn ra hiện tượng tự nhiên đang diễn ra và hiện tượng tự nhiên đang làm việc tại sao bạn chánh niệm đừng quên bạn đang làm gì đừng quên tại sao bạn đang làm điều này trạng thái tâm khi đang quan sát là gì bạn đang phát triển chánh niệm và bạn đang quan sát liên tục đây là sự tu tập từng sát na một. Tâm đang thiền và có thái độ chân chánh. Sự thực tập này phải được gia công đúng cách. Trải nghiệm luôn đang diễn ra. Những loại suy nghĩ nào nằm ngay đằng sau tâm đang quan sát? Bằng trạng thái tâm nào bạn đang quan sát nó? Từ quan điểm nào mà bạn đang nhìn nó? Khi tâm đang không kỳ vọng điều gì, không muốn bất kỳ cái gì, ngay lúc ấy hiểu biết mới có thể sanh khởi. thấu hiểu pháp tự nhiên đối tượng là đối tượng bất cứ đối tượng hay trải nghiệm nào xuất hiện cũng không gây trở ngại cho pháp hành của bạn đối tượng đang giúp bạn chánh niệm bạn có thể sử dụng bất kỳ đối tượng nào để phát triển giới định tuệ nếu bạn có thái độ chân chánh mọi đối tượng không là vấn đề và chúng không gây phiền toái bất kỳ đối tượng nào cũng là đối tượng pháp thậm chí đau có thể là đối tượng đau là một đối tượng không đau cũng là một đối tượng đối tượng là đối tượng nếu tâm hiểu đối tượng là cái đối tượng đang là tâm không thể dính mắt và không phản kháng tâm vô tham và tâm vô sân có định bây giờ âm thanh của cái máy này rõ rệt tức cái micro này đang tạo ra âm thanh phản hồi âm thanh này có vấn đề gì không hãy nghĩ âm thanh như nó đang là chân thật pháp đang sanh khởi đang diễn ra nó trở thành một đối tượng rồi tâm có thể biết nó bạn có thể chánh niệm đối tượng này và bạn có thể phát triển chánh niệm này định và tuệ hãy dùng đối tượng này nếu bạn có thái độ chân chánh bạn có thể phát triển niệm định và tuệ đối tượng giúp tâm chánh niệm tỉnh thức và cảnh giác vì có đối tượng bạn mới có thể học hỏi có thể chánh niệm và có thể hiểu biết trong giây phút hiện tại chúng ta chỉ cố gắng tỉnh thức và cảnh giác không có kỳ vọng không tham nên tâm sức bình yên và tự do trong giây phút hiện tại chúng ta cần cảnh giác tỉnh thức và sẵn sàng chúng ta chỉ cố gắng qua từng sát na đều sống trong tỉnh thức bởi vì ham muốn bởi vì tham ái chúng ta không được tự do nếu chúng ta muốn cái gì nếu chúng ta khó chịu cái gì tâm không tươi tỉnh không kỳ vọng không phản ứng thì tâm thức tỉnh trạng thái tỉnh thức nghĩa là chúng ta biết và hiểu cái đang diễn ra đối với mọi đối tượng bất kỳ trải nghiệm nào ngay trong sắc na hiện tại cũng chỉ có tâm các đối tượng và chánh niệm chúng ta cần có thái độ chân chánh trong chánh niệm này hiện tượng tự nhiên là hiện tượng tự nhiên cảm thọ chỉ là cảm thọ bạn chắc chánh niệm đang hiện hữu ý nghĩa của chánh niệm là đừng quên điều này nghĩa là đừng quên nghĩ đúng đắn đừng quên chánh niệm đừng quên đối tượng đúng chánh niệm là đừng quên nhớ và nhắc nhớ là chánh niệm bạn có chắc chắn là chánh niệm có mặt không Hãy ghi nhận khi chánh niệm có mặt, nếu chánh niệm có mặt, ngay khi đó đối tượng đã có sẵn đó rồi, bạn không cần chú tâm trên đối tượng. Bạn chỉ cần kiểm tra xem chánh niệm có mặt hay vắng mặt, liệu chánh niệm có liên tục hay không. Bất cứ đối tượng nào đang diễn ra trong tâm và thân cũng đều không phải trách nhiệm của bạn. Trải nghiệm là trải nghiệm, cũng không phải trách nhiệm của bạn trách nhiệm của bạn là có thái độ chân chánh và giữ chánh niệm liên tục kiểm tra lại và thêm lần nữa để biết bạn có thái độ đúng hay sai nhắc nhở kiểm tra nhớ bao nhiêu đây là đủ rồi bạn không cần sử dụng quá nhiều sức để tập trung tâm cảm nhận như thế nào khi chánh niệm thư giãn hay không căng thẳng hay không hãy kiểm tra trạng thái tâm tâm thiền phải thư giãn bình an và hứng thú khi bạn đang hành thiền trên bất kỳ cái gì đang xảy ra không trải nghiệm nào cản trở sự quan sát của bạn dạng pháp là hiện tượng tự nhiên là pháp và đối tượng bất kỳ cái gì đang xảy ra là để học hỏi bạn không đang tìm kiếm một đối tượng nào bạn đang kiểm tra phẩm chất tâm của bạn phẩm chất của tâm đang quan sát bạn có thái độ chân chánh hay không tâm thư giãn hay không. Hãy kiểm tra chất lượng tâm, chất lượng chánh niệm, tâm đang làm việc như thế nào, tâm thiền có thích thú không, chánh niệm có mặt hay không. Bạn đang kiểm tra, nhắc nhở và nhớ mỗi sát na một. Nếu tâm mỗi lúc một mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn, tâm đang quan sát cũng mạnh mẽ và trong sáng hơn, nó đang làm công việc của mình. Trách nhiệm của bạn là chỉ duy trì chánh niệm từng mỗi sát na một một cách thư thái, thư giãn và có hứng thú. Đừng theo đuổi đối tượng. Bạn chỉ cần chăm sóc chánh niệm, không phải các đối tượng. Nếu bạn chánh niệm thì đối tượng đã ở đó rồi, bạn đang dung bồi chánh niệm liên tục. Bạn không làm bất cứ gì đến đối tượng, hãy ở với chánh niệm và quan trọng hơn là bạn hãy quan tâm đến chánh niệm, kiểm tra và thực hành liên tục như vậy qua từng sát na một, rất đơn giản bất kỳ đối tượng nào mà tâm đang hay biết hãy để tự nhiên tâm biết đối tượng nào đó tâm biết đối tượng này hay đối tượng kia bạn đang chờ đợi và quan sát tâm làm việc như thế nào tâm ở đâu tâm đang nhận biết vậy thì cứ tiếp tục cố gắng luôn nhận biết đôi khi bạn có thể dính mắt vào đối tượng bạn có thể nhận biết bất kỳ đối tượng nào và có thể biết bất kỳ điều gì về một đối tượng nếu tâm từ từ lắng dịu xuống hay kiểm tra tâm có thể biết bất cứ cái gì tâm phản ứng như thế nào đối với một trải nghiệm nào đó tâm có chánh niệm hay không khi bạn ghi nhận một đối tượng bạn cảm nhận thế nào bạn nghĩ gì giữ chánh niệm liên tục rất quan trọng nếu bạn chánh niệm liên tục bạn phải thấy bạn phải biết rằng chánh niệm đang có mặt hay vắng mặt nếu bạn chạy theo đối tượng chánh niệm có thể bị gián đoạn nếu bạn kiểm tra thấy chánh niệm có mặt đối tượng đã có ở đó rồi không cần chạy theo đối tượng không cần chú tâm đến đối tượng việc đó chỉ phí công phí sức tốn thời gian và không cần thiết nếu bạn ghi nhận được chánh niệm có mặt thì đối tượng đã đang diễn ra rồi bạn không cần phải chăm chú vào một đối tượng đối với bất kỳ đối tượng nào bạn chỉ cần biết rằng bản chất tự nhiên đang diễn ra tâm thiền rất quan trọng khi đang nhận biết đang chánh niệm là khi tâm đang làm việc tâm đang chánh niệm tâm đang quan sát bạn phải có thái độ chân chánh và chánh kiến bất kỳ cái gì đang xảy ra đều là trải nghiệm chứng đắc hiện tượng gì không quan trọng chỉ cần ghi nhận trải nghiệm là được bạn chánh niệm cái đang diễn ra nghe đang diễn ra không cần cố gắng nghĩ về ý nghĩa của hiện tượng bạn đang cố ghi nhận trải nghiệm này đang nhận biết rằng bạn đang nghe là đủ trước khi bạn đang nghe trước khi bạn đang lắng nghe chánh niệm phải sẵn sàng nếu chánh niệm liên tục thì chánh niệm phải luôn đang chờ đợi và đang quan sát bây giờ bạn đang nghe âm thanh và sự im lặng không chỉ âm thanh thôi mà có cả sự im lặng đối tượng là trải nghiệm và trải nghiệm là đối tượng chúng ta không đang chạy theo bất kỳ đối tượng nào chúng ta để cho đối tượng tự đến đối tượng đã ở đó thì trải nghiệm luôn ở đó chúng ta không cố chạy theo đối tượng hay tập trung vào đối tượng tại sao chúng ta chánh niệm tại sao chúng ta đang quan sát chúng ta phải có chánh kiến động cơ chân chánh và hiểu biết đúng. Chúng ta muốn hiểu và muốn biết bản chất thực của trải nghiệm. Chúng ta muốn thấu hiểu. Cho nên chúng ta đang học hỏi. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta đang quan sát. Định thiền quán Vipassana Samadhi Định Samadhi đến từ thái độ chân chánh, chánh kiến và hiểu biết đúng. Bạn không cố làm cái gì với tâm tham bạn không cố làm cái gì với tâm sân hay tâm si. Bạn chánh niệm trong giây phút hiện tại bằng thái độ đúng. Bất kỳ cái gì đang diễn ra trong thân và tâm này chỉ là hiện tượng tự nhiên. Nếu bạn nghĩ như thế này, hiện tượng tự nhiên là hiện tượng tự nhiên, cảm thọ là cảm thọ, tâm sẽ không đàn phản ứng, thích hay không thích. Thế nên tâm an định bất kỳ cái gì đang diễn ra đều không phải trách nhiệm của bạn trách nhiệm của bạn là cố gắng suy nghĩ đúng cách và cố gắng giữ chánh niệm liên tục chánh kiến và chánh tư duy rất quan trọng có chánh kiến và chánh tư duy thì định đã ở đó rồi hãy kiểm tra trong tâm bạn nếu không có tham không có sân không khó chịu không phản ứng đấy chính là định samadhi đây là định trong thiền quán vipassana samadhi và chánh định sama samadhi nhờ có sự hiểu biết chánh kiến chánh tư duy nên tâm đã yên tĩnh bình an và ổn định ý nghĩa của định là sự an định của tâm không chú tâm chỉ cần tự hỏi chính bạn xem tâm đang làm việc như thế nào tại sao tâm đang làm việc và tâm có thư giãn không hãy kiểm tra chất lượng của tâm chỉ bằng cách kiểm tra thôi bạn không cần nhọc công nhọc sức để chánh niệm. Nếu bạn có chánh kiến, chánh tư duy và suy nghĩ đúng rồi thì tâm ổn định. Khi tâm yên tĩnh và bình an, đây là samadhi. Không tham đã là định, không sân cũng đã là định, đấy chính là định thiền quán, vipassana samadhi. Bạn không thể đạt bất cứ điều gì chỉ vì bạn muốn nó nếu tâm không muốn gì tâm đã bình yên và thư giãn kỳ vọng và nhẫn nại đối với bất kỳ trải nghiệm nào xuất hiện hãy kiểm tra xem bạn có phản ứng hay không bạn có hứng thú vào chánh niệm không bạn hứng thú vào tu tập không tại sao bằng chánh niệm pháp hành của bạn nên đơn giản và tự nhiên không chút kỳ vọng bạn không cố để đạt điều gì đó bạn đang cố gắng chánh niệm trong giây phút hiện tại nếu sự kỳ vọng cao tâm sẽ không còn hứng thú nó không thể thỏa mãn với cái đã có. Tâm trở nên chán ngán và chai lì pháp. Nếu bạn hiểu trong giây phút hiện tại cái mà bạn đang làm và đã đạt được, hiểu một cách thấu đáo, tâm có thể thỏa mãn hay thích thú. Thiền là cả quá trình học hỏi, bạn không thể nóng dội. Thiền là sự ghi nhận những gì đang diễn ra. Đôi khi, những mong đợi phải đạt được cái gì đó xuất hiện nhưng nó không phải là vấn đề điều duy nhất bạn cần làm là ghi nhận sự kỳ vọng đang hiện hữu đó đừng đánh giá hay phán xét sự kỳ vọng này bởi vì thiền không phải cố thay đổi hay cố kiểm soát bất cứ cái gì thiền chỉ là ghi nhận cái đang diễn ra đừng làm phức tạp các thứ hiện tiền ở giây phút hiện tại hãy đơn giản và chỉ nhận biết nếu bạn không có sự mong đợi tức không muốn gì cả thì tâm đã bình yên. An nhiên hiện tại Hãy an trú trong giây phút hiện tại với sự bình yên nơi tâm. Chỉ ung dung trong giây phút hiện tại và ở trong giây phút hiện tại thì chúng ta cũng nhận biết điều gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại. Vì vậy, đừng quên vì sao bạn đang làm điều này. Đừng quên tại sao để làm gì với động cơ nào có phải bạn muốn đạt cái gì đó không bạn có chắc chánh niệm có mặt không nếu nó có mặt thì bạn hiểu biết điều gì đôi khi bạn cần sử dụng những loại câu hỏi đại loại như cái gì tại sao và như thế nào nhưng câu trả lời không quan trọng sự hứng thú mới quan trọng bạn chỉ cần có hứng thú bạn không thể bạn không cần đạt kết quả ngay tức thì lợi ích của chánh niệm khi chánh niệm liên tục bạn cảm nhận như thế nào trong giây phút hiện tại ngay bây giờ bạn có muốn điều gì không bạn có kỳ vọng nào không bạn đang làm gì nếu niệm có mặt ở giây phút này bạn cảm nhận ra sao nếu để mất chánh niệm tâm có gì khác không chánh niệm và thất niệm tâm giữa hai trạng thái này khác nhau ra sao bạn có hiểu giá trị của chánh niệm không hay an trú trong chánh niệm, giảng pháp đến trong chánh niệm, sự khác biệt gì giữa chánh niệm và thất niệm chính là có phẩm chất tâm khác nhau. Bạn cần hiểu giá trị của chánh niệm. Nếu có chánh niệm, bạn cảm nhận ra sao? Khi bạn đang hành thiền, tâm căng thẳng hay thư giãn? Khi bạn hứng thú, trí tuệ đang làm việc nhờ có đối tượng, bạn có thể chánh niệm. Tính liên tục rất quan trọng qua từng sát na một, từ giây phút này đến giây phút khác và phát sinh quán tính, đà quán tính này là tự nhiên, tự nhiên là pháp. Sự liên tục tu tập sẽ trở thành thói quen, thói quen trở thành bản chất. Thói quen trở thành bản chất khi sự thực tập đạt đà quán tính và pháp đang vận hành, pháp tự nhiên đang vận hành, không có ai đang hành thiền, không ai đang tu tập. Pháp tự nhiên là sự tu tập đa quán tính phát sinh là do quá trình nhân và quả. Mỗi khi có chánh niệm thì tâm an toàn, chắc chắn, đầy ý nghĩa và sống động. Nếu thất niệm, chúng ta đang lạc lối, đánh mất ý nghĩa. Chúng ta không nhận biết điều gì xảy ra trong giây phút hiện tại. Chúng ta đuôi và điếc. Chánh niệm và thất niệm có phẩm chất hoàn toàn khác nhau như trời với đất nếu chúng ta có chánh niệm với trí tuệ tùy thuộc phẩm chất của trí tuệ chánh niệm sẽ mạnh mẽ hơn giá trị cũng rất khác biệt chúng ta cần hiểu biết rằng chúng ta dụng công trong tu tập bao nhiêu chúng ta sẽ gặt hái tương xứng bấy nhiêu nếu chúng ta không hiểu những gì chúng ta vốn đang có chúng ta không thể thỏa mãn nếu chúng ta có quá nhiều kỳ vọng chúng ta không biết cái chúng ta có nếu sự kỳ vọng quá cao, chúng ta bất mãn với cái chúng ta vốn đang có. Chúng ta cần trân quý điều chúng ta đang tu tập. Chúng ta cần hiểu biết giá trị những gì chúng ta đang làm. Lợi ích của việc đang làm này là gì? Sẽ có kết quả gì nếu chúng ta không thực hiện? Nếu chúng ta không đang làm điều này, thì việc gì sẽ xảy ra? Chúng ta đang trao dồi và phát triển những phẩm chất cao quý của tâm ngay trong mỗi sát na hiện tại. Về tránh tinh tấn và năng lượng Hãy kiểm tra năng lượng của bản thân và xem xem bạn cần sử dụng bao nhiêu năng lượng. Bạn không cần quá nhiều năng lượng để nhận biết đối tượng, để chánh niệm. Nếu có sự kỳ vọng, mong cầu đi gì đó, tức thì tâm sử dụng nhiều năng lượng hơn. Hãy kiểm tra trạng thái tâm của bạn liên tục. Đừng để tâm căng thẳng hay mệt mỏi. Tâm thiền phải thật thư giãn. Đừng dùng quá nhiều sức để tập trung chú ý. Không cần dùng nhiều sức để nhận biết đối tượng. Một cách tự nhiên, tâm có thể biết đến đối tượng rồi. Chúng ta cần liên tục nhắc nhở chính mình về nhận biết tầm quan trọng của việc an trú trong giây phút hiện tại qua từng sát nam một. Chúng ta không cần sử dụng quá nhiều tinh tấn hay quá nhiều năng lượng để chú tâm và chánh niệm bản chất của tâm có thể biết đến đối tượng một cách tự nhiên nên đừng cố gắng để nhận biết đối tượng nếu tâm thư giãn thì tâm đã biết điều gì đó về chính nó rồi ý nghĩa của tinh tấn là cố gắng liên tục cố gắng kiên nhẫn cố gắng thư giãn tinh tấn là đang làm điều chúng ta nên làm và không đang làm điều không đáng được làm tinh tấn cũng là cố gắng làm giảm bớt phiền não. Duy trì chánh niệm liên tục cũng là tinh tấn. Về tu tập đúng Thỉnh thoảng chúng ta ngồi và ngưng hành thiền. Sự ngưng hành thiền là tu tập sai. Thái độ sai và sự hành thiền sai là ngừng tu tập. Đồng nghĩa với việc tu tập đúng, tức là khởi sự tu tập. Tâm có thể nhận biết tâm có đà chánh niệm rồi chánh niệm cũng có ở mọi lúc tâm ghi nhận được nhiều đối tượng rồi nếu có chánh kiến thái độ chân chánh tư duy chân chánh thì tâm lập tức lắng dịu trở nên bình an chúng ta ngừng hay bỏ hành thiền sai nghĩa là chúng ta bắt đầu thực tập đúng bác chánh đạo chúng ta đang thực tập bác chánh đạo trong giây phút này chúng ta có thể nghe sự thật là chúng ta chánh niệm rằng chúng ta đang nghe là chánh kiến chúng ta biết cái đang diễn ra trong sắc na hiện tại đây là chánh kiến đây là hiện tượng tự nhiên đây là sự trải nghiệm đối tượng là đối tượng trải nghiệm là trải nghiệm không có ai không có người nào cả nếu chúng ta có thái độ này và chánh niệm cái đang diễn ra thì đây chính là chánh kiến và chánh tư duy khi chúng ta có chánh kiến và chánh tư duy, chúng ta không thể nói sai, làm sai và sống sai. Đây chính là chánh tinh tấn, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh niệm là chánh nghiệp. Khi đó chúng ta có chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Đây chính là bát chánh đạo. Ngũ căn quyền indriya Chính tinh tấn là sự kiên trì, bền bỉ. Nó có nghĩa là trạng thái kiên trì, trạng thái kiên nhẫn, liên tục, lập đi lặp lại và không bỏ cuộc. Đây là ý nghĩa của tinh tấn. Không dùng nhiều sức, hãy kiểm tra phẩm chất của ngũ căn quyền, sati, samadhi, viriya, sada và panya. Bạn có bao nhiêu sự hứng thú? Bạn đã sẵn sàng tu tập chưa? Panya là hiểu biết, trí tuệ, cho nên, bạn cần kiểm tra xem chánh niệm có mặt trong tâm không? Hiểu biết có mặt không? Trí tuệ có mặt không? Kiểm tra chất lượng tâm đang quan sát và tâm đang thiền. Tâm là đang hành thiền. Tâm là đang quan sát. Tâm là đang tu tập. Bạn không cần sử dụng quá nhiều năng lượng để tu tập. Bạn chỉ đang quan sát bằng thái độ chân chánh, chánh kiến và khân thú. Bạn cần phải biết liệu chánh niệm có mặt hay không bạn cần trân trọng việc chánh niệm đang hiện hữu điều mà bạn đang ghi nhận đang chánh niệm trên đối tượng đang diễn ra bạn nên biết định samadhi có hiện diện hay không có phải định đang có mặt không nếu bạn nhận biết không có định thì bạn biết không có định bởi vì bạn chánh niệm nên bạn biết nếu bạn ghi nhận rõ ràng chánh niệm có mặt hay không nếu bạn ghi nhận rõ ràng định có mặt hay không, trí tuệ có mặt hay không. Và nếu bạn ghi nhận rõ ràng rằng trí tuệ không có mặt, điều này trong tự chính nó cũng là trí tuệ. Đây cũng là sự hiểu biết. Tham ái Tham rất mưu mẹo, nó luôn thúc đẩy bạn. Bất cứ điều gì bạn nghĩ, bất kỳ cái gì bạn nói, bất cứ cái gì bạn làm, Tham đều thúc đẩy chi phối bạn. Có rất nhiều ngõ lách cho tham len lõi vào ngự trị trong tâm của bạn. Bạn muốn gì? Thỉnh thoảng bạn nên tự hỏi bản thân. Tôi muốn gì? Tôi muốn có cái gì đó không? Luôn luôn có ham muốn nào đấy. Do sự ham muốn này khao khát, tham ái, kỳ vọng cùng bản chất như nhau mà tâm rất khổ sở, căng thẳng và không như ý. Nếu tâm không muốn gì, tâm sức tự do tự tại bạn không thể đạt cái bạn muốn nếu bạn hiểu nguyên lý này rằng bạn không thể đạt cái gì đó là bởi vì bạn muốn nó và rằng bạn chỉ có được những gì đến từ điều kiện nhân duyên nhân và quả thì lập tức khát khao tham khà muốn giảm dần suy yếu dần tham ái sẽ giảm dần mọi pháp diễn ra đều do quy luật nhân và quả không phải bởi vì bạn muốn nó xảy ra thầy của tôi có lần nói rằng nếu con muốn nó sẽ đến nếu con không muốn nó không đến ân ý nằm đằng sau câu nói này là gì nếu bạn muốn nó sẽ xuất hiện nghĩa là nếu bạn mong muốn do tham ái bạn sẽ khổ đau câu đầu tiên nghĩa rằng ham muốn là do tham ái ví dụ một người nào đó không thích bị đau anh ta muốn nó nhanh chóng biến mất anh ta muốn không đau câu thứ hai nếu con không muốn nghĩa rằng nếu bạn không muốn đó là do sân hay tham ái thì kết quả khổ đau sẽ không xuất hiện cái muốn trong câu đầu là do tham ái mà có cái không muốn trong câu thứ hai là do trí tuệ mà có cách nói trong câu đầu là nguồn gốc của khổ và khổ trong câu hai là do tuệ đạo và diệt khổ nếu bạn có tham ái hay ham muốn lopa thì lập tức sân và ác ý sẽ đến. Tham ái và sân hận là lupa và dosa, nhưng tuệ đạo không muốn, là bởi vì hiểu biết rằng bạn không muốn có sự tham ái hay sân. Đó là tại sao khổ không sanh khởi. Nếu bạn muốn cái gì đó bằng tâm tham, chắc chắn khổ sẽ sanh khởi. Bạn không đạt được cái gì chỉ bởi vì bạn đã muốn nó bất cứ cái gì bạn đạt được là do điều kiện nhân duyên, do nhân và quả. Nhưng người đời nghĩ rằng họ sẽ đạt được những gì họ muốn. Thật sự, bạn chỉ có thể chuốt lấy khổ đau nếu bạn muốn cái gì đó bằng tâm tham ái. Nếu bạn hiểu dạng pháp sanh khởi thông qua quy luật nhân quả, dạng pháp diễn ra đều bởi điều kiện nhân duyên, thì bạn sẽ không còn muốn tham lam hay sân hận, tốt hay xấu, khổ không sanh khởi. Sự bình an trong tâm, sự giải thoát tự tại đến bởi vì bạn không muốn thứ gì. Braga Kayo Nippana Nghĩa là nếu bạn không có tham ái thì đây chính là Nippan, Nippana. Nếu tham ái mất đi, đây là sự giải thoát. Chúng ta đang khổ đau bởi vì chúng ta không biết và chúng ta ham muốn. Bởi vì chúng ta không biết nên tham và sân. Lupa và Dosa đang hiện hữu. Chấp nhận Chúng ta đang cố gắng suy nghĩ đúng. Chúng ta đang cố gắng chánh niệm. Chúng ta không phàn nàn về những gì đang diễn ra. Chúng ta kiểm tra phẩm chất của chánh niệm, nhắc nhở, kiểm tra và ghi nhận. Sự chấp nhận rất quan trọng. Nếu chúng ta không có chánh kiến hay chánh tư duy, chúng ta không thể chấp nhận. Nếu chúng ta không thể chấp nhận, chúng ta không thể học hỏi chúng ta cứ mặc kệ chúng ta không cố gắng thay đổi kinh nghiệm chúng ta không thay đổi tiến trình tự nhiên chúng ta đang cố gắng chánh niệm không phàn nàn hay ca cẩm những gì đang diễn ra mọi thứ đều là sự trải nghiệm bất kỳ cái gì đang xảy ra cũng đều xảy ra theo quy luật nhân và quả chúng làm việc của chúng ta làm việc của ta chúng ta nên làm gì chúng ta chỉ ghi nhận cái đang diễn ra, mọi thứ đều là hiện tượng tự nhiên. Trân quý tâm đang hoạt động. Chúng ta không trân quý cái mà chúng ta đang làm, chúng ta luôn phàn nàn và hay suy nghĩ về cái đang diễn ra, trải nghiệm có thể tốt hay xấu, sai hay đúng đều không quan trọng, trải nghiệm là trải nghiệm. Chúng ta cần trân trọng và chúng ta cần ghi nhận rằng tâm đang làm việc, đang chánh niệm và đang quan sát. Nếu trải nghiệm tốt, tâm sẽ vui thích, vui thích, sáng khoái. Nếu trải nghiệm xấu, tâm buồn bã, chán nản. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta chưa thật sự hiểu biết. Chúng ta phải hiểu rằng hiện tượng tự nhiên là hiện tượng tự nhiên và đối tượng là đối tượng. Chúng ta buông xả trải nghiệm, chúng ta không cố gắng nắm chặt bất kỳ trải nghiệm hay đối tượng nào chúng ta đang cố gắng trân quý sự thể là cái tâm đang làm việc. Chúng ta chỉ cần kiểm tra phẩm chất chánh niệm của tâm đang quan sát và tâm đang hành thiền. Tâm thiền có đang làm gì không? Hay ù lì trơ ra đó? Tâm có hứng thú hay không? Tâm mạnh mẽ không? Chỉ cần kiểm tra. Làm cho tâm vững mạnh. Tâm đang quan sát của bạn phải vững mạnh và được thanh lọc, ít phiền não nếu tâm sẵn sàng thì tuệ giác khởi sanh. Vì vậy, hãy quan tâm đến hoạt động của tâm, để ý đến sự tu tập và chăm sóc tâm đang quan sát. Trao dồi tâm để nó mỗi lúc càng mạnh mẽ hơn. Tùy thuộc phẩm chất của tâm, đối tượng được cảm nhận khác nhau và cái nhìn thay đổi. Nhiệm vụ của chúng ta là tăng cường hơn nữa sự vững mạnh phẩm chất chánh niệm chánh niệm mạnh mẽ hơn nghĩa là chánh niệm và trí tuệ song hành hoạt động liên tục đây là chánh niệm có chánh kiến thái độ chân chánh tư tưởng đúng và tư duy đúng nếu sự tu tập này liên tục thì tâm càng lúc càng mạnh mẽ hơn chúng ta chỉ cần tu như thế này nếu tâm trở nên mạnh mẽ hơn nó có thể làm công việc của nó pháp tự vận hành và hiện tượng tự nhiên cũng vận động theo cách của nó Chúng ta không đang cố nhìn thấy đối tượng, chúng ta đang không cố tìm kiếm điều gì đó hay cái gì đó. Chúng ta đang cố gắng làm cho tâm đang thiền càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Làm thế nào chúng ta làm cho tâm càng mạnh mẽ hơn? Khi chúng ta chánh niệm bằng thái độ chân chánh, hiểu biết đúng, thì tâm có trí tuệ và nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này không phải vì chúng ta dùng nhiều sức, nếu chúng ta sử dụng quá nhiều năng lượng tâm sẽ mệt mỏi nếu chúng ta cố nhìn thấy cái gì đó tâm sẽ căng thẳng hơn chúng ta đang trao dồi phẩm chất chánh niệm để tăng cường sức mạnh cho tâm ngày càng mạnh mẽ hơn nếu chúng ta có chánh niệm với trí tuệ và sự liên tục tâm trở nên mạnh mẽ và trong sáng hơn khi tâm trở nên mạnh mẽ hơn nó có thể làm công việc riêng của nó tự tâm thủ tự tâm đối với những hành giả tu tập lâu tâm phải có phẩm chất càng tốt đẹp hơn tâm chánh niệm ổn định và bình an hơn ta có nhiều hiểu biết hơn sử dụng công ít ra cũng đạt được như thế khi chúng ta có thêm nhiều hiểu biết chúng ta ít phản ứng và ít khó chịu do chúng ta phản ứng nên chúng ta khổ đau nhờ sự học hỏi mà chúng ta hiểu biết có hiểu biết thì sự tự tin sẽ đến trong tâm. vô thường anicca khổ dukkha vô ngã anatta không có gì mãi trụ giống nhau. dạng pháp luôn thay đổi. bản chất tự nhiên của dạng pháp đang sanh khởi là do điều kiện nhân duyên, do các duyên hợp thành đối tượng tức danh sắc đang sanh khởi. đây là ý nghĩa của sự vô thường anicca bạn cần thấu rõ bất cứ cái gì đang diễn ra suy nghĩ đang diễn ra cảm giác đang diễn ra tâm đang biết đang diễn ra chánh niệm đang diễn ra bạn cần ghi nhận ngay rằng nó đang diễn ra đang sanh khởi đang diễn ra đang trở thành đang diễn ra đang trở thành và đang sanh khởi sự diễn ra là vô thường sự diễn ra là khổ và sự diễn ra là vô ngã khi tâm được thanh tịnh, bạn có thể thấu hiểu chân đế. Bạn có thể hiểu sự diễn ra là vô thường, sự diễn ra là khổ và sự diễn ra là nhân và quả, vô ngã, không có chúng sanh nào. Chánh niệm đang ghi nhận giảng pháp, tức tâm và các đối tượng đang diễn ra. Đối tượng cũng đang diễn ra, cái biết cũng đang diễn ra, cảm giác cũng đang diễn ra, suy nghĩ cũng đang diễn ra. Tất cả đều mới mẻ, mới mẻ và tinh khôi. Trải nghiệm đơn giản, hiểu thấu đáo. Khi tâm chánh niệm và cảm giác dài đối tượng nào đó, bạn hiểu gì về đối tượng này? Ngay bây giờ, bạn hiểu điều gì? Bạn có hiểu điều gì đó hay không? Đôi khi bạn biết nhưng không hiểu. Bạn biết nhiều đối tượng và bạn chánh niệm nhiều đối tượng mục đích để làm gì? phiền não che phủ chân tâm. Chúng ta không thể hiểu bản chất phiền não. Đó là lý do tại sao chúng ta cần hiểu biết bản chất của tham, bản chất của sân và bản chất của si. Khi ấy, chúng mới không có cơ hội để len lõi vào. Khi tâm đang sáng, không bận chút tham, sân và si, thì tâm sẵn sàng đốn ngộ. Khi tâm rõ ràng, thì trí tuệ có thể sanh khởi trải nghiệm có thể rất đơn giản nhưng sự hiểu biết của chúng ta rất sâu sắc và uyên thâm vì có sự hiểu biết đối tượng là đối tượng hiểu biết rất thâm sâu chúng ta không có si không có tham không có sân suốt cả ngày chúng ta có biết bao trải nghiệm lúc nào cũng bắt gặp những trải nghiệm nhưng khi tâm quan sát của chúng ta đã thanh tịnh khi chánh niệm và hiểu biết tròn đầy kinh nghiệm đơn giản này trở nên rất lạ lùng phi thường bởi vì tâm luôn có tà kiến khi đang nhận biết kinh nghiệm, mà bây giờ chúng ta lại có chính kiến, hiểu biết đúng. Lập tức cái thấy của chúng ta đối lập, rất đổi lạ thường, chính là cái chân thường. Cơ hội hành thiền chánh niệm rất hiếm hoi. Để chánh niệm đối tượng nào đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng kỹ thuật này tức tâm quán niệm xứ, quả thật khó thực tập chúng ta có thể thực hành theo cách này với kỹ thuật này khi một vị phật ra đời nhưng nếu chúng ta không có phật chúng ta không thể thực tập rất hiếm có sự thiền tập chánh niệm thật sự pháp khắp mọi nơi bởi vì chân tâm bị phiền não bao phủ nên chúng ta không thể thấy pháp hay hiểu bản chất tự nhiên của dạng pháp như nó là ý nghĩa của bản chất pháp là gì đó là nhân và đó cũng là quả. Tiến trình nhân và quả tự thân nó là tự nhiên. Dạng pháp, bất kỳ đối tượng nào sanh khởi trong sát na hiện tại là pháp, là hiện tượng tự nhiên. Thậm chí, phiền não cũng trở thành pháp, trở thành hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên là đang trở thành, hiện tượng tự nhiên là đang sanh khởi. Cái biết là sanh khởi, và chánh niệm cũng là đang sanh khởi đối tượng và tâm, tâm và đối tượng. Trong bản chất ấy, không có con người nào ở đó. Hiện tượng tự nhiên không phải là chúng ta, không phải họ, không phải ai khác. Hiện tượng tự nhiên là hiện tượng tự nhiên, bản lai diện mục. Pháp thì mãi luôn hiện hữu, và pháp thoại hiện hữu khắp mọi nơi. Hiện tượng tự nhiên cũng đang dạy chúng ta, nhưng chúng ta không thể nghe. Chúng ta không thể biết hay thấy pháp, bởi vì phiền não ngự trị trong tâm thức và bởi vì thiếu hiểu biết thâm sâu hay trí tuệ. Nếu chúng ta có thể nghĩ, có thể thấy hiện tượng tự nhiên là chính nó thật sự, thì tâm tự do an nhiên và thoát khỏi phiền não. Pháp thì ở khắp mọi nơi, Dhamma hiện hữu mọi thời không gian. Đốn ngộ tâm đã sẵn sàng hay chưa? Dhamma hồ 9 giờ 30 sáng ngày 13 tháng 3 năm 2012 dịch xong Upanadika tâm diệu pháp âm văn phòng chùa khuôn việt số một nghìn ba trăm năm mươi lăm đường hoàng sa phường năm quận tân bình thành phố hồ chí minh chùa diệu pháp số bảy mươi hai xuyệt mười bốn phú mỹ xã phú hòa đông huyện củ chi thành phố hồ chí minh điện thoại không hai tám ba sáu hai 438, website diệu pháp âm chấm net kênh youtube youtube com xuyệt diệu pháp âm pháp âm pháp âm pháp âm